Vô thượng luân hồi chi môn, Triệu Bân. Tập 41. Mau đi thôi. Nữ soái lại khuyên răn, bây giờ đi thì vẫn còn kịp. Nếu như bị bao vây trên trời thì sẽ thật sự không còn đường nào để chạy nữa. Không đi nữa, Triệu Bân mỉm cười. Sau đó, hắn còn nói thêm một câu, nó, đã đến rồi. Nó, nữ soái không hiểu gì, càng không biết nó trong lời của Triệu Bân là đang chỉ ai, chỉ biết bầu trời tăm tối đã có thêm sự buốt lạnh, mây đen kéo đến, sấm sét nổ ầm ầm. Ầm, tiếng nổ rền vang, tất cả mọi người trên chiến trường đều ngẩng đầu nhìn lên. Đập vào mắt họ là cảnh sấm chớp như muốn xé toạc bầu trời. Sắp mưa rồi, rất nhiều người lẩm bẩm. Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là có sét. Ai đó rất thích sét mà. Triệu Bân nhìn lên trời, tính toán xem làm sao mới bị sét đánh trúng đối thủ. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Tiếng hắn vang vọng khắp bầu trời đỏ thắm và tối tăm, giọng nói được gia tăng thêm sức mạnh của sấm sét giống như ông trời đang phán quyết, vừa lạnh lùng lại vừa uy nghiêm, hơn nữa còn kinh thiên động địa khiến ai nghe cũng phải run sợ và thấy buốt lạnh toàn thân, lạnh đến thấu tim. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu Bân hét lớn rồi dương cao long uyên lên. Bỗng dưng, hàng vạn tia sấm sét hội tụ lại với nhau, theo thanh kiếm long uyên chém xuống, cái lồng lôi điện bao trùm toàn thân, thậm chí thuận tiện nhốt luôn thể sức mạnh của Kỳ Lân. Sấm sét đan xen và ngưng tụ, biến thành một bộ giáp bằng sấm sét. Triệu Bân được bọc trong thể sức mạnh, còn giáp sấm sét thì bọc lấy toàn bộ thể sức mạnh. Vậy mà cũng được sao? Nữ soái thấy vậy liền ngây mặt ra. Từ lâu cô ta đã nghe nói Cơ Ngân giỏi về việc dẫn sét, nhưng lại không biết tên tiểu võ tu này còn có thể biến sấm sét thành áo giáp. Thế là bên ngoài thể sức mạnh lại có thêm một tầng phòng ngự, nếu không phá được áo giáp bằng sấm sét thì sẽ không thể làm hắn bị thương được. Lại dẫn sét hả? Các cao thủ và binh tướng của Đại Nguyên đều giật mình. Lại, tại sao lại dùng chữ lại? Trong chuyến đi đến ma vực, Cơ Ngân đã từng làm chuyện này. Mặc dù không phải là thiên kiếp nhưng hắn lại dùng sấm sét trên trời gài bẫy và giết được vô số nhân tài. Sau đó, khi đánh nhau với Cửu Vĩ Ân Minh, Triệu Bân còn suýt dùng sấm sét đánh chết Cửu Vĩ Ân Minh. Những chuyện này đã không còn là bí mật nữa, tất cả người của Đại Hạ đều đã biết, các vương triều cũng đã nghe nói đến. Thánh tử sắp chơi lớn rồi. Ánh mắt của các tướng sĩ Đại Hạ đều sáng rực lên. Mặc dù thiên lôi không phải là của thiên kiếp nhưng bên trong cơ thể của Cơ Ngân lại có chứa uy lực của thiên kiếp. Khi gặp phải sấm sét thì sức mạnh này sẽ bộc phát ra. Sấm sét cỡ này mà đánh xuống thì nhất định sẽ tạo ra sức sát thương rất đáng sợ, cảm giác không chỉ đã mà còn sẽ rất náo nhiệt. Trăm vạn đại quân Đại Nguyên. Nếu như bị sét đánh tập thể thì sẽ đã mắt đến mức nào? Rút! Rút mau! Thống soái Đại Nguyên hét lớn, mặt mày tái nhợt. Sấm sét chẳng phải thứ tốt lành gì, nếu bị đánh trúng thì sẽ rất đau đớn. Đau đớn là chuyện nhỏ, nếu mất mạng thì lỗ to rồi. Cần gì tên này nói, không quân và các cao thủ Đại Nguyên trên trời cũng đang rút nhanh như thủy triều, chưa ai từng bị sét đánh nhưng cũng không ai muốn thử bị sét đánh. Nhìn những tia chớp đáng sợ đó thì đã run rồi, nó không giống với sấm sét thông thường mà lại ẩn chứa uy lực của thiên kiếp, chắc là được phát ra từ trong người của Cơ Ngân. Những người nào từng vượt qua thiên kiếp thì đều có được uy thế đó, hễ gặp sấm sét là bộc phát ra ngay. Chạy hả? Triệu Bân cười lạnh lùng, vung kiếm, chỉ xuống phía dưới xa. Hàng triệu tia sấm sét như có lý trí, tất cả đều nghe theo sự kêu gọi của hắn. Lúc này, hắn giống như thể lôi thần, vung kiếm ra là có sức mạnh của hàng vạn tia sấm sét. Phục! Bầu trời nhuốm máu dưới sấm sét. Những người không kịp chạy hoặc chạy chậm đều bị đánh trúng, có cao thủ Đại Nguyên, cũng có cả tòa kỵ của bọn họ, tất cả đều rơi xuống hàng loạt, một nửa trong số đó đều bị đánh tan thành cho bụi vì không phải tất cả mọi người đều có thực lực mạnh, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể chịu nổi sấm sét. Phải biết rằng, mỗi một tia sét đều có chứa uy lực đáng sợ của thiên kiếp, ở ma vực, những người mạnh như cao thủ hàng đầu của các nước mà cũng còn phải chết cả đám, không biết đã có bao nhiêu người bị mắc bẫy mà chết, ở bên ngoài thiên tông. Người mạnh cỡ như An Minh đã cửu vĩ hóa mà cũng bị đánh đến tàn phế, thì nói gì đến binh tướng của Đại Nguyên. Tiếp nào. Triệu Bân hừ lạnh, vung kiếm lần nữa. Thiên lôi trút xuống mang theo lực sát thương cực lớn. Thiên lôi san bằng cả một khoảng rộng lớn. Bầu trời mờ mịt nhuộm đỏ xương máu,
máu của thú cưỡi và máu của con người lẫn vào nhau. Không quân đại nguyên lao lên trời, vướng phải lôi hải liền gặp tai họa lớn, huyết ưng bị đánh rơi cùng với người điều khiển nó. Không quân hơn 8 phần còn chưa kịp đáp xuống đất thì đã bị đánh thành xương máu. Á! Những tiếng kêu la thảm thiết thê lương vang vọng vào hư không. Triệu Bân không hề thương xót, liên tục vung kiếm. Hắn vung kiếm chỉ tới đâu, lôi điện liền đánh xuống tới đó. Hắn chính là người dẫn lôi. Hắn đứng ở đâu là lôi lại tụ tập lại ở đó. Sau đó thì chúng sẽ điên cuồng oanh tạc xuống dưới. Chỉ có quỷ mới biết được có bao nhiêu người đã bị lôi điện đánh chết. Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc. Ngay lập tức, lôi kỳ lân gầm giống rồi xông xuống mặt đất theo lôi hải. Chính là Triệu Bân lại từ hình thái diều hâu biến thành hình thái kỳ lân, bên ngoài thân thể kỳ lân có lôi điện bao quanh làm áo giáp, uy nghiêm như núi. Khí thế lôi đình vạn quân ầm ầm trút xuống mặt đất, chấn động đại địa, tiêu diệt một phần lớn tướng sĩ đại nguyên, những kẻ tránh được lôi kỳ lân còn chưa kịp thoát được đã bị dư uy của lôi điện tiêu diệt. Chiến! Triệu Bân gầm giống, tiếp tục thực hiện sứ mệnh, xông thẳng vào doanh trại của quân địch. Lúc trước hắn không dám mạnh mẽ xông vào, hiện giờ hắn đã có lôi đình trợ uy cho nên chẳng còn gì kiêng kỵ nữa. Mau rút lui, thống soái đại nguyên giống lên. Câu này của lão ta rất vô dụng. Không cần lão ta phải ra lệnh thì hàng trăm vạn hùng binh đại nguyên cũng đều đã rút lui. Tất cả đã triệt để rút lui. Triệu Bân chạy loạn khắp nơi, ra sức thi triển thiên lôi quyết. Hắn đi tới đâu là dẫn lôi điện xuống tới đó. Đi tới đâu cũng để lại sau lưng máu thịt bê bết, xương máu đầy trời, có kẻ bị hắn giẫm chết, có kẻ bị lôi điện đánh chết, đừng nói là cường giả địa tạng, ngay cả cường giả chuẩn thiên cũng không dám xông lên, ai cũng tự hiểu người có thể đánh bại cửu vĩ ân minh chắc chắn không tầm thường, ngay cả ký chủ còn suýt bị giết chết thì đừng nói tới bọn chúng. Á! Trận hình của trăm vạn hùng sư hỗn loạn, bị lôi đình vạn quân mạnh mẽ phá vỡ. Khí thế của quân địch tất nhiên cũng không còn. Đều đã bị lôi đình vạn quân tiêu diệt. Cảnh tượng hết sức khủng khiếp. Từ trên trời nhìn xuống, quân đại nguyên ở khắp nơi đang rất hỗn loạn, giống như thủy triều rút xuống, có rất nhiều kẻ xui xẻo còn té ngã trong khi bỏ chạy rồi bị những kẻ đằng sau dẫm đạp tới chết. Gầm. Trên chiến trường đen tối mờ mịt, có một con lôi kỳ lân đang phi nước đại, toàn thân được lôi điện bao phủ, mang theo khí thế của lôi đình vạn quân lan tràn giữa hư không. Khiến cho trăm vạn hùng binh phải run sợ, không kẻ nào dám xông lên ứng chiến. Nó xông vào doanh trại địch như xông vào chốn không người, khiến cho quân địch lớp thì gục xuống chết, lớp thì cởi bỏ khôi giáp chạy trốn. Đại hạ không phải là đất vô chủ, chiến. Đi theo thánh tử, giết. Tiếng trống xung trận vang lên, các lối vào cổng thành nơi biên quan đã mở. Quân đại hạ tràn ra công phạt như thủy triều lên. Đây là lần đầu tiên toàn quân xung phong từ khi bắt đầu trấn thủ biên quan cho tới nay. Tư thế hào hùng. Chiến ý ngập trời. Bị trấn áp lâu như vậy, trong lòng ai cũng đã tích tụ một ngọn lửa lớn. Hiện giờ toàn quân đại nguyên đã tan tác, không chiến lúc này thì còn đợi tới lúc nào. Những nơi mà Triệu Bân đã giết qua vẫn còn rất nhiều kẻ lọt lưới, loạng choạng đi tìm quân mình. Nhưng bọn chúng còn chưa kịp nhìn rõ đường đi thì đã bị quân đại hạ tiến xuống quỷ môn quan. Trận hình của quân địch đại loạn, bọn họ lại cùng chung mối thù. Cho nên tất cả mọi người đều một đường té nước theo mưa, một đường thu gặt tính mạng quân địch, khí thế ầm vang. Thậm chí bọn họ còn không biết tiếp theo phải đi đâu. Bọn họ chỉ biết rằng cơ ngân chính là chiến kỳ của đại hạ, hoặc là nói hắn đã trở thành một loại tín niệm của bọn họ. Chỉ cần có hắn đi phía trước thì cho dù có phải lên trời xuống đất, vượt qua núi đao biển lửa thì bọn họ đều sẽ đi theo. Thắng. Đại hạ thắng. Nhìn quân địch bại trận, nữ soái lẩm bẩm tự nói. Đánh nhau với vương triều đại nguyên lâu như vậy mà cô ta cũng chưa từng nghĩ tới việc sẽ phá được tử cục. Đại hạ không có đại binh đoàn gấp rút tiếp viện biên quan Đông Nam, chỉ có một người tới, nhưng lại có thể so với trăm vạn hùng binh. Hóa ra. Thiên thời trong truyền thuyết thật sự có uy lực hủy thiên diệt địa. Sương Nhi, tấm lòng của con đã đặt lên người một bậc anh hùng hào kiệt. Nữ soái quay đầu lại, nhìn thấy Triệu Bân thì đáy mắt lại có chút gợn sóng,
một nửa gương mặt của Triệu Bân lúc này dường như tràn ngập ma lực vô tận, khiến cho tầm mắt của cô ta trở nên mơ hồ, thần trí của cô ta trở nên say mê. Một tên hậu bối cảnh giới địa tạng đã có thể xoay chuyển càn khôn bằng chính thực lực của mình. Thế giới tối tăm. Chiến trường đẫm máu. Những tiếng quát tháo và la hét vẫn liên tục rền vang như sấm. Quân Đại Nguyên đã bị đánh bại trên khắp các mặt trận, từ thống soái cho tới tiểu binh đều đang nhao nhao chạy trốn. Không có kẻ nào ngu ngốc muốn ở lại. Chỉ có kẻ điên mới muốn ở lại để bị sét đánh. Thống soái cũng đã chạy rồi, còn muốn đánh tiếp thế nào nữa? Tuy nhiên, vẫn có một số cường giả chuẩn thiên của quân địch không biết sợ, vẫn muốn xông lên giết chết Cơ Ngân. Cơ Ngân bị tiêu diệt thì lôi điện cũng sẽ tan biến. Tất nhiên, những kẻ này cũng đều lần lượt bị tiễn xuống suối vàng. Ở trong trạng thái kỳ lân hóa cộng thêm thiên lôi trợ uy thì Triệu Bân chính là thần. Trong một phạm vi nhất định xung quanh hắn, ai bước vào cũng sẽ bị thiên lôi đánh. Điều đó cũng có nghĩa là kẻ nào muốn giết hắn thì trước tiên phải chịu được thiên lôi đánh, nếu không thì chưa kịp đối chiến với hắn là đã bị thiên lôi đánh thành cho bụi, mà trên đời này không phải kẻ nào cũng có da dày thịt chắc. Chạy! Triệu Bân hừ lạnh một tiếng, vũ động kiếm Long Uyên chém ra trăm trượng, lưỡi kiếm đi tới đâu thì chỗ đó có kẻ bị chém chết. Những kẻ bị thiên lôi đánh chết, bị hắn chém chết và bị hắn dẫm đạp đến chết nhiều đến mức đếm không xuể. Cho dù có kẻ lọt lưới cũng không sao. Phía sau hắn vẫn còn có quân Xích Diễm Đại Hạ. Trong lúc hắn xông lên giết địch, thì tướng sĩ Đại Hạ cũng đang xông lên giết địch. Đây không phải là khung cảnh của hỗn chiến, mà là khung cảnh quân Xích Diễm đuổi theo truy giết trăm vạn hùng binh Đại Nguyên đang tháo chạy. Lúc này nói kẻ địch có trăm vạn hùng binh cũng không chính xác. Sau khi Triệu Bân quần tảo, con số quân địch lúc này đã không còn đủ trăm vạn nữa. Nữ soái cũng góp phần rất nhiều trong việc giảm con số đó xuống. Dưới tay cô ta đã chết hơn 10 vạn quân địch, nếu như trạng thái kỳ lân hóa có thể tiếp tục và thiên lôi trận có thể kéo dài thì bọn họ hoàn toàn có thể tiêu diệt toàn bộ quân Đại Nguyên. Nữ soái không hề nhàn rỗi, trên tay của cô ta đang cầm bá vương cung của Triệu Bân, liên tục dương cung cài tên. Lúc trước, cô ta đã suy yếu. Giờ phút này chiến ý mà nữ soái bộc phát ra như lửa thiêu đốt, vì đang ở trong thể năng lượng kỳ lân cho nên những vết thương trên người đều đã phục hồi như cũ. Không chỉ có vậy, năng lượng kỳ lân còn dung nhập vào trong cơ thể của cô ta cho nên cô ta mới có thể lấy lại được chiến lực, mặc dù vẫn còn xa chiến lực đỉnh phong nhưng vẫn có thể thoải mái chém giết. Nói không ngoa, thực lực của cô ta không kém gì Triệu Bân. Cầm bá vương cung trong tay tiễn đi từng kẻ địch một, cảm giác hết sức thoải mái. Đường đường là thống soái quân Xích Diễm mà lại rất sảng khoái khi lui về đánh phối hợp. Thần ta bấm ngón tay tính toán, chuyện này đúng là đồng vợ đồng chồng. Nguyệt thần vẫn còn thời gian để ngoái đầu nhìn lại, ý vị thâm trường nói. Có câu nói, nam nữ phối hợp, làm việc không biết mệt. Sau đó, cô ta lại thở dài bi ai. Bi ai thay cho quân Đại Nguyên. Trăm vạn hùng binh ngã rạp, cảnh tượng quá khủng khiếp. Xem kìa, thiên lôi lại đánh xuống nữa. Cũng may đây không phải là thiên kiếp, nếu không thì lại càng thêm náo nhiệt. Ông! Nguyệt thần nhìn lên, thấy chúc phúc của thần có hơi chấn động một chút. Nó dường như có linh tính, vì Nguyệt thần nên mới run rẩy chấn động. Cái người phụ nữ hoang đàng này, cái gì mà đánh giặc, cái gì mà phối hợp, sao cô không quay lại cẩn thận mà nhìn xem, chuyện quan trọng nhất lúc này chẳng phải là đối kháng lời nguyền của thần hay sao? Nguyệt thần không hài lòng thu tầm mắt lại, trừng mắt nhìn chúc phúc của thần, nói thật, bà đây không thích ngươi lắm đâu, ngươi đừng ép thần ta phải lớn tiếng mắng ngươi. Chỉ có 9 kiếp chúc phúc là đang cẩn trọng đối kháng với lời nguyền. May là chỉ có một lời nguyền. Nếu không thì cả chúc phúc của thần và Nguyệt thần cũng không thể nào chống chịu nổi. Tiền bối, kẻ nào là thống soái Đại Nguyên? Triệu Bân vừa vung kiếm vừa liếc nhìn nữ soái hỏi. Kẻ có đầu chọc bóng lưỡng, nữ soái vừa bắn tên vừa trả lời. Nghe vậy, Triệu Bân hít sâu một hơi. Hắn liếc mắt nhìn quanh, kẻ có đầu chọc bóng lưỡng đầy rẫy xung quanh đây. Hắn không nghĩ ngợi nhiều, cứ lao thẳng phía trước. Không cần biết là ai, chỉ cần giết hết là được. Á!
những tiếng kêu la thảm thiết vang lên trên đường hắn lướt qua. Bất cứ nơi nào Triệu công tử lướt qua thì tướng sĩ đại nguyên đều sẽ bị chém thành từng mảnh rồi ngã xuống. Quân địch đắm chìm trong bể khổ trần ai, không bị Thiên Lôi đánh chết cũng sẽ bị Triệu Bân chém chết, không bị Triệu Bân chém chết thì cũng sẽ bị Kỳ Lân đạp chết, không bị Kỳ Lân đạp chết thì cũng sẽ bị nữ soái bắn chết, không bị nữ soái bắn chết thì vẫn bị tướng sĩ đại hạ ở phía sau càn quét tới chết. Trải qua nhiều đợt tấn công càn quét như vậy, nếu như vẫn còn sống thì chỉ có nhân tài trong nhân tài. Tránh ra! Giữa trận hỗn chiến bỗng nhiên vang lên tiếng quát tháo dữ dội. Phía trước, thống soái đại nguyên đang rút kiếm đứng trên đài cao, lộ ra bộ mặt hết sức dữ tợn. Trước mặt lão ta có một hàng dài xe nỏ, số lượng hơn 10 vạn, đứng bên cạnh mỗi một xe nỏ đều có một binh sĩ đại nguyên, trên mỗi một xe nỏ lại lắp sẵn nỏ mạnh, phương hướng của nỏ mạnh đã được điều chỉnh sẵn sàng. Tất cả xe nỏ đều đang nhắm vào thứ khổng lồ nhất đang chạy loạn hoành tảo khắp nơi. Đó cũng chính là cơ ngân ở trong trạng thái kỳ lân hóa, 10 vạn xe nỏ đồng loạt phóng tên, không tin không thể bắn chết được hắn. Trước đó thống soái đại nguyên quát tránh ra tất nhiên là đang nói với tướng sĩ của mình đừng đứng chắn đường nỏ mạnh bắn tới. Thống soái đại nguyên. Triệu Bân khẽ híp mắt lại, kẻ vừa quát chắc chắn là thống soái của đại nguyên. Quả nhiên là đầu chọc bóng lưỡng, hết sức chói mắt. Con mợ nó. Chém giết lâu như vậy mà vẫn chưa giết được đúng người. Tránh đi, đừng đối kháng. Nữ soái ngay lập tức quát lớn. Xe nỏ là vũ khí có lực sát thương rất lớn trên chiến trường, lực xuyên thủng cực mạnh, chỉ cần bị chúng một nỏ mạnh bắn tới thì lôi giáp cùng năng lượng thể kỳ lân cũng có thể bị xuyên thủng chứ đừng nói tới chuyện bị nhiều xe nỏ nhắm bắn đến như vậy, ước chừng ở đây cũng phải có hơn 10 vạn xe nỏ. Nếu như số xe nỏ kia bắn chúng mục tiêu thì hắn chắc chắn sẽ tan xương nát thịt. Hiểu rồi. Triệu Bân vừa nói vừa hung hăng xông thẳng lên. Khóe miệng nữ soái khẽ giật giật. Con mợ nó ngươi có nghe thấy ta nói gì hay không? Ngươi thật sự muốn một mình đối kháng hơn 10 vạn cỗ xe nỏ kia sao? Ta không ngu ngốc đến thế. Nếu như hỏi thì đây sẽ là câu trả lời của Triệu Bân. Đừng nói là hắn, cho dù có đem Đại Hạ Hồng Uyên tới đây thì ông ta cũng không dám đối kháng xe nỏ. Nhưng mặc dù xe nỏ là vũ khí chiến tranh cực mạnh nhưng điều kiện tiên quyết là nó phải bắn trúng mục tiêu mới được. Hắn cũng không phải là một khúc cây chỉ biết đứng yên để cho nỏ mạnh bắn vào người. Dừng! Nữ soái quát lớn hạ lệnh cho quân xích diễm đại hạ sau lưng. Mệnh lệnh vừa hạ xuống, toàn quân đại hạ đều ngừng lại rồi bắt đầu dần dần rút lui. Bọn họ cũng đã nhìn thấy hàng xe nỏ trước mặt kia, số lượng không hề ít, nếu như còn ngu ngốc xông lên thì chỉ có quỷ mới biết được sẽ có thêm bao nhiêu tướng sĩ bị giết chết nữa. Bắn cho ta! Thống soái đại nguyên quát lớn. Ra sức phung kiếm chỉ về phía trước. Ngay lập tức hơn 10 vạn cỗ xe nỏ đồng loạt bắn ra nỏ mạnh, mưa nỏ mạnh xẹt qua vòm trời, mỗi một ngọn nỏ mạnh đều mang uy lực vô song, thẳng một đường cuồng oanh loạn tạc. Ta bay! Triệu Bân lại từ trạng thái kỳ lân hóa biến thành trạng thái diều hâu bay vút lên bầu trời. Đã nói rằng hắn không phải là một khúc gỗ, hắn sẽ không đứng yên chờ bị bắn chết đánh không lại thị trấn, nó không được thì bay, bay càng cao càng tốt. Xe nó cũng có phạm vi tấn công hạn chế ngoài phạm vi đó nó không thể gây tổn hại đến bất kỳ thứ gì đen luốt ta. Triệu Bân bay thẳng lên bầu trời cao rồi định thân, hắn rút ra kiếm Long Uyên chỉ lên trời, lại dùng thân dẫn lôi. Thấy vậy, thống soái đại nguyên ngay lập tức biến sắc, liền xoay người bỏ chạy. Tinh binh điều khiển xe nỏ cũng ngay lập tức quay đầu bỏ chạy. Bọn chúng bỏ chạy nhanh đến mức ngay cả xe nỏ của mình cũng quên thu lại. Một kiếm của Triệu Bân vẫn chưa hạ xuống, không phải vì hắn không muốn dẫn lôi xuống đánh chết quân địch mà là vì hắn không muốn phá hỏng hết số xe nỏ kia, nếu như hơn 10 vạn xe nỏ kia bị hư hại thì hắn sẽ rất đau lòng, kẻ địch không cần thì quân đại hạ vẫn có thể giữ chúng lại. Vèo. Diều hâu vươn cánh bay ngang qua bầu trời, lúc này lôi điện mà hắn ngưng tụ được mới từ trên trời đánh xuống. Trong lúc đó hắn cũng đã trở lại trạng thái kỳ lân rồi ầm ầm đáp xuống đất. Xông thẳng đến vị trí của thống soái đại nguyên truy giết, toàn thân kỳ lân được lôi điện bao phủ, đi tới đâu là chỗ đó liền biến thành biển máu. Bị thiên lôi đánh. Bị kiếm Long Uyên chém. Bị nữ soái bắn chết. Thứ chờ đợi quân địch luôn luôn chỉ là một con đường chết. Mang đi. Mang hết đi. Nơi nào Triệu Bân đã giết qua là nơi đó liền có quân xích diễm đại hạ tràn tới té nước theo mưa.
hơn 10 vạn cỗ xe nỏ của Đại Nguyên đều bị bọn họ chuyển đi hết, cấu tạo của xe nỏ của hai quốc gia về cơ bản vẫn giống nhau. Nói cách khác, Vương Triều Đại Nguyên đã bí mật học được cách chế tạo xe nỏ từ Triều Long Đại Hạ từ nhiều năm trước, nếu như không chế tạo được số lượng lớn xe nỏ thì bọn chúng cũng không dám kiêu ngạo như vậy. Cũng may là để chế tạo ra một chiếc xe nỏ cần phải có rất nhiều tài nguyên, nếu không thì các vương triều khác cũng sẽ không ngần ngại mang nó lên chiến trường. Tất cả xe nỏ đều là tiền, không có mấy vương triều có đủ tiền bạc và tài nguyên để mang nó lên chiến trường như thế này, cũng chỉ có Triều Long Đại Hạ, Vương Triều Hắc Long cùng Vương Triều Đại Nguyên có thực lực tương đương nhau thì mới có thể dám dùng tới món vũ khí chiến tranh đắt đỏ này. Chạy, chạy đi đâu? Hai mắt Triệu Bân sáng như đuốc nhìn chừng chừng vào tên thống soái đầu chọc bóng lưỡng, hung hãn truy giết. Cản hắn lại. Thống soái Đại Nguyên cảm thấy sống lưng lạnh toát, không dám đứng lại nghênh chiến liền ra lệnh ra cho tướng sĩ khác xông lên. Tuy nhiên, trong thời điểm sinh tử thì có là mệnh lệnh của thống soái cũng vô dụng, tất cả đều đang bận tháo chạy thục mạng, không ai dám đứng lại nghênh chiến theo mệnh lệnh, cho dù có nghe thấy thì cũng chỉ giả bộ câm điếc. Có giỏi thì sao lão không tự xông lên đi? Còn gì đáng buồn hơn việc một thống soái không có năng lực phục chúng? Nếu đổi lại là nữ soái Xích Diễm thì chỉ cần hạ lệnh là có thể khiến cho toàn quân chỉ đâu đánh đó. Tất nhiên với khí chất của nữ soái thì sẽ không bao giờ bỏ chạy để cho tướng sĩ của mình thay mình đi chết. Cùng ở cương vị thống soái nhưng thống soái Đại Nguyên sẽ không bao giờ có được giác ngộ này. Ngươi không chạy thoát đâu. Triệu Bân hừ lạnh một tiếng, phóng cao lên rồi đánh xuống một chảo. Một chảo giáng xuống cực kỳ mạnh mẽ nhưng vẫn chưa thể tiêu diệt được thống soái Đại Nguyên. Lão ta thật sự có thể đối kháng một chảo của Triệu Bân, lại còn có thể đứng sừng sững trên mặt đất không ngã sau khi bị thiên lôi đánh, điều đó khiến cho Triệu Bân phải cau mày, khó trách lão ta lại được chọn làm thống soái Đại Nguyên, chiến lực quả nhiên không tầm thường. Ông! Nữ soái dương cung cài tên, bắn ra một mũi tên cực kỳ uy lực. Không, không không. Hai mắt của thống soái Đại Nguyên lồi ra, đồng tử co rút lại. Lão ta đang phải đối kháng với một chảo của Triệu Bân, đây đã là thực lực cực hạn của lão ta cho nên lão ta không còn chút sức lực nào để đối kháng một tên của nữ soái nữa. Thật ra thì ở xung quanh lão ta cũng có rất nhiều cường giả chuẩn thiên nhưng không có ai ra tay giúp đỡ, tất cả đều đang bận bỏ chạy hoặc lẩn trốn, bọn chúng rất sợ bị thiên lôi đánh chết, cũng rất sợ người kế tiếp bị giết chính là mình. Cho dù là thống soái Đại Nguyên thì cũng không quan trọng bằng tính mạng của bản thân. Phụt. Máu tươi phun ra chói mắt, đầu của thống soái Đại Nguyên đã bị bắn thủng, chết ngay tại chỗ. Xem đi, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt mỏi, hai người này phối hợp quả nhiên là ăn ý. Đã chết. Thống soái đã chết. Tướng sĩ Đại Nguyên ngoái đầu nhìn thấy, trong ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi, càng dùng hết sức bình sinh để tháo chạy. Giết. Thống soái Đại Nguyên đã bị tiêu diệt, nhưng cuộc tấn công vẫn chưa dừng lại. Chừng nào thiên lôi vẫn còn thì quân địch sẽ còn bị công phạt. Khó lắm mới nắm bắt được thiên thời, sau này sẽ không còn chuyện tốt như vậy nữa. Triệu Bân chém kiếm Long Uyên ra trăm trượng, bên cạnh là nữ soái Cẩm Bá Vương cung liên tục dương cung cài tên, một đường xung phong. Xông vào nơi càng có nhiều quân địch càng tốt. Càng nhiều người bị thiên lôi đánh thì mới càng náo nhiệt. Giết! Quân Xích Diễm phía sau cũng bộc phát chiến ý cao ngất trời, khó có được một lần toàn quân xung phong, tiêu diệt hoàn toàn sinh lực của quân Đại Nguyên. Á! Tiếng kêu la thảm thiết vẫn vang vọng trong đêm tối. Thống soái bị giết, quân địch lúc này như rắn mất đầu. Thực tế thì cho dù còn thống soái ở đây cũng không ích gì, chẳng lẽ bọn chúng còn có thể phản kích hay sao? Ngay cả thống soái của bọn chúng khi gặp nguy cơ cũng liền bỏ chạy rồi đẩy bọn chúng lên đầu trận tuyến, lúc này việc giữ được cái mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn. Trong đêm đen, tiếng la hét giết chóc làm rung chuyển cả bầu trời. Đêm nay quả là một đêm phi thường, toàn quân Xích Diễm Đại Hạ xung phong dưới sự dẫn dắt của Triệu Bân cùng nữ soái đã đuổi giết quân Đại Nguyên hơn trăm dặm, xác chết gục xuống thành đống, khắp nơi máu chảy thành sông. Tiếng sấm không biết bao giờ mới tan. Tiếng kêu thảm thiết cũng không biết khi nào mới dừng lại. Khi bình minh lên, trận đại chiến mới tạm thời kết thúc. Quân Đại Hạ toàn thắng, giết được vô số địch, thu được vô số quân giới.
10 vạn cỗ xe nỏ có ý nghĩa rất lớn. 100 vạn hùng binh đại nguyên chỉ còn lại chưa đến 50 vạn quân có thể trốn về phía đông, thương vong vô cùng thảm trọng. Quân đại hạ rất muốn truy sát tiêu diệt toàn quân đại nguyên. Nhưng không thể tiếp tục đuổi theo được nữa, đây đã là biên giới của vương triều đại nguyên rồi. Mau thu dọn chiến trường. Thanh âm đốc thúc nhau của tướng sĩ vang lên đầy trời. Quân đại nguyên có thể quay trở lại bất cứ lúc nào, dù sao thì binh lực của quân Xích Diễm cũng đã bị tiêu hao rất nhiều, thiên lôi đã tan hết mà cơ ngân cũng không còn ở trạng thái kỳ lân hóa, tốt hơn hết là phải quay về biên quan trấn thủ càng sớm càng tốt. Thật ra thì quân địch cũng không còn tâm tư nào để kéo quân trở lại, ngay cả thống soái của bọn chúng cũng đã bị giết thì còn đánh như thế nào được nữa. Nếu như kéo quân trở lại đại hạ rồi lại bị thiên lôi đánh chết thì lại càng ngu ngốc hơn. Cơ ngân. Tuy không dám kéo quân đánh lần nữa, nhưng bọn chúng vẫn có thể mắng chửi nguyền rủa. Tàn binh bại tướng của vương triều đại nguyên đều hết sức phẫn nộ, trận này đáng ra bọn chúng đã thắng nhưng vì một cơ ngân mà đại bại, trận hình hỗn loạn thành một mớ hỗn độn. Một trận đánh tổn thất hơn 50 vạn tướng sĩ. Từ khi vương triều đại nguyên khai sinh chưa có một trận đánh nào khiến cho tướng sĩ bị tổn thất nặng nề như vậy. Dưới vòng trời tràn ngập máu tươi. Máu chảy thành sông, xác chết ngổn ngang khắp nơi, chiến kỳ gãy nát. Binh khí nhuốm máu vô chủ cắm xiên xuống mặt đất có ở khắp mọi nơi trên chiến trường. Tướng sĩ đại hạ thu dọn chiến trường xong thì nhanh chóng rút lui. Thứ gì có thể mang đi được thì bọn họ đều mang đi hết. Bất cứ nơi nào bọn họ đi qua đều được thu dọn sạch sẽ, chỉ ngoại trừ những vết máu. Trên đỉnh đồi, Triệu Bân đứng thẳng người, tay cầm kính viễn vọng nhìn về phương xa. Thông qua hướng gió, khói lửa báo động bốc lên mịt mù, hắn có thể mơ hồ trông thấy biên quan đại nguyên. Không có động tĩnh gì. Tất cả các cổng thành đều bị đóng chặt, dường như hắn còn có thể nghe thấy những tiếng giống giận cùng với những tiếng kêu la thảm thiết truyền ra từ bên trong. Ngươi đã cứu quân Xích Diễm, đã cứu đại hạ. Nữ soái mỏi mệt cười, ném cho hắn một vò rượu. Ta đã nói rồi, vô xương sẽ phù hộ cho chúng ta, Triệu Bân cười nói, hắn tiếp lấy vỏ rượu uống ửng ực. Nữ soái ngẩng đầu nhìn, mặc dù đã sáng sớm nhưng sắc trời vẫn còn tối tăm, tựa hồ như vẫn có thể nhìn thấy một ngôi sao điểm xuyết trên đỉnh cao nhất của bầu trời, lấp lánh ánh sáng mơ hồ. Đường về tràn đầy vui sướng. Thắng, đại hạ đã thắng. Kể từ khi đại hạ lập quốc cũng chưa bao giờ có được một chiến thắng huy hoàng đến vậy. 10 vạn quân thắng 100 vạn quân đại hạ đánh cho quân đại nguyên tan tác. Tất cả đều là công lao của Thánh tử Thiên Tông. Bất luận là lão tướng hay tiểu binh, tất cả đều phải nhìn Triệu Bân bằng ánh mắt kính sợ. Thanh niên này là thánh tử quả cảm nhất, quyết đoán nhất trong số các vị Thánh tử Thiên Tông qua các triều đại. Tuy hắn đã có sẵn thân phận tôn quý cùng tiền đồ vô lượng nhưng hắn vẫn mạnh mẽ xông pha sa trường, dẫn dắt quân Xích Diễm phản kích kẻ thù. Hắn chính là người đã xoay chuyển càn khôn. Tất cả mọi người sẽ không bao giờ quên, sẽ cả đời ghi khắc chuyện này trong lòng, chuyện rằng từng có một vị thần, một con lôi kỳ lân càn quét chiến trường khiến cho 100 vạn hùng binh đại nguyên phải cởi bỏ khôi giáp mà tháo chạy. Triệu Bân chỉ cười một tiếng cho qua. Nếu nói chuyện này chỉ là trùng hợp, e rằng sẽ không có ai tin. Hai lần hắn xông pha sa trường ở biên quan Đông Nam đều là trùng hợp. Lần đầu tiên hắn ra chiến trường chính là vì ca ca của Phượng Vũ, không ngờ lại đúng lúc gặp phải cảnh biên quan nguy cấp. Lần này lại còn ly kỳ hơn, từ Thiên Tông chạy tới tận biên quan, ban đầu truyền tống nhầm vào lăng mộ vua Âm Nguyệt, sau đó lại gặp cảnh biên quan báo nguy, cuối cùng vẫn phải đối diện với 100 vạn đại quân. Dường như, hắn cùng với chiến trường này thực sự gắn bó keo sơn. Trở về biên quan, không khí vui sướng bỗng bị bi thương bao phủ. Đại nguyên tổn thất thảm trọng, đại hạ cũng không khá hơn. Bức tường biên giới gần như sụp đổ, không biết có bao nhiêu người đã chết trận, cũng không biết có bao nhiêu xác chết không còn lành lặn, xác chết chất thành núi, máu tươi chảy thành sông. Ở biên quan, từng bia mộ đã được dựng lên. Trước từng bia mộ đều được tưới rượu. Nhanh lên! Xây dựng tường thành! Không có thời gian để đau buồn, chỉ cần là người còn có thể di chuyển thì sẽ đều leo lên tường thành, cố gắng xây dựng lại tường thành ở biên quan trong thời gian ngắn nhất.
Đại Nguyên đã chịu tổn thất thảm trọng như vậy, tất nhiên sẽ có ngày quay trở lại báo thù. Nhìn về phía xa, có rất nhiều người đang tràn tới. Hầu hết bọn họ đều là tán tu đang gấp rút chạy đến tiếp viện biên quan. Nhưng bọn họ đã tới muộn. Nghe nói hôm qua ở đây xảy ra đại chiến, tất cả đều bàng hoàng đứng ngồi không yên. Đáng tiếc, bọn họ đã tới quá muộn, không thể xông pha vào trận đại chiến kinh thiên động địa. Tuy nhiên, bọn họ vẫn có thể tưởng tượng được. Cảnh tượng thiên lôi quần công trên diện rộng chắc chắn rất náo nhiệt. Dương Hùng cùng Yên Thiên Phong cũng đã tới. Là Triệu Bân phân thân đã mang bọn họ tới đây. Cả hai đều bị thương nặng, tưởng rằng không thoát khỏi cái chết nhưng vừa may gặp được quân tiếp viện biên quan đi ngang qua giúp đỡ cho nên mới nhặt về được một mạng của bọn họ. Dù vậy, căn cơ của cả hai đều đã bị phá hỏng, chỉ sợ là cả đời sẽ phải dừng lại ở cảnh giới địa tạng. Trước tiên phải dưỡng thương đã, Triệu Bân cười nói, đưa cho bọn họ rất nhiều linh dược. Đa tạ, hai người mệt mỏi bất lực, chỉ có thể ngồi chắp tay. Trở về ta sẽ tặng cho hai người một cơ duyên, Triệu Bân cười nói rồi xoay người rời đi. Cơ duyên mà hắn nhắc tới chính là thuật luyện thể. Căn cơ của cả hai người đều đã bị tổn hại, muốn tái tạo lại thì một cơ duyên cũng chưa đủ. Cơ duyên gì? Có quỷ mới biết. Nghe nói con gái của ngươi có quan hệ rất tốt với Thánh tử Thiên Tông hả? Dương Hùng cười nói. Đừng nói bậy, Yên Thiên Phong ho ra một ngụm máu, ngồi trên mặt đất lo nuốt đan dược. Nhanh lên! Tiếng quát tràn ngập biên quan, việc sửa chữa tường thành đang là ưu tiên hàng đầu. Ở biên quan khí thế ngất trời, ở Thiên Tông cũng ồn ào huyên náo. Toàn bộ Thiên Tông đi tìm Thánh tử hết một ngày một đêm mà cũng không tìm thấy, thậm chí ngay cả đế đô cũng đã lục tung lên hết mà vẫn không thấy bóng dáng của Cơ Ngân. Tốt hơn là hắn nên chết đi. Đám kẻ thù của Thánh tử tụ tập lại nghiến răng nghiến lợi. Bên trong đại điện Thiên Tông, bầu không khí hết sức trầm mặc. Dương Huyền Tông, Linh Lung, Vân Yên và những người khác đều ở đó, sắc mặt của ai cũng khó coi. Trưởng giáo, tìm ra Thánh tử rồi. Trong bầu không khí trầm mặc bỗng nhiên có người vội vàng chạy vào đại điện. Mọi người nghe xong đều đồng loạt đứng bật dậy, ở đâu? Biên quan Đông Nam. Ở đâu? Biên quan Đông Nam. Sau khi xác nhận câu trả lời, mọi người đều mở to mắt nhìn nhau, ta nhìn người, người nhìn ta. Biên quan Đông Nam không biết cách Thiên Tông bao nhiêu vạn dặm, cái tên đó chạy đến biên quan bằng cách nào? Đây là câu hỏi hiện ra trong mắt của tất cả mọi người, cho dù hắn có ngồi lên hỏa pháo thì cũng không thể tới nơi nhanh như vậy. Hắn đã tới nơi ngày hôm qua. Người chạy vào thông báo lại truyền tới thư báo tin của nữ soái. Dương Huyền Tông nhận lấy thông báo, sau đó mọi người đều xúm lại. Tất cả bọn họ khi đọc qua thư đều cảm thấy khiếp sợ không thôi, trăm vạn hùng binh Đại Nguyên đã bị áp đảo, lớp bị giết, lớp tháo chạy về nước. Cái tên nổi bật nhất vẫn Cơ Ngân, hắn vừa thi triển kỳ lân hóa vừa ngưng tụ thiên lôi, dùng thân dẫn lôi đánh chết hơn phân nửa trăm vạn hùng binh Đại Nguyên. Trưởng giáo Thiên Tông Dương Huyền Tông cùng đệ tử Hồng Uyên Linh Lung đều âm thầm nuốt nước miếng. Những người khác lại càng không đáng để nhắc đến, tất cả đều đã chết lặng, ai cũng có thể tưởng tượng được cảnh tượng oai hùng đó. Cả trăm vạn người bị thiên lôi đánh, thật đẫm máu làm sao? Thánh tử Thiên Tông thật sự quá đáng sợ, một trận đánh giết chết hơn 50 vạn quân Đại Nguyên. Choáng váng, tất cả những người có mặt đều choáng váng, nhất thời không phản ứng kịp. Quả nhiên, cái tên đó đi tới đâu liền náo nhiệt tới đó. Nhưng chuyện lần này thật sự đã quá lớn rồi. Ở đâu? Biên quan Đông Nam. Không thể nào, chẳng phải ngày hôm qua hắn vẫn còn ở Thiên Tông sao? Vô cùng chính xác. Sau khi nghe được tin tức, cường giả của các quốc gia khác đang trà trộn ở đế đô cũng có thái độ cả kinh giống hệt như mấy người Dương Huyền Tông. Không đợi đến khi bí ẩn được giải đáp thì lại càng có thêm nhiều tin tức chấn động dồn dập tới. Đại Nguyên đại bại, hơn nữa còn tổn thất thảm trọng, trăm vạn hùng binh chỉ còn lại chưa tới phân nửa, lòng quân tan rã. Người khác đã biết, sao hoàng tộc có thể không biết? Quân thần chấn động, khiếp sợ không thôi, ngay cả hoàng phi cũng choáng váng đến mức không biết phản ứng thế nào. Tin tức này như đã mọc cánh. Chỉ trong nửa ngày,
nó đã lan rộng khắp thiên tông, hoàng tộc, đế đô và các tòa thành cổ. Mọi người nghe xong đều khiếp sợ. Hơn 50 vạn hùng binh. Không phải 50 vạn gà vịt, mà là 50 vạn võ tu. Cảnh tượng đẫm máu như vậy, đều do thánh tử thiên tông gây ra. Vốn tưởng rằng chiến tích ở ma vực đã là nghịch thiên. Không ngờ sau đó vẫn xuất hiện thêm một chiến tích nghịch thiên khác. Trăm vạn hùng binh bị thiên lôi đánh, cảnh tượng đó lớn như thế nào chứ? Không hổ là con R. Là thánh tử thiên tông. Hoàng đế đại hạ đang ở biên quan nghe được tin này cũng suýt chút nữa lật bàn phấn khởi. Có lẽ do quá phấn khích cho nên suýt chút nữa là ông ta đã nói ra hai chữ con rể. Biên quan Đông Nam đại thắng làm phấn chấn lòng người. Quân trấn thủ các biên quan lớn khác cũng đều lên tinh thần. Đã nói đại hạ không phải là đất vô chủ, không phục thì cứ tới chiến đi. Lấy một chọi tám, đánh các ngươi tới mức phải gào khóc quay về. Đáng chết! Hoàng đế đại nguyên nghe được tin này thì như phát điên. Trăm vạn đại quân, lớp chết, lớp bị thương. Vì muốn công phạt đại hạ, hoàng đế đại nguyên đã đẩy ra tiền tuyến một nửa binh lực của đất nước. Không ngờ kết quả nhận được lại đáng mừng đến như vậy, tổn hại hơn 50 vạn quân, ngay cả thống soái cũng bị diệt, từ khi vương triều Đại Nguyên khai sinh tới nay chưa bao giờ bị đánh bại một cách thê thảm đến như vậy. Đây là tin tốt hay tin xấu chứ? Hoàng đế của 7 vương triều lớn còn lại nhận được tin tình báo thì đều vuốt râu, ẩn ý nói. Tin tốt chính là vương triều Đại Nguyên đã đại bại, thương vong hơn 50 vạn hùng binh, chuyện này đã khiến cho nền tảng của vương triều Đại Nguyên lung lay. Khiến cho bọn họ phải suy nghĩ xem có nên kéo quân đến thôn tính vương triều Đại Nguyên trước hay không. Tin xấu chính là tư chất của cái tên Cơ Ngân kia thật sự quá nghịch thiên. Hắn đã có thể thi triển kỳ lân hóa cùng thiên lôi trận để giết sạch hơn 50 vạn quân Đại Nguyên thì cũng có thể sử dụng phương pháp tương tự để đối phó với bọn họ. Đây là một quả bom hẹn giờ, không biết hôm nào sẽ phát nổ. Trong một ngày, từ Thiên Tông chạy tới biên ải Đông Nam. Chỉ riêng điều này khiến họ không thể nào hiểu nổi, chưa biết chừng ngày mai là hắn tới biên ải Tây Bắc rồi, cứ chạy qua chạy lại như thế, họ không chịu nổi đâu. Chết, hắn ta phải chết. Đôi mắt của hoàng đế 7 nước kia bắn ra ánh sáng lạnh lẽo. Để tránh cho tên kia nhảy tới nhảy lui, cứ tống vào quỷ môn quan là thanh tịnh nhất. Vì thế, các nước hạ lệnh. Trong cùng một ngày. Họ đưa hết sát thủ La Sinh Môn và cường giả các nước đang mai phục tại đế đô Đại Hạ tới vùng biên ải Đông Nam. So với việc giết Cơ Ngân ở đế đô của Đại Hạ thì giết hắn ở biên ải dường như không khó lắm. Giết! Không từ mọi giá, phải giết được Cơ Ngân. Thêm nữa, chiếm lấy biên ải Đông Nam. Vương triều Đại Nguyên nổi cơn lôi đình, lại hạ tử lệnh thêm lần nữa. Tựu chung, Cơ Ngân lại được săn đón rồi. Trận chiến ở biên ải Đông Nam khiến uy danh của hắn chấn động khắp nơi, đến cả cao thủ thiên võ ở các nước cũng cảm thấy bị uy hiếp. Tiềm lực của tên đó quá đáng sợ, tiếc rằng họ không thể vào chiến trường, chỉ có thể cử người đi. Mau mau mau! Biên ải vẫn không hề bình lặng, tiếng thét gào vang lên khắp nơi. Tường thành có quá nhiều chỗ bị hư hỏng, vẫn đang xây lại. Xây dựng lại tường thành không khó, khó là khắc họa hoa văn của trận pháp. Đây không chỉ là một bức tường, nó còn là một tấm màn chắn. Hoa văn trận pháp ở đây chính là hoa văn của trận pháp phòng hộ. Trên tường thành, cứ cách một đoạn sẽ có một trận pháp bí ẩn. Trước kia nơi này đã từng tổn hại lỗ chỗ vì chiến loạn, cần phải khôi phục trong thời gian ngắn nhất. Đừng trông tướng sĩ đại hạ làm việc hăng hái say sưa, thực chất ai nấy đều mang theo vết thương nặng để lao động cật lực. Mỗi người đều thấy thấp thỏm, chính vì thấp thỏm mới giúp họ không ngã xuống. Ai cũng mệt lắm rồi. Không có thời gian nghỉ ngơi lẫn trị thương. Vương triều Đại Nguyên có thể lật đất trỗi dậy bất kỳ lúc nào. Triệu Bân cũng có mặt, đang đứng trên tường thành ra bên ngoài. Tuy sắc trời u ám, nhưng vẫn có thể nhìn thấy có đốm sáng nào đó đang lấp lánh ở khu rừng bên ngoài thành. Theo hắn thấy, chắc hẳn đó là phản quang từ kính viễn vọng. Trong rừng chắc chắn có thám tử Đại Nguyên đang ẩn nấp. Nghĩ cũng phải. Hắn chém hơn 50 vạn người, Đại Nguyên mà chịu thôi mới là lạ. Hắn đoán không sai. Những khu rừng bên ngoài thành quả thực ẩn giấu không ít thám tử của Đại Nguyên,
tất nhiên họ đến để do thám tình hình, chủ yếu nhất là xem cơ ngân của Thiên Tông còn ở đó hay không. Không phải họ sợ cơ ngân, mà sợ tên đó thu hút sấm sét tới, gây nên một trận sét đánh. Dù sao cũng có bài học nhớ đời rồi, không thể bị sét đánh thêm lần hai. Nhìn qua thì thấy cơ ngân vẫn còn ở đó. Tên đó có mặt thì không nên động binh. Điều này châm biếm vô cùng, thử nghĩ mà xem, một vương triều không thua kém gì đại hạ, thế nhưng vì kiêng dè một người mà không dám làm bậy, dù nhìn khắp lịch sử các triều đại lớn, dường như cũng chỉ riêng mình Triệu Bân có được vinh hạnh đặc biệt này. Sấm sét là một thứ hay ho đấy. Triệu Bân chắp tay, lầm bầm nói. Thánh tử của Thiên Tông thông minh lắm đấy chứ, có một số chuyện cũng hiểu được thôi, mà chính vì hiểu được, hắn mới không dám rời khỏi biên ải Đông Nam. Không phải hắn không muốn đi, mà là không thể đi. Sức mạnh của một mình hắn tuy nhỏ, nhưng ý nghĩa tồn tại rất lớn. Một võ tu hèn mọn như hắn có sức uy hiếp, một khi hắn rời đi, Đại Nguyên sẽ đội mổ sống dậy, với trạng thái của quân Xích Diễm hiện giờ thì không thể giữ được biên quan. Hắn sẽ đi, nhưng đợi sau này mới đi. Chí ít cũng phải đợi khi tường thành sửa xong, đợi quân Xích Diễm khôi phục khả năng chiến đấu. Thánh tử. Đêm khuya gió lớn, về doanh trướng sớm thôi. Một ông già cách đó không xa mỉm cười nói, người này chính là một lão tướng của quân Xích Diễm, cao thủ chuẩn thiên hàng thật hàng thật. Ngoại trừ ông ấy ra, xung quanh còn có không ít hơi thở đang ẩn mình, tất cả đều là cao thủ chuẩn thiên. Họ không đến đây để dạo chơi. Nữ soái có lệnh, trước khi Thiên Tông phái người đến đón cơ ngân, bắt buộc phải đảm bảo cho cơ ngân. Không phải họ làm quá vấn đề. Có trời mới biết trong quân có cường giả của các nước hay sát thủ La Sinh Môn ẩn náu hay không. Dù sao thì võ tu giải rác đang tiến về biên ải rất nhiều, không ít người trong số đó thân phận không rõ ràng. Đã hiểu. Triệu Bân quay người xuống khỏi tường thành. Ngụ ý hành động của nữ soái, tất nhiên là hắn hiểu. Nếu hắn đoán không sai, cường giả và sát thủ của các nước trước kia ẩn mình ở đế đô đại hạ lúc này đang trên đường chạy tới biên ải Đông Nam, ước chừng có đến vài trăm cao thủ chuẩn thiên, chắc chắn là đến xử lý hắn. Ít thì nửa tháng, nhiều thì một tháng, họ sẽ lục tục chạy tới. Số lượng cao thủ chuẩn thiên này, trong quân Xích Diễm cũng có. Nhưng mình thường dễ né, ám tiễn khó phòng. Hành thích trong quân đội dễ hơn khi hắn ở đế đô nhiều. Thế nên, hắn phải chuẩn bị trước. Hay nói cách khác, hắn chuẩn bị lại đánh thêm trận nữa. Nếu đối phương đã đến rồi, hiếm khi chúng tụ tập đông đủ, vậy thì một lưới bắt trọn, đỡ được phiền phức sau này. Hắn có thể bẫy chết được hơn 50 vạn đại quân thì cũng có thể tiễn vài trăm cao thủ chuẩn thiên lên trời. Hăng hái lên tí nào. Sau lưng hắn. Một đống cao thủ chuẩn thiên vẫn luôn leo sát, có người lộ diện, có người âm thầm. Nữ soái thì dặn thì không dám qua quýt, nếu thánh tử bị tiêu diệt trong quân đội thì đúng là nhảm nhí. Khi ngang qua một doanh trướng, Triệu Bân tiến vào trong. Đập vào mắt hắn là Dương Hùng và Yên Thiên Phong, sau một ngày trị thương, sắc mặt họ đã hồng hào lên khá nhiều, nhưng vẻ đau đớn trên gương mặt vẫn không thể che giấu nổi. Căn cơ bị tổn hại. Đây là một dạng nội thương rất đáng sợ. Tham kiến thánh tử, hai vị thành chủ vội vàng đứng dậy. Hai vị tiền bối đừng khách sáo như thế, Triệu Bân mỉm cười, lấy ra hai cuốn bí tịch. Đây chính là Tẩy Tủy Dịch Cân Kinh phiên bản đã chỉnh sửa. Đây là... Tu luyện thuật này có thể giúp các vị bồi đắp lại căn cơ. Đắp lại, hai người sững sờ. Nghỉ ngơi sớm đi, Triệu Bân mỉm cười. Không giải thích nhiều đã quay người rời đi. Trong doanh trướng, hai thành chủ đưa mắt nhìn nhau rồi mới mở bí tịch ra. Trước đó thánh tử từng nói sẽ tặng họ một cơ duyên, bây giờ nghĩ lại thì hẳn là cuốn bí tịch này rồi. Xem xong, hai người thêm một lần chấn động, bởi họ cũng lần đầu được thấy thuật luyện thể nào bá đạo đến vậy. Ở bên này, Triệu Bân đã quay về doanh trướng. Doanh trướng của hắn khác với mọi người, trong và ngoài trướng dán đầy bùa chú. Nhất là trong trướng còn treo từng chùm lục lạc, cứ có ai tiến vào, cho dù là chui xuống đất để vào, chúng cũng sẽ báo động trước. Tất cả là do đích thân nữ soái bố trí. Mà doanh trướng của nữ soái cũng ở ngay bên cạnh, hễ có biến cố gì, nữ soái sẽ chạy tới ngay. Cường giả mà cô ta phái tới cũng rất tỉnh táo, phân tán khắp xung quanh.
Ngoại trừ nữ soái, không ai có thể đến gần doanh trướng này. Tóm lại, nơi ở của hắn được canh giữ cực kỳ cẩn mật. Nhưng nữ soái biết, thích khách từ cường giả các nước hoặc sát thủ La Sinh Môn nếu muốn đột nhập vào vẫn có rất nhiều phương pháp, điều cô ta làm được cũng chỉ có từng này thôi. Dù sao thì nơi này là quân doanh chứ không phải Thiên Tông. Muốn giết ta, phải trả giá bằng máu đấy. Triệu Bân lạnh lùng nói, tiện tay lấy ra hai lá bùa, một lá bùa nổ và một lá bùa chống nổ. Hắn muốn dùng bùa nổ để xử lý sát thủ của các nước, hắn chọn địa điểm luôn rồi, mộ của vua Âm Nguyệt. Tiền đề là hắn phải nghiên cứu ra được một loại bùa nổ chấp cả bùa chống nổ cơ. Dưới ánh nến, hắn cầm bùa chống nổ lên. Loại bùa chú này cũng được phân cấp bậc, nếu cấp bậc cao thì phạm vi chống nổ rộng. Ví dụ như bùa chống nổ cấp chân linh thì phạm vi chưa đầy một trượng, bùa chống nổ cấp địa tạng thì phạm vi mở rộng tới 10 trượng, thậm chí là nhiều hơn. Ở trong phạm vi này thì bùa nổ gì cũng không nổ được. Đây chính là sự xung khắc và chế ngự lẫn nhau giữa bùa với bùa. Sau đó, hắn mới lấy bùa nổ ra, đặt hai lá bùa cạnh nhau, tĩnh tâm nghiên cứu đường nét hoa văn trên đó, qua hồi lâu mới lấy bộ đồ nghề vẽ bùa, hắn thử từng lá bùa hết lần này đến lần khác. Hắn tin rằng mình có thể vẽ ra một loại bùa bất chấp bùa chống nổ. Nếu những lá bùa này được nghiên cứu ra, đám sát thủ kia sẽ hứng đủ. Chuyện bẫy người ta, hắn chuyên nghiệp lắm. Bổn thần thấy bị ai thay cho đám người đó. Nguyệt thần liếc nhìn, cô ta rất tự tin về Triệu Bân. Tên này khó tin lắm đấy, thiên phú nghịch thiên, khả năng cảm nhận và lĩnh ngộ đáng sợ. Nếu việc này mà thành, không biết sẽ có bao nhiêu người bị nổ. Mau mau mau. Dưới ánh trăng, từng tòa kỵ biết bay xẹt ngang qua bầu trời, trên mỗi con luôn có một người đang đứng, ai nấy mặc hắc bào, không nhìn rõ được dung mạo. Chỉ biết rằng ai nấy khí tức hùng hậu, đúng là cao thủ cảnh giới chuẩn thiên, hướng đi cũng đồng nhất, biên ải đông nam. Họ là cường giả từ các nước, hoặc sát thủ La Sinh Môn. Diệt Cơ Ngân. Cấp trên đã hạ tử lệnh, bất kể phải trả giá thế nào, cũng không từ. Mau mau mau. Cùng chung cảnh chạy đua trên đường còn có người của Thiên Tông. Dưới ánh trăng, có thể thấy được hai lão già Hắc Huyền và Bạch Huyền là hai người dẫn đội. Để đảm bảo an toàn chu đáo cho Cơ Ngân, Dương Huyền Tông điều động 30 cao thủ chuẩn thiên, nếu không phải Thiên Tông còn cần tới ông ta để chấn giữ, chắc trưởng giáo cũng đích thân chạy tới. Giết! Ngoại trừ biên quan Đông Nam thì các biên quan khác của Đại Hạ đều rung chuyển vì tiếng thét gào, dù đang ở trong đêm vẫn đánh nhau hăng máu. Ai cũng muốn công phá được biên quan của Đại Hạ trong thời gian ngắn, tránh gặp Cơ Ngân chạy tới làm loạn. Tất nhiên, nếu người được phái đi có thể tiêu diệt Cơ Ngân thì quá tốt, đỡ phải ngày nào cũng thấp thỏm lo lắng. Cục diện này khiến không biết bao người phải cảm thán. Chỉ vì một hậu bối cảnh giới địa tạng thôi đấy, đúng là khả năng uy hiếp quá mạnh mẽ, không chỉ vương triều Đại Nguyên mà bảy vương triều khác cứ như mắc tiểu, chỉ sợ quả bom hẹn giờ này lượn lờ qua lại, chạy tới chỗ họ mà nổ. Đêm lặng lẽ qua đi. Sáng sớm, biên quan vẫn còn đang bận rộn, hoặc là xây lại tường thành, hoặc là vẽ hoa văn trận pháp, ai nấy làm việc hăng say. Nhân lúc thánh tử vẫn còn ở đây, họ phải tăng ca thêm giờ, sửa xong tường thành. Không ai ngốc cả, họ biết ý nghĩa tồn tại của Cơ Ngân. Nếu thánh tử đi rồi, biên quan Đông Nam không còn uy nhiếp nữa, quân đội Đại Nguyên có thể nhào tới bất cứ lúc nào. Dưới ánh nắng sớm, nữ soái ra khỏi doanh trướng. Thân là nữ soái nhưng thương thế của cô ta vẫn chưa ổn, vẫn còn mệt mỏi vô cùng. Trạng thái của cô ta là còn tốt chán, đa số họ khí tức khô héo mà vẫn lết tấm thân thương tật đi xây thành lũy, phần còn lại thì hoặc đang trị thương hoặc đang hôn mê. Quân Xích Diễm uy vũ của Đại Hạ lúc này đây không có bao nhiêu chiến lực nữa. Đinh ring ring. Cùng với một chàng tiếng lục lạc kêu thanh thúy, cô ta tiến vào doanh trướng của Triệu Bân. Thấy Triệu Bân đang vẽ bùa, cô ta thoáng nhướng mày, người còn là một bùa sư. Hiểu đôi chút thôi. Triệu Bân ngước nhìn lên và mỉm cười, sau đó tiếp tục vùi đầu nghiên cứu. Một tay cầm một lá bùa, đối chiếu từng cái một, sau đó lại nhấc bút vẽ bùa, vẽ xong lại đối chiếu từng cái. Hắn trải qua cả đêm như thế. Tiếc là đến giờ vẫn chưa nghiên cứu ra. Lại đánh giá người thấp quá rồi, nữ soái mỉm cười. Lúc này đây,
Toàn thân võ tu nhỏ bé này toát ra sắc thái bí ẩn. Cô ta không biết tên này còn giấu bao nhiêu quân át chủ bài, mà một hậu bối kinh diễm như thế, trong trí nhớ của cô ta, cũng chỉ được một người này thôi. Mắt nhìn người của cháu gái quả nhiên không hề tệ. Tiền bối, linh dược trị thương đây. Triệu Bân nốc ngụm rượu rồi đưa cho cô ta một cái túi nhỏ. Bên trong đa phần là linh đan được hắn trấn lột từ chỗ ân chú. Nữ soái không từ chối, tên tiểu tử này là một chọc phú đấy. Cô ta không nói nhiều, lặng lẽ lui ra. Bên ngoài doanh trướng, một ông già đã đợi sẵn, thông tin vừa truyền đến, Đại Nguyên đang tập hợp quân đội. Trong dự liệu thôi. Nữ soái hít sâu một hơi. Bị chém mất hơn 50 vạn binh mã, Đại Nguyên chắc chắn muốn vớt phát thể diện. Thế nhưng, tạm thời cô ta không lo lắng. Chỉ cần cơ ngân vẫn còn ở trong quan, uy hiếp vẫn còn đó. Dù sao thì không ai biết chừng nào trời sẽ đổ mưa và có sấm sét hay hôm nào Thiên Tông mới phái người tới đón cơ ngân, dù sao cũng phải 10 ngày nửa tháng. Khoảng thời gian này cực kỳ quý giá, tường thành có thể sửa xong, sức chiến đấu của quân Xích Diễm cũng có thể phục hồi. Một trận đối đầu là điều tất yếu. Trông chừng nó cẩn thận. Nữ soái để lại một câu rồi đi về phía tường thành. Các cao thủ chuẩn thiên cũng rất chuyên nghiệp, họ vây quanh doanh trướng của Triệu Bân, ai nấy đứng sững như cây cột, thậm chí các võ tu lẻ tẻ tìm đến vì ngưỡng mộ danh tiếng và muốn trò chuyện cùng Triệu Bân cũng bị đuổi đi từ xa. Tóm lại, ngoại trừ nữ soái, không ai được tiến vào trong. Màn đêm lại ập xuống. Bên ngoài doanh trướng của Triệu Bân, cao thủ chuẩn thiên đã tìm chỗ nào đó để ngồi xuống, liên tục ngáp ngắn ngáp dài. Thậm chí không ít người còn dùng thuốc nhỏ mắt. Họ quá chuyên tâm với nhiệm vụ, trông chừng tới hoa cả mắt. Từ khi họ bắt đầu canh giữ ở đây, 8 ngày đã trôi qua rồi. Mà cơ ngân cũng ở trong doanh trướng đủ 8 ngày rồi. Vậy mà vẫn không thấy hắn chui ra, dường như không biết mệt, cả ngày ngồi trước án, cầm một cây bút lông ngoáy như rồng bay phượng múa, ai không biết còn tưởng hắn đang vẽ kiệt tác kinh hãi thế tục chứ. Ấy thế mà hắn lại là một bùa sư. So với việc hắn bẫy giết hơn 50 vạn quân địch thì chuyện này chưa là gì. Nếu lão phu là hoàng đế, không biết nên thưởng cho hắn thế nào nữa. Phong hầu ban tước cũng không xứng nổi với chiến công của hắn. Nửa đêm nửa hôm, mấy lão già kia cũng không rảnh rỗi, kiểu gì cũng phải kiếm chuyện để làm. Thế là bao nhiêu sự tích vẻ vang của Triệu công tử được lôi ra kể một lượt. Trường giang sóng sau xô sóng trước. Đúng là già rồi. Thời son trẻ của họ còn chẳng được như tên tiểu tử này, đúng là nổi danh khắp tứ hải bát hoang. Không đúng. Làm lại. Trong doanh trướng, Triệu Bân không ngừng lầm bầm, giống như một học sinh hiếu học gặp phải bài khó là hăng say đến quên hết mọi thứ. Bùa chú mà hắn vẽ ra chống thành đống, nhưng không dùng được. Cũng không thể nói là không dùng được, mà là khi gặp phải bùa chống nổ thì không nổ được, đây không phải thứ mà hắn muốn. Nói hớ rồi. Triệu Bân gãi đầu, khá là lúng túng. Vốn tưởng rằng có thêm chút thời gian thì sẽ nghiên cứu ra được. Bây giờ đã qua 8 ngày rồi cũng chưa nghiên cứu ra được thứ gì. Hắn đã thử rất nhiều phương pháp, cũng vẽ rất nhiều loại bùa nổ, nhưng không tránh được bùa chống nổ. Cũng không biết nhân tài nào đã sáng chế ra loại bùa chú này nữa, không có kẽ hở nào luôn. Không định đi nghỉ à? Nữ soái tiến vào. Gần như ngày nào cũng tới, ngày nào cũng thấy tên này đang vẽ bùa, 8 ngày rồi không ăn không uống như bị ma nhập vậy. Bây giờ nhìn hắn đầu tóc rối bời, râu ria lởm chởm, toàn thân nhếch nhác, ai không biết còn tưởng hắn là dân tị nạn ấy chứ. Vẫn gắng được. Triệu Bân cười cười rồi tiếp tục vùi đầu so sánh bùa chú. Hắn là người cố chấp, không tin mình không tạo ra được. Nữ soái không biết hắn đang làm gì, tưởng hắn chỉ đang vẽ bùa. Nếu biết được suy nghĩ của Triệu Bân, không biết cô ta sẽ chấn động đến mức nào. Bao nhiêu năm rồi, từ khi bùa nổ và bùa chống nổ được tạo ra, rất nhiều bùa sư giỏi đã muốn tạo ra một loại bùa chú ngăn được bùa chống nổ, thế nhưng dùng cả đời cũng vô vọng. Cái tên đầu gỗ này, nữ soái không chịu nổi, nguyệt thần cũng không nhìn nổi nữa. Con người mà, thông minh quá cũng không phải chuyện gì tốt, thông minh đến mức kẽ hở rõ ràng như thế này cũng không nhìn ra được. Dường như ngay từ khi bắt đầu Triệu Bân đã đi nhầm chỗ, phương hướng cũng không đúng, nghiên cứu ra được mới là lạ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có
có vẻ như cô ta yêu cầu quá cao ở Triệu Bân rồi. Không phải ai cũng có nhãn giới thần thông minh tuệ, chuyện mà cô ta liếc mắt đã thấy, người phàm có khi mất cả đời cũng không nhìn thấu được. Nhưng cô ta vẫn tin rằng Triệu Bân có thể tạo ra được, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian thôi. Thêm lần nữa, Triệu Bân nổi nóng, xắn tay áo lên, tiếp tục công trình nghiên cứu vĩ đại của hắn. Dẫn là cảnh giới quên cả bản thân đến mức trời đã tối mà hắn không hề hay biết. Thinh thinh thinh, màn đêm vừa ập xuống, tiếng trống trận đã nổi lên. Dương Triều Đại Nguyên đã tập kết được đại quân, có xu thế muốn tấn quân. Quân địch tới rồi. Tiếng hô hào cũng vang lên, binh tướng đại hạ đang mải sửa tường thành cũng lục tục cầm binh khí, quân xích diễm ở bên dưới ào ào xông lên tường thành, từng chiếc xe nỏ cũng được lên nỏ, số lượng lên tới mấy chục vạn chiếc, trong đó có 10 vạn chiếc thu được từ bên Đại Nguyên. Trông chừng hắn cho cẩn thận. Nữ soái điềm nhiên nói rồi cũng lên tường thành, hắn ở đây tất nhiên là Triệu Bân. Theo cô ta thấy, chỉ cần Triệu Bân vẫn ở đây, Đại Nguyên sẽ không dám manh động. Nếu thêm một trận sét đánh nữa thì sẽ biết ngay ai là người khó xử. Sở dĩ đối phương khua chiêng gõ trống, chẳng qua chỉ muốn phô trương thanh thế thôi. Giống như cô ta nghĩ. Đại Nguyên kéo sấm to làm mưa nhỏ, tiếng trống trận rất phấn khích, cờ chiến với nhiệt tình, đại quân đen thùi lùi cũng rất chỉnh tề, nhưng không có dấu hiệu khai chiến mà chỉ bày binh bố trận từ phía xa, điên cuồng gõ trống. Dương Đông kích Tây, nữ soái lầm bầm. Nếu không đoán ra thì làm sao cô ta được là thống soái quân xích diễm chứ, đầu óc vẫn dùng được lắm. Đúng vậy, chính là Dương Đông kích Tây. Đại Nguyên gây ra động tĩnh lớn như thế hiển nhiên là để chuẩn bị cho ai đó. Ai thế nhỉ, cường thủ và sát thủ các nước chứ ai? Tính thời gian thì cao thủ và sát thủ các nước sẽ tới biên ải Đông Nam trong mấy ngày này. Trà trộn vào trong quân rất dễ, hành thích mới khó. Bởi vì có rất nhiều cao thủ chuẩn thiên trông chừng cơ ngân. Phải dụ đám cao thủ chuẩn thiên này ra chỗ khác mới được, như thế mới có chuyện Đại Nguyên khua chiêng gõ trống, mục đích là tạo hiện tượng giả như thể chúng muốn tấn công, lôi hết cường giả của xích diễm lên tường thành để tạo cơ hội cho các sát thủ. Nếu đã nhìn ra được thì sẽ không mắc mưu. Dù là thế thì cũng không thể không đề phòng, một nửa tu sửa tường thành, một nửa bày binh bố trận. Chưa biết chừng Vương Triều Đại Nguyên thực sự muốn làm tới. Thực tế chứng minh, nữ soái đoán không sai. Cả đêm đó, Đại Nguyên như uống nhầm máu gà, cứ cách một khoảng thời gian lại gióng trống trận một lần, và lại động tĩnh lần sau lớn hơn lần trước, ai nhìn vào cũng tưởng chúng định phát động tiến công rồi. Nữ soái ngồi được chứ các binh tướng đại hạ thì không bình tĩnh nổi, muốn ngủ cũng không yên. Gõ. Chúng ta cũng gõ. Trong quân có nhiều nhân tài, tướng quân Huyền Giáp từng tặng xe nỏ cho Triệu Bân cũng là một trong số đó. Ông ta tập hợp không ít người lực lưỡng, ở chân, leo lên tường thành, bày mấy nghìn chiếc trống trận. Ban ngày không gõ, toàn chọn nửa đêm mới gõ, đã thế còn gõ suốt đêm, làm quân địch ở phía đối diện cũng chẳng thể ngủ được. Thùng thùng thùng. Mấy ngày sau đó, tiếng trống trận vang lên rung trời rung đất. Chẳng thấy hai bên đánh nhau mà cứ mải gióng trống thôi. Một bên không dám tấn công. Bên kia không dám ra khỏi thành. Có vẻ như thật sự muốn phân cao thấp bằng tiếng trống trận vậy. Dù sao thì, nếu bọn ta không được ngủ ngon, các ngươi cũng đừng hòng được ngủ. Muốn quốc gia phồn thịnh, dân chúng cũng có trách nhiệm. Sáng sớm, trời vừa mới sáng thì đã có người đến chi viện cho biên quan Đông Nam. Có đủ người từ cảnh giới ngưng nguyên đến cảnh giới chuẩn thiên, ai cũng tràn đầy chính khí, phẫn nộ bất bình, quyết tâm dù có phải chết nơi xa trường cũng phải bảo vệ đất nước. Để ý những tên cảnh giới chuẩn thiên trong số họ, nữ soái bình thản nói. Không cần cô ta phải nói, các cao thủ của quân xích diễm cũng biết rõ điều đó. Đến rồi, nhóm sát thủ đầu tiên đến giết cơ ngân đã đến rồi và đang lẩn trốn trong số những người đó. Cảnh giới địa tạng gặp phải cơ ngân thì chẳng làm được gì. Nên đối phương nhất định sẽ phái cảnh giới chuẩn thiên đến. Nhưng không phải tất cả những người cảnh giới chuẩn thiên chi viện cho biên quan đều là sát thủ mà trong đó cũng có người dân lương thiện. Nếu như vơ đũa cả nắm, rất nhiều người sẽ bị oan, dù cho có giết thì cũng phải điều tra rõ trước, giết đúng còn đỡ, giết lầm người thì chẳng phải rất oan uổng người ta sao. Sau này còn ai dám chi viện cho biên quan nữa?
Mẹ kiếp, thì ra là vậy. Nửa đêm nửa hôm, đột nhiên có tiếng quát lớn từ trong doanh trướng của Triệu Bân khiến những người bên ngoài đều sợ muốn tè ra quần. Lúc họ vào trong xem thử thì mới nhìn thấy Triệu Bân đang ngồi cười một mình cứ như thằng khùng. Thánh tử, nghỉ ngơi sớm đi ạ. Mấy lão già tối sầm mặt rồi lại vội vã thốt lên. Cứ dăm ba bữa ngươi lại chơi mấy kiểu thoát tim thế này thì sao bọn ta chịu cho nổi, người quen thì còn biết ngươi đang vẽ bùa, nhưng ai không biết sẽ tưởng đâu có người đang ám sát ngươi nữa đấy, ngày nào cũng dọa bọn ta, ngươi có còn lương tâm không hả? Hiểu rồi. Ta đã hiểu rồi. Triệu Bân cứ cười he he mãi, ngẫm nghĩ và tốn công vẽ vời cả nửa tháng, cuối cùng hắn cũng đã tìm ra được sơ hở. Sơ hở nằm ngay trên bề mặt, đạo lý không có gì khó hiểu. Chỉ cần thêm một ít cấm chế trên bùa nổ, loại cấm chế có thể làm rối loạn các đường vân của bùa chống nổ. Khi các đường vân bùa chống nổ bị rối loạn thì sẽ không thể chống nổ nữa, vậy bùa nổ sẽ kích hoạt ngay, bùa với bùa khắc chế nhau thế đấy. Buồn cười là đến giờ hắn mới ngộ ra được. Lại nào? Hắn mỉm cười rồi lại cầm bút lên. Thiết lập cấm chế trên bùa nổ là một công việc đòi hỏi kỹ năng. May mà hắn có thể làm được. Đêm nay biên quan lại không được bình yên. Quân đội Đại Nguyên vô cùng phấn khích, không biết bọn chúng đã cho bao nhiêu người đánh trống, đánh đến kinh thiên động địa. Đến cả tướng quân Huyền Giáp cũng phải sợ, hết cách rồi, đối phương nhiều quá mà, bất chấp mà đánh thôi. Trông chừng hắn cho kỹ đấy. Nữ soái nhìn xong thì vẫn nói ra câu đó. Cơ Ngân vẫn còn trong quân, cô ta không tin là bên Đại Nguyên dám tấn công. Chẳng qua là đám người đó muốn khuếch trương thanh thế, tạo cơ hội để các sát thủ trà trộn vào hành thích thôi, đối phương càng như vậy thì bọn họ lại càng bình tĩnh hơn. Chạy đi đâu? Bên ngoài thành náo nhiệt, phía biên quan cũng chẳng kém gì. Các cao thủ trong quân Xích Diễm cũng không phải đồ ngốc, tối nay họ đã bắt được một tên sát thủ. Tên này nói đến chi viện biên quan nhưng thực tế là đến giết người. Từ sau khi đến... Hắn ta cực kỳ quan tâm những việc có liên quan đến Cơ Ngân, hơn nữa còn cố gắng tranh thủ thời cơ để ra tay. Sau khi bọn họ cố tình để lộ sơ hở thì hắn ta liền chui đầu vào rõ ngay, lúc vừa mới đến trước doanh trướng thì đã bị các cao thủ kết hợp trấn áp ngay. Sau khi thẩm vấn thì họ đã biết mình không bắt sai. Đáng tiếc trong quân chẳng có ai giỏi thuật soát hồn. Nếu không thì bọn họ còn có thể moi được nhiều bí mật hơn. Triệu Bân thì biết thuật soát hồn. Nhưng hình như hắn không có thời gian để phản ứng việc này. Sáng sớm, cuối cùng thì tiếng trống kích chiến của Vương Triều Đại Nguyên cũng dứt. Đối thủ bắt đầu im lặng, các tướng sĩ đại hạ cũng tỉnh táo hơn. Rất nhanh sau đó, tiếng trống lại vang lên, mạnh và dồn dập hơn. Hắn vẫn còn đang vẽ bùa sao? Nữ soái xuống khỏi tường thành và lại đến doanh trướng của Triệu Bân. Ừ. Hai lão già đứng hai bên trước cửa doanh trại vừa ngáp vừa gật đầu. Cái thằng nhóc này, nữ soái hít một hơi thật sâu. Xong rồi, ta đã vẽ xong rồi. Nữ soái vừa dứt lời thì Triệu Bân đã chạy ra khỏi trướng. Có lẽ vì quá kích động nên hắn đã ôm lấy Sở Lam và hôn một cái chụt. Trời mẹ ơi! Mấy lão già thấy vậy thì sững người. Thánh tử của Thiên Tông đúng thật là một thanh niên cứng. Dám làm như vậy với nữ soái. Ngươi. Mặt nữ soái ửng đỏ. Từ khi tu võ đến nay, đây là lần đầu tiên có người dám làm vậy với cô ta. Hơn nữa còn làm trước mặt bao nhiêu người cảnh giới chuẩn thiên nữa. Tên nhóc này hỗn sự quá. Triệu Bân biết mình cư xử quá đà nên liền tằng hắng vài tiếng và nhanh chân chui vào lại trong trướng. Kích động quá. Chủ yếu là vì quá kích động thôi. Cũng phải trách quá tình huống trùng hợp. Không phải nói dóc, nếu như người đứng ở cửa doanh trướng là Man Đằng thì hắn cũng sẽ chạy lên hôn một cái thôi. Nhưng sự thật lại là nữ soái đứng ở đó. Cha, cha, cha. Mấy lão già tặc lưỡi, không uổng công bọn họ đứng gác cho Cơ Ngân bao ngày. Nói thật, từ khi gia nhập quân Xích Diễm đến nay, bọn họ chưa từng nhìn thấy nữ soái đỏ mặt. Không thể không nói. Dáng vẻ đỏ mặt của nữ soái thật sự rất quyến rũ. Mấy người rảnh rỗi quá hả? Nữ soái chừng một cái rồi quay đầu bỏ đi, ánh mắt tóe lửa. Làm việc thôi. Trong trướng, Triệu Bân xắn tay áo lên.
hắn cầm bút chấm mực rồi vẽ như rồng bay phượng múa. Hắn có tu vi cảnh giới địa tạng và võ hồn cảnh giới địa tạng nên tốc độ vẽ bùa bây giờ cực kỳ nhanh. Hắn cần rất nhiều bùa nổ, là loại có thể khắc chế được bùa bùa chống nổ, càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng có thêm sức mạnh. Hồn nữ soái xong mà lại làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngoài cửa, có một lão già kéo màn chướng lên nhìn vào trong. Khi nhìn thấy Triệu Bân mải mê vẽ thì lại suýt xoa, chậc lưỡi. Ta cũng muốn chụt. Một lão già khác vuốt râu. Ông ta vừa thốt ra lời này, những người cảnh giới chuẩn thiên còn lại đều liếc mắt sang, suy nghĩ đó của ngươi nguy hiểm lắm đấy. Bởi vậy mới nói, bọn họ rất khâm phục Triệu Bân. Sao tên nhóc này hôn xong mà nữ soái lại không đánh hắn? 3, 4 ngày sau đó cũng không thấy nữ soái đến, dù cho có đến thì cô ta cũng giả vờ như không thấy. Lần trước không kịp phản ứng, nếu như còn bị hôn lần nữa thì cô ta sẽ phải nói chuyện đàng hoàng với Cơ Ngân thôi. Còn về việc nói chuyện thế nào thì phụ thuộc hết vào tâm trạng của cô ta, đập cho một trận là chuyện rất cần thiết. Đương nhiên Triệu Bân không biết được suy nghĩ của cô ta, hắn chỉ chuyên tâm vào vẽ bùa. Lúc này, bùa nổ đã chất thành từng lốc, từng cọc trên bàn, trông vô cùng đã mắt. Thùng, thùng, thùng. Tiếng trống bên ngoài thành vẫn chưa dừng lại. Thế trận của quân Đại Nguyên càng lúc càng mạnh, quân đội đông nghịt, càng lúc càng tiến đến gần biên quan hơn, trong tiếng trống chiến hùng hồn còn có thêm cả sát ý, khí thế hiếu chiến vô cùng dày. Muốn đánh thì đến đây. Quân Xích Diễm sục sôi ý chí chiến đấu, họ hét vang trời. Từ trận chiến trước đến nay đã qua không ít thời gian, tường thành đã sửa xong, xe nỏ cũng bày sẵn, chủ yếu nhất là thương thế của họ đã phục hồi tới 7-8 phần, tổng thể khả năng chiến đấu không tệ. Quốc gia hưng vong, người dân cũng có trách nhiệm. Mỗi lúc như vậy luôn có người chạy tới biên quan. Mỗi một tốp người tiến tới, về cơ bản đều có cao thủ chuẩn thiên ở bên trong. Cũng nên tới rồi chứ. Nữ soái đã lẩm bẩm nói câu này không biết bao nhiêu lần. Cường giả và sát thủ các nước đã có vài tốp tới nơi và trà trộn vào trong quân rồi, đang kiểm tra từng người một, nhưng cao thủ của Thiên Tông thì không thấy một ai, chẳng lẽ giữa chừng bị lạc đường. Khỏi nói chứ, đúng là lạc đường thật. Hai lão đạo Hắc Huyền và Bạch Huyền dẫn đường gặp ngay phải chuyện kỳ lạ, đang đi thì thấy trời đất quay tròn, mắt mũi tối sầm lại, tới khi mở mắt ra đã thấy một sa mạc nhìn không thấy tận cùng. Biến động không gian. Theo lời của Nguyệt Thần thì đây chính là biến động không gian. Đám người xui xẻo kia, trùng hợp làm sao, đụng chúng rồi. Nếu không, với năng lực của họ, đáng ra phải tới biên quan từ lâu rồi. Mẹ kiếp, đây là đâu chứ? Bay lòng vòng giữa cát vàng, mấy lão già chửi ầm lên. Không dưng chạy tới tận đây. Lúng túng ở chỗ, họ thực sự không biết đây là nơi nào. Dù sao thì lãnh thổ Đại Hạ rộng lớn. Kiểu gì cũng có nơi mà họ chưa từng tới. Lại vào đêm, từ bên ngoài doanh trướng nhìn vào, có thể thấy bóng dáng Triệu Bân vẫn đang ngồi vẽ bùa. Thực ra đó không phải là Triệu Bân, mà là phân thân của hắn đang vẽ bậy. Còn bản thể Triệu Bân đã dùng thuật triệu hồi ngược hướng, tiến vào một khu rừng. Nhân lúc sắc trời hôn ám, hắn tới mộ của vua Âm Nguyệt. Men theo lối vào, hắn đi thẳng xuống dưới, tới tận mộ chính. Diện tích nơi này không hề nhỏ, chứa được cả ngàn người cũng không thành vấn đề. Tiền bối, mượn mộ thất của ngươi dùng tí nhé. Năm khác sẽ xây cho ngươi cái to hơn. Triệu Bân nói rồi bắt đầu thu dọn tạp vật trong mộ, ban đầu thu hết linh vị của vua Âm Nguyệt, mấy món đồ cúng cũng thu dọn hết, tạm thời cất ở chỗ hắn, đợi khi nào xây lại lăng mộ sẽ bày lại lên trên. Nguyệt Thần nói rồi, đồ vật trong cổ mộ không thể lấy. Thu dọn xong. Hắn lấy ra một cái bút vẽ bùa cực kỳ lớn. Sau đó bắt đầu khắc hoa văn lên nền đất, vẽ bùa ngàn trượng. Loại bùa ngàn trượng này, hắn học được từ cổ mộ của vua Man. Loại bùa này mà khắc trên nền đất sẽ có năng lực kỳ lạ, một khi được khởi động sẽ có lực hút khủng khiếp, mà người nào đứng trên đó, bất kể là ai, sẽ bị trói buộc, đi đứng khó nhọc. Bùa ngàn trượng cấp địa tạng đối phó với cao thủ chuẩn thiên vẫn có khả năng trói buộc nhất định. Dùng hết nửa đêm, hắn mới vẽ xong bùa ngàn trượng. Cùng với một tiếng hét của hắn, hoa văn của bùa ngàn trượng biến thành vô hình. Sau đó, hắn đặt bùa nổ. Bùa sư mà, hắn rất tùy hứng. Bùa nổ giải hết tấm này tới tấm khác như trải thảm, dán đầy nền đất,
dán tới mấy tầng mấy lớp, đến cả những vách đá xung quanh cũng được dán kín bùa nổ. Loại bùa nổ này có thể chấp cả bùa chống nổ. Chưa xong, sau bùa nổ là đến bùa lỗi quang. Giống với bùa nổ, bùa lôi quang cùng được giải hết lớp này đến lớp khác an. Triệu Bân khê quát lên một tiếng, bùa nể và bùa lôi quang biến thành vô hình. Đến đây, hắn mới ngồi phịch xuống, tiện tay lôi ra một bầu rượu, nở nụ cười vui vẻ. Bận rộn suốt bao nhiêu ngày vì cái bẫy này, dụ sát thủ và cường giả của các nước tới mộ thất này, đóng chặt cửa mộ thất lại, trong thoáng chốc khởi động bùa nổ, nổ cho chúng tan xương nát thịt. Đào bẫy xong rồi. Chỉ đợi người lọt hố. Nhân lúc trời tối, hắn lại trốn ra khỏi mộ của vua Âm Nguyệt. Tới khi quay về biên quan, trời đã sáng hẳn. Cơ Ngân. Cường giả và sát thủ các nước ẩn mình trong quân nhìn thấy hắn từ đằng xa mà không khỏi sững sờ. Họ nhìn thấy rất chân thực, đáng ra Cơ Ngân phải ở trong doanh trướng mới đúng, hắn chạy ra ngoài từ bao giờ vậy? Các cường giả quân Xích Diễm bảo vệ Triệu Bân cũng ngơ ngác, một đám lão già trợn trừng hai con mắt, liếc mắt vào trong doanh trướng mới biết là phân thân của Cơ Ngân, vị bên ngoài mới là bản tôn. Chấn động. Họ rất chấn động. Nơi này được canh chừng nghiêm ngặt đến thế, Cơ Ngân chạy từ đâu ra vậy? Nực cười ở chỗ đến giờ họ mới biết, ai cũng tưởng Cơ Ngân đang ở trong doanh trướng. Tiểu tử, bản lĩnh của ngươi không nhỏ nhỉ. Các lão già chắp tay, lập tức vây quanh Cơ Ngân, nhìn ngắm từ trên xuống dưới từ trái sang phải. Trước đó nghe đồn Cơ Ngân vượt ngục họ còn chẳng tin. Bây giờ nhìn lại thì tin rồi, tên này đi vô ảnh về vô tung nè. Mệt rồi, ta ngủ một giấc trước đã. Triệu Bân cười khà khà, chui vào doanh trướng ngả đầu xuống gối là ngủ ngay. Bồi bổ tinh nhuệ, đợi khi tỉnh dậy, làm một trận thật hoành tráng. Nữ soái nghe tin mà chạy tới, lượn quanh doanh trướng mấy vòng, xác định rằng cấm chế được thiết lập không gặp vấn đề gì cũng không có dấu hiệu bị tổn hại. Tên tiểu tử này ra ngoài kiểu gì thế nhỉ, đã vậy cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. Ngoài doanh trướng không có vấn đề, trong doanh trướng cũng không có vấn đề. Nhìn Triệu Bân say giấc, nữ soái hít một hơi thật sâu. Nhìn đi, vẫn đánh giá Cơ Ngân quá thấp. Cô ta không làm phiền, lại quay người ra khỏi doanh trướng. Sau đó có thêm vài cao thủ Thiên Tông được điều động tới. Trước khi cường giả Thiên Tông tới nơi, không được phép xảy ra sai sót gì. Cường giả và sát thủ các nước trà trộn vào trong quân đã nhiều lắm rồi, chỉ đợi họ sơ suất thôi. Cũng nên đến rồi chứ. Các lão tiền bối cũng đang nói câu này. Nhìn xem, cường giả và sát thủ các nước đã đến được mấy ngày rồi, ai cũng muốn tiêu diệt Cơ Ngân kia kìa. Cường giả nhà mình thì mãi không chịu tới, đến nay không thấy bóng dáng đâu, họ không nóng lòng mới lạ đấy. Sốt ruột. Hắc Huyền và Bạch Huyền cũng sốt ruột chứ. Bị nhốt ở sa mạc này mấy ngày trời, đến giờ họ vẫn chưa ra được. Không biết nơi này là đâu, càng không biết sa mạc cách biên quan bao xa, nếu gần thì tốt, nếu quá xa thì thật nhảm nhí. Người duy nhất không nóng ruột là Triệu công tử. Đợi đấy, đợi ta ngủ dậy, cho người biết thế nào là lễ độ. Giấc ngủ này, Triệu Bân ngủ rất say. Cường giả canh giữ bên ngoài doanh trướng thì cực kỳ tỉnh táo. Tỉnh táo hơn hẳn là các tướng sĩ đại hạ đang canh giữ trên tường thành, ai nấy ưỡn ngực thẳng lưng như một cây lao vậy. Tình hình có vẻ không ổn lắm, quân đội đại nguyên ở bên ngoài thành không ngừng dục dịch, nóng lòng muốn tấn công, sát khí đã mịt mùng khắp đất trời. Giết cho ta. Thống lĩnh đại nguyên mới thét lên, vung kiếm chỉ về biên quan đại hạ. Trong thoáng chốc, quân đội đại nguyên nhất tề di chuyển, một mảng đen kịt lao về phía biên quan. Lần này là thật. Các tướng sĩ của đại hạ hét lên lạnh lùng rồi cầm vũ khí lên. Đúng vậy, lần này là thật. Để phối hợp với cao thủ và sát thủ của các nước, bắt buộc phải dùng sức thật, dụ hết các cao thủ đang bảo vệ Cơ Ngân đến tường thành, vậy thì chúng mới dễ dàng giết Cơ Ngân hơn. Hoặc cũng có thể Cơ Ngân sẽ đánh lên tường thành. Như vậy cũng tốt, lát nữa đánh nhau rồi thì chẳng ai lo được cho ai nữa. Đánh. Tướng sĩ đại hạ mở cấm chế của xe nỏ, tên nỏ phóng ra như mưa, điên cuồng phát nổ. Quân địch đại nguyên không ngốc, đâu có đứng yên đó để bị bắn trúng đâu mà đã tránh khi còn ở rất xa. Giết. Chiến.
tiếng hét giết rung động đất trời, máu đổ khắp nơi. Triệu Bân đã bị đánh thức và ra khỏi doanh trại. Đợi ở đây đi, mấy lão già bảo vệ hắn vây lại. Triệu Bân gật đầu, miệng thì nói hay lắm nhưng chân hắn chạy rất nhanh. Tên này xông thẳng lên tường thành như một vệt sáng, hắn không thể ngồi đợi trong doanh trướng được mà phải tìm cơ hội dụ sát thủ ra. Và giờ chính là cơ hội tốt. Ngươi! Mấy lão già thấy vậy thì vội vã đuổi theo. Triệu Bân đã hành động, các cao thủ bảo vệ hắn cũng đã hành động nên đương nhiên sát thủ đang ẩn nấp trong bóng tối cũng sẽ hành động theo, tất cả đều chạy lên tường thành. Bọn chúng giỏi nhất là thừa nước đục thả câu, đang đánh nhau mà, cục diện vô cùng hỗn loạn. Đúng thật là cục diện rất rối loạn. Khí thế quân đại nguyên hừng hực, lớp lớp người tấn công tường thành. Lúc này, bọn chúng và tướng sĩ đại hạ đang điên cuồng chém giết nhau trên tường thành. Sao ngươi lại đến đây, nữ soái nhìn thấy Triệu Bân thì chau mày. Không sao mà, Triệu Bân mỉm cười, rút kiếm Long Uyên ra và bắt đầu giết giặc. Trông chừng hắn đấy, nữ soái nói xong thì quay sang đánh nhau với cao thủ đại nguyên. Không cần cô ta hạ lệnh thì các cao thủ cũng sẽ chạy theo. Theo sau bọn họ còn có các sát thủ, để diễn cho giống, bọn chúng cũng giết lính suốt dọc đường, ngoài sát thủ của vương triều đại nguyên ra, sát thủ thuộc những nước khác đều chẳng thèm quan tâm, không phải người một nhà nên chẳng có gì đau lòng cả. Các sát thủ của đại nguyên nhìn cảnh đó mà nghiến răng nghiến lợi. Mẹ nó, các người đang thừa gió bẻ măng sao? Các người đến để ám sát cơ ngân hay là đến để giết binh sĩ của đại nguyên ta vậy, sao mà giết nhiệt tình thế? Chiến tranh mà. Tình hình cực kỳ loạn. Cuộc chiến trên tường thành ở biên quan diễn ra vô cùng khốc liệt, cứ mỗi một giây trôi qua là lại có một người ngã xuống, máu chảy lênh láng, nhuộm đỏ cả gạch, ai cũng đánh đến điên cuồng, trong tiếng hét đòi chém giết là cảnh chiến đấu rực lửa. Người đâu rồi? Chính vì cục diện quá hỗn loạn nên đánh một lúc thì chẳng còn thấy ai kia đâu nữa. Đương nhiên đó là Triệu Bân, thật sự không còn thấy tăm hơi hắn đâu nữa. Đến đây nào, các tình yêu. Triệu Bân đã bỏ trốn xuống dưới thành. Sát thủ của các nước đang theo dõi hắn cũng đuổi theo sau. Soạt. Tốc độ của Triệu Bân cực nhanh, sau khi ra khỏi quân doanh, hắn chạy ngay vào một khu rừng. Sau lưng hắn, cả một đoàn người cũng đuổi giết theo với tốc độ lốc xoáy. Ầm, bùm. Sau đó là những tiếng nổ vang lên. Các sát thủ đuổi theo gắt gao, đánh nhau còn quyết liệt hơn, vừa đuổi vừa đánh, khi nhìn thấy cơ ngân bỏ chạy như thế thì chúng đã quên bén đi việc đề phòng dụng ý trong hành động này của Triệu Bân, đánh một lúc thì sao lại chạy ra ngoài mất rồi. Chả sao cả. Chỉ cần người đang chạy phía trước là cơ ngân thì đã đủ rồi. Giết chết hắn, cướp bảo bối của hắn là xem như đã hoàn thành được nhiệm vụ. Còn về phần chiến tranh thì bọn chúng không quan tâm, đánh chết hết thì càng tốt. Bao nhiêu người cảnh giới chuẩn thiên thế kia mà truy sát một người cảnh giới địa tạng như ta, không sợ người đời sau cười chê sao? Triệu Bân lớn tiếng mắng. Đối phương vừa đuổi theo vừa đánh, còn hắn thì vừa chạy vừa mắng, diễn mà, phải thật chút mới được. Dù cho chạy lên trời hay xuống đất thì ngươi cũng không còn đường sống đâu. Các sát thủ cùng lạnh lùng hét lên, ai nấy cũng hung hãn đuổi theo. Phải biết rằng, đấy là cơ ngân, là thánh tử của Thiên Tông, khắp người đều là bảo bối. Nếu có thể bắt sống được là tốt nhất, sẽ có thể hỏi được rất nhiều bí mật, đặc biệt là kỳ lân, nếu như có được nó thì chắc sẽ vui đến không ngủ được. Triệu Bân cười lạnh lùng rồi chạy nhanh hơn. Hắn chạy nhanh quá khiến các sát thủ ai cũng giật mình. Tên này mới ở cảnh giới địa tạng tầng 2 mà đã đạt được tốc độ đó thì thật đáng sợ. Bọn chúng là cảnh giới chuẩn thiên lận mà lại không đuổi kịp, thánh tử Thiên Tông đúng thật là không chỉ có cái danh ảo, chỉ với tốc độ này thôi thì người bình thường đã không thể nào bì lại rồi. Trong tiếng la hét đòi chém đòi giết, càng đuổi càng xa. Không biết đến lúc nào, Triệu Bân mới chạy vào trong một hang động. Đấy là hang động mà hắn đã chuẩn bị sẵn từ trước để tiện đường vào cổ mộ. Chạy đi đâu? Các sát thủ hét lớn lên, thi nhau giết tới tận trong. Đến khi vào đến bên trong thì tất cả đều chau mày, đấy là một con đường dẫn vào mộ thật, là một ngôi mộ cổ. Ai ngờ chỗ hoang vắng này lại còn có một cổ mộ thế này, nhìn đường đi vào mộ là biết mộ này không hề nhỏ, nhất định người được chôn ở đây có thân phận không đơn giản, không chừng còn là vương công quý tộc. Thú vị!
So với những thứ đó thì bọn chúng càng để tâm đến Triệu Bân hơn, theo sát không chịu buông tha. Dù là cổ mộ thì đã sao? Bọn ta có nhiều cấp chuẩn thiên thế này mà sợ không hạ được một tên cảnh giới địa tạng sao? Chắc chắn là không chết không chịu thôi đúng không? Triệu Bân mắng sướng miệng. Nhóc con, đợi ta bắt được ngươi thì nhất định sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Bọn chúng đáp lại Triệu Bân bằng những tràng cười đáng sợ. Chạy hả, mẹ kiếp, ngươi cứ dáng mà chạy đi. Chờ phía trước hết đường thì để xem ngươi còn chạy được nữa không. Không có kỳ lân hóa, không có lôi điện, mỗi người đá một cú thì cũng có thể đá chết được ngươi. Soạt. Phía trước, Triệu Bân đã ra khỏi đường hầm. Sau đó, hắn nhanh chân chạy lên cầu treo rồi chạy thẳng đến mộ chính. Sau khi đến được mộ chính thì hắn liền trở nên ngoan ngoãn. Chạy, sao không chạy nữa đi? Cả đám cảnh giới chuẩn thiên đều đuổi đến. Tất cả đều là tiền bối nên tất nhiên khéo hiểu lòng người hơn Triệu Bân, có kẻ tự giác đóng cửa mộ lại, lý do rất hợp lý, tên nhóc này chân tay rất nhanh nhẹn, không thể bất cẩn để hắn chạy mất được. Đừng qua đây, còn qua đây nữa là ta sẽ tự sát đấy. Triệu Bân cũng thú vị, vừa lùi về sau vừa rút Long Uyên ra, đặt lên cổ mình, theo hắn thấy thì mấy lão già này đều không nỡ để mình chết đâu. Nếu hắn chết thì Kỳ Lân cũng sẽ chết. Còn trẻ thì đừng nên nghĩ quẩn như thế. Mấy lão già cười nham hiểm rồi ép về phía trước. Cảnh tượng đó giống như một đám sói đói đang muốn tấn công một con dê non. Đúng vậy, bọn chúng không nỡ để Cơ Ngân chết, hắn mà chết thì sao lấy được bí mật. Có gì từ từ nói. Triệu Bân bỏ Long Uyên xuống, cười he he, hắn đã lùi đến chân tường. Mấy lão già cảnh giới chuẩn thiên nhếch môi cười, vậy mới đúng chứ, có gì từ từ nói. Bọn chúng cười một lúc thì không cười nổi nữa. Vì một người sống sờ sờ trước mặt bỗng dưng biến mất tăm chỉ sau một tiếng soạt. Đúng vậy, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Triệu Bân đã dùng đến phép triệu hồi ngược hướng. Trước khi đến đây, hắn đã khắc trận pháp triệu hồi ngược hướng ở bên ngoài mộ từ sớm rồi. Nổ! Trước khi đi, hắn hét lên một tiếng dứt khoát. Bùa lỗi quang dân trên mộ chính đua nhau phát nề khắp mọi ngách, ánh sáng rực rỡ và vô cùng chói mắt. Các sát thủ vẫn chưa kịp phản ứng thì hai mắt đã tối thui, hai mắt bọn chúng vẫn chưa kịp sáng lại thì bùa nề đã kích hoạt rồi. Khắp nơi đều là bùa nề, dưới đất, trên tường và cả trên trần đều có ai đó rất nhiệt tình, dẫn đến tận mấy tầng. Ầm, ầm, ầm. Những tiếng nổ vang liên tiếp vang lên bên trong lăng mộ vua Âm Nguyệt. Từ bên ngoài đứng nhìn sẽ thấy những ngọn núi bên trên cổ mộ đều đã sụp đổ, mặt đất nứt toát ra, đất đá văng khắp nơi. So với âm thanh của vụ nổ thì những tiếng kêu la thảm thiết vẫn dễ nghe hơn. Ít nhất thì trong tai của Triệu Bân nghe thấy những âm thanh thảm thiết truyền tới thật sự rất dễ nghe. Đáng buồn bực nhất vẫn là những tên sát thủ, trong lúc bọn chúng còn đang choáng váng trước sự biến mất đột ngột của Triệu Bân, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị bùa lôi quang làm tối đen tầm mắt, sau đó hai mắt còn chưa kịp nhìn rõ thì lại bị bùa nổ oanh tạc. Rõ ràng trên người của kẻ nào cũng có bùa chống nổ. Sao lại có thể bị bùa nổ oanh tạc được? Cường giả chuẩn thiên thì thế nào, đã mở ra chân nguyên hộ thể thì thế nào, cuối cùng vẫn không thể chống lại bùa nổ. Bùa nổ của Triệu Bân tất nhiên là bùa nổ cấp địa tạng do chính tay hắn vẽ, lực sát thương so với bùa nổ đồng cấp mạnh mẽ hơn rất nhiều, bởi vì bùa nổ mà hắn vẽ là do Nguyệt Thần truyền cho, là bùa nổ chính tông, trên mỗi một lá bùa đều có khắc thêm lôi điện, ngoài ra còn có thêm vào chân nguyên của hắn, có cả đại địa lực cùng thiên lực. Bùa nổ cao cấp bậc này thì ngay cả cường giả chuẩn thiên cũng phải bị nổ tàn đời. Đó là chưa kể, lúc này ở khắp nơi đã toàn là bùa nổ. Tú Nhi đã từng nói, thừa dịp người yếu mà lấy mạng. Triệu Bân phóng tới nhanh như chớp để đoạt mạng kẻ thù. Cho dù bùa nổ có nhiều và có uy lực mạnh mẽ bao nhiêu thì vẫn sẽ luôn có một vài nhân tài mà bùa nổ không oanh tạc chết nổi. Không sao, hắn đang phóng tới chém thêm một kiếm đây. Cho dù không thi triển kỳ lân hóa nhưng với cảnh giới địa tạng tầng 2 hắn vẫn có thể mạnh mẽ chiến đấu với cảnh giới chuẩn thiên, huống chi là cảnh giới chuẩn thiên đã bị nổ chỉ còn nửa cái mạng lại còn dễ dàng hơn. Cảnh tượng hết sức đẫm máu. Cả ngôi mộ chính đều đã trở thành đống đổ nát, đá vụn văng tung tóe, dưới mặt đất hỗn loạn đầy dẫy tay chân người cùng với những xác chết không tay không chân nằm ngổn ngang. Trong số hơn 300 cường giả chuẩn thiên, hơn 8 phần đã bị nổ tan xương nát thịt. Chết bất đắc kỳ tử.
Còn lại chưa tới hai phần đều đang lảo đảo đứng không vững, tóc tai bù xù, đầu óc ông ông, đã bị nổ không ra hình người, mơ hồ hoài nghi nhân sinh. Có một số kẻ chỉ còn lại nửa người, bất lực nằm trên mặt đất, trong miệng liên tục trào ra máu tươi, dường như còn đang muốn nói điều gì đó. Thảm. Bi thảm vô cùng. Hơn 300 cường giả chuẩn thiên. Rất khó có thể tụ tập được nhiều nhân tài đến cỡ này, cho dù là đối kháng với cường giả thiên võ cũng có thể gây nên động tĩnh lớn, nhưng không ngờ ở trong cổ mộ này tất cả lại bị nổ tới mức không còn ra hình người, xương máu văng tứ tung. Cơ ngân. Một cường giả chuẩn thiên bị cụt một tay phẫn nộ gầm lên, đó là tiếng gầm thét phát ra từ linh hồn, khuôn mặt máu thịt lẫn lộn lúc này lại càng thêm dữ tợn, cộng thêm cặp mắt đỏ tươi, trông cực kỳ giống ác quỷ bước ra từ địa ngục. Vị này là một nhân tài khá nổi tiếng, đã bị chúng nhiều bùa nổ như vậy mà vẫn chưa chết, không những chưa chết mà còn có thể đứng lên và có sức để gầm giống phẫn nộ. Tiền bối, sao lại tức giận như vậy? Triệu Bân đã giết tới, hắn kéo căng dây cung nhắm thẳng vào người vừa gầm giống. Ta giết ngươi. Cường giả chuẩn thiên cụt tay giống lên rồi loạng choạng đi về phía Triệu Bân, rõ ràng là lão ta đã bị nổ đến ngu muội đầu óc. Chứ người bình thường thì làm gì có ai dám cả gan tự chui đầu vào chỗ nguy hiểm. Nhưng người choáng váng ngu muội cũng không chỉ có một mình lão ta, ở xung quanh vẫn còn có thêm vài người có tình trạng tương tự cũng đang lảo đảo bước tới muốn giết Triệu Bân. Lên đường vui vẻ. Triệu Bân lãnh đạm nói rồi buông dây cung. Mũi tên mang theo lôi điện bắn tới sáng chói trên không trung, xuyên thủng thân thể cường giả chuẩn thiên cụt tay. Một tên tuyệt sát. Hắn không dừng tay. Liên tiếp bắn ra thêm những mũi tên khác. Không có mũi tên nào bị lãng phí, mỗi một mũi tên rời khỏi dây cung đều sẽ đoạt mạng một cường giả chuẩn thiên, khiến cho kẻ trúng tên còn chưa kịp ngã xuống thì đã bị nổ tung. Chỉ trong vài khắc, những cường giả chuẩn thiên còn đứng vững đều lần lượt bị giết chết, trước khi chết tầm mắt mới lấy lại được sự sáng tỏ, trong mắt liền hiện lên sự phẫn nộ, khiếp sợ, oán hận, kinh hãi. Đủ mọi cảm xúc. Bọn họ từng tưởng tượng rất nhiều về cái chết của mình, nhưng ngàn vạn lần vẫn không thể ngờ được mình lại chết theo cách này. Cả một đám đông cường giả chuẩn thiên đuổi giết một tiểu võ tu địa tạng, không ngờ cuối cùng cả đám lại bị tiểu võ tu đó giết chết. Lúc đuổi theo tới nơi bọn họ còn không thể cảm nhận được Triệu Bân đã biến mất trong nháy mắt như thế nào, cũng không cảm nhận được bùa chống nổ trên người đã bị đối phương lấy mất. Đây là một cái bẫy mà bọn họ tự nguyện nhảy vào. Không những không giết được cơ ngân mà còn phải trả giá bằng mạng sống. Lên đường vui vẻ. Triệu Bân lại nói ra một câu tương tự, sau đó tất cả những cường giả chuẩn thiên đang đứng còn lại đều bị tiêu diệt, không có ngoại lệ, tất cả đều được tiễn thẳng tới quỷ môn quan. Trên đường xuống suối vàng xem như đám người này không hề đơn độc. Phù. Lúc này Triệu Bân mới thở phào nhẹ nhõm. Trận này sắp xếp có quá nhiều sơ hở. Chỉ trách đám sát thủ này quá tham lam, chỉ chăm chăm vào việc cướp đoạt bảo bối mà muốn bắt sống hắn, mất cảnh giác xem nhẹ biến cố, cuối cùng mới tạo cơ hội cho hắn răng bẫy. Một nước đi sai hỏng cả bàn cờ. Dùng câu này để mô tả là thích hợp nhất. Tất cả đều là tiền đó. Triệu Bân cảm thấy xót xa, hắn đã ném ra rất nhiều bùa nổ, số này bán được tận bao nhiêu tiền chứ? Vì vậy nên hắn mới nói lần răng bẫy này có quá nhiều sơ hở, khiến cho hắn phải trả giá không ít. Tuy nhiên, cái giá này cũng có thể nói là xứng đáng, bùa nổ hết vẫn có thể vẽ lại được, việc nhiều cường giả chuẩn thiên tụ lại với nhau như thế này rõ ràng là điều không bình thường, dùng bùa nổ mà giết được hơn 300 cường giả chuẩn thiên thì cũng không phí phạm. Sau đó là màn thu dọn chiến trường. Mặc dù những cường giả chuẩn thiên này đã chết nhưng vẫn còn để lại rất nhiều món tốt. Chẳng hạn như binh khí, có rất nhiều binh khí bất phàm chắc chắn không thể mua được bằng tiền, một số khác tuy bị hỏng nhưng khi luyện ra cũng có thể chế tạo thành binh khí tốt hơn. Hắn đã tiêu tốn nhiều bùa nổ đến như vậy, tất nhiên là phải thu lại chút tiền lời rồi. Tất cả những đồ vật có thể mang đi Triệu Bân đều không từ chối, cho dù chúng có hư hỏng hay không. Thu dọn chiến trường là việc mà hắn làm đã quen. Quan tài kia không thể áp xuống được. Nguyệt thần liếc mắt nhìn xuyên vào cõi u minh. Quan tài của vua âm Nguyệt đang ông ông chấn động, nắp quan tài dường như đang muốn bật lên, người bên trong quan tài dường như đã sẵn sàng lao ra ngoài, cổ mộ của ông ta đã bị phá thành một đống hỗn độn, ông ta không tức mức là lạ. Tiền bối, vô tình quấy rầy.
khi trận chiến này kết thúc, ta sẽ xây lại lăng mộ cho người. Triệu Bân đã hủy thi diệt tích, sau đó liền đem linh vị của vua Âm Nguyệt ra đặt lên trên đống phế tích, chắp tay cúi người vái lạy, miệng thì không ngừng khấn vái, nói được làm được, ngay khi biên quan ổn định thì hắn sẽ trở lại sửa sang mộ phần cho vua Âm Nguyệt. Đây chính là chuyện mà con người nên làm. Lăng mộ vua Âm Nguyệt đang chấn động bỗng trở nên yên lặng. Sau khi vái lạy, Triệu Bân mới quay người rời đi. Bỗng nhiên từ phía chính diện lại có một thanh kiếm màu đen đâm tới, mũi kiếm lóe ra u quang, còn cách mệnh môn của hắn chưa đến ba tấc. Mũi kiếm chưa đâm trúng mục tiêu mà kiếm uy đáng sợ đã rạch ra một đường trên da của hắn khiến cho máu tươi chảy ra, đây rõ ràng là một kiếm tuyệt sát. Triệu Bân biến sắc, phi thân về phía sau. Vẫn còn có cá lọt lưới mà hắn không hề phát hiện. Tuy nhiên, ngay khi vừa di chuyển thì hắn liền cảm thấy có một lực kìm hãm truyền vào cơ thể mình, rõ ràng là có nhiều hơn một con cá lọt lưới, vẫn còn có một con khác ẩn trong bóng tối thi triển thuật phong ấn phối hợp với một kiếm tuyệt sát kia. Nếu như một kiếm kia trúng mục tiêu thì hắn chắc chắn phải chết. Trong thời khắc nguy cấp, hắn lại thi triển thuật triệu hoán ngược rồi bốc hơi ngay lập tức. Bốc hơi. Những thanh âm kinh hãi liên tục vang lên, vào lúc này có một kẻ áo đen cùng một kẻ áo đỏ nhảy ra, cả hai đều có cảnh giới chuẩn thiên và đều che kín mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt âm u lạnh lẽo. Hai kẻ này không thuộc bất cứ một vương triều nào, bọn chúng là sát thủ của La Sinh Môn. Hai kẻ này có hung danh hiển hách ở La Sinh Môn, Thủy Hỏa Phán Quan. Hung danh của hai kẻ này có thể thế nhân sẽ không biết nhưng đồng môn sát thủ chắc chắn đều sẽ biết. Thủy Hỏa Phán Quan không phải là sát thủ bình thường, tất cả những nhiệm vụ qua tay bọn chúng đều chưa từng thất bại, người chết trong tay bọn chúng nhiều vô số kể. Tương truyền bọn chúng đã từng giết một cường giả thiên võ. Chuyện đó là thật hay giả cũng không ai biết. Việc môn chủ La Sinh Môn phái hai kẻ này tới đây chứng tỏ bọn chúng rất xem trọng cơ ngân, hoặc là do hoàng đế của các vương triều lớn đã chi tiền rất mạnh tay, phải biết rằng người thường không thể nào thỉnh nổi Thủy Hỏa Phán Quan xuất chiến, chỉ có quỷ mới biết được bọn họ đã chi ra bao nhiêu tiền. Sao hắn có thể bốc hơi được, Thủy Phán Quan khẽ nhíu mày nói. Hỏa Phán Quan đứng bên cạnh cũng không nhìn ra manh mối. Một người còn sống sờ sờ, nói bốc hơi liền bốc hơi. Thật ra thì hai kẻ này không phải là cá lọt lưới, bọn chúng không đến đây cùng một lúc với đám sát thủ trước đó, bởi vì trên đường đến biên quan Đông Nam đã gặp một chút trì hoãn cho nên đến tận bây giờ mới tới được đây, đi ngang qua nơi này thì trùng hợp nghe thấy tiếng nổ lớn mới chạy vào xem xét. Không ngờ lại đúng lúc gặp được cơ ngân ở đây. Ở đây có quá nhiều khí tức của cường giả chuẩn thiên. Hỏa Phán Quan đưa mắt nhìn về phía phế tích, trên đống đổ nát. Mỗi một mảnh vụn đều có dính máu tươi. Hẳn là ở đây đã từng có rất nhiều người chết, tuy rằng đã hủy thi diệt tích nhưng vẫn còn sót lại khí tức. Không có ngoại lệ, tất cả đều là cường giả chuẩn thiên. Nhìn đống lộn xộn này chắc chắn là đã bị bùa nổ oanh tạc. Tức là trước đó đã có rất nhiều cường giả chuẩn thiên bị bùa nổ giết chết. Nếu như bọn chúng đoán không sai thì chuyện này nhất định là do cơ ngân làm ra. Còn những kẻ bị giết chắc chắn là cường giả của các quốc gia khác được phái đến để giết hắn. Thật sự quá ghê gớm. Một tiểu võ tu cảnh giới địa tạng thật sự đã giết không biết bao nhiêu cường giả cảnh giới chuẩn thiên. Thánh tử Thiên Tông quả nhiên là yêu nghiệt nghịch thiên, khó trách các vương triều lớn lại kiêng kỵ hắn đến như vậy, không tiếc hao phí tài lực để thỉnh bọn chúng tới ám sát hắn. Một nhân tài như vậy thật sự rất đáng để bọn chúng ra tay. Linh vị của vua Âm Nguyệt. Đây là mộ của vua Âm Nguyệt sao, Thủy Phán Quan trầm ngâm nói. Có lẽ vậy, Hỏa Phán Quan lãnh đạm nói, y có thể nhận ra hoa văn khắc mờ trên đá vụn thuộc về vương triều Âm Nguyệt. Bởi vì nhận ra cho nên y mới kinh ngạc. Vua Âm Nguyệt bá thiên tuyệt địa ngày xưa lại an táng ở nơi núi rừng vắng vẻ này, nếu không chính mắt nhìn thấy thì y cũng không dám tin. Nhất định là có bảo vật ẩn giấu. Thủy Phán Quan nói xong liền đi xung quanh xem xét. Vua Âm Nguyệt tuy là vua mất nước nhưng cũng là một cường giả thiên võ hàng thật giá thật. Vào thời đại của ông ta thì ông ta hoàn toàn xứng đáng trở thành thiên hạ đệ nhất. Nói trong mộ của ông ta không có bảo bối ẩn giấu thì ngay cả quỷ cũng không tin. Cho dù có thì cũng đã bị cơ ngân lấy đi mất rồi, Hỏa Phán Quan nói nhưng vẫn tiếp tục tìm kiếm. Đúng là hai tên sát thủ có chí lớn. Không bắt được người liền ngay lập tức nổi lên máu tầm bảo.
Có lẽ vẫn còn thứ gì đó sót lại, thủy phán quan nói. Y vừa dứt lời thì đầu cũng đã rơi xuống đất, bị một thanh kiếm chém ngang rất ngọt, cái đầu lăn xuống đất vẫn có thể nhìn thấy thân hình đang đứng của mình, trong ánh mắt Tê lộ ra sự kinh hãi không thôi, y chính là thủy phán quan. Y là sát thủ giỏi nhất, sao có thể bị giết bởi một kiếm tuyệt sát. Người ra tay chính là Triệu Bân vừa thi triển thuật triệu hoán ngược lại phóng thẳng về cổ mộ, sau đó lẻn vào tìm vị trí tốt nhất để tiếp tục thi triển thuấn thân tuyệt sát. Đã là cá lọt lưới thì không có lý do gì để cho chúng tiếp tục sống sót. Nếu như bị hai sát thủ này theo chân thì hắn ngủ cũng không yên giấc. Nếu U Lan có ở đây lúc này thì chắc chắn sẽ khiếp sợ không thôi. Thủy phán quan của La Sinh Môn lại có thể bị giết như thế này. Nếu như môn chủ La Sinh Môn biết được tin này thì không biết sẽ còn phiền muộn đến mức nào. Ai? Hỏa phán quan quát lớn, nhìn thấy đầu của thủy phán quan rơi xuống đất thì tinh thần cũng run lên. Đó là đồng đội tốt nhất của y, cũng là một cường giả chuẩn thiên hàng thật giá thật, thế mà nói chết liền chết. Nhãn giới của tiền bối chẳng lẽ lại không nhìn ra đây là thuấn thân tuyệt sát sao, Triệu Bân định thân, giống như một bóng ma lúc này mới lộ ra khuôn mặt. Cơ ngân. Hỏa phán quan thấy vậy thì bất giác lùi một bước, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Cái tên này thật sự xuất quỷ nhập thần, lúc trước trong chớp mắt liền bốc hơi. Không ngờ bây giờ trong chớp mắt liền có thể quay trở lại mà bọn chúng không hề phát hiện, Thánh Tử Thiên Tông đâu chỉ là yêu nghiệt, hắn còn quỷ dị đến không tưởng. Khó trách các vương triều phái đến nhiều sát thủ như thế cũng không thể giết được hắn. Tám vương triều lớn đã chi bao nhiêu tiền để thỉnh hai người tới đây, Triệu Bân rút kiếm đứng nhìn, mỉm cười hỏi hỏa phán quan. Thành thật mà nói, hắn thật sự rất tò mò về chuyện này. Chờ lần sau hắn cũng sẽ chi tiền thuê mấy sát thủ chạy đến tám vương triều lớn ám sát, để cho bọn họ phải nhớ về hắn lâu dài hơn. Chỉ là hắn đang không biết với tài lực của hắn thì có thể thuê được sát thủ như thủy hỏa phán quan hay không. Cường giả chuẩn thiên đỉnh phong, giá cả chắc chắn không hề thấp. Keng! Đáp lại Triệu Bân chính là một kiếm chém tới của hỏa phán quan. Triệu Bân cười lạnh, hắn tất nhiên sẽ không đứng yên chờ chết, ngay lập tức thi triển Chu Tiên Quyết. Hỏa phán quan nhìn cũng không thèm nhìn, liền tung ra một trường hóa giải Chu Tiên Quyết, dư lực còn hóa thành biển lửa. Triệu Bân tránh không kịp, bị ngọn lửa bao phủ, sắp bị một con hỏa long nuốt chửng. Khai! Triệu Bân quát lên một tiếng, tiêu diệt hỏa long sau đó xuyên thủng biển lửa xông ra ngoài. Phong! Hỏa phán quan đã sớm có chuẩn bị một tay kết ấn niệm chủ, biến ra một cái chuông lớn giảng xuống đầu Triệu Bản. Triệu Bân không hề lúng túng. Hắn có phân thân bên ngoài tập hợp sức mạnh thêm vào trên người hắn trong chiếc lát, mạnh mẽ mở ra thiên cang hệ. Thể, chính là thiên cang hệ thể siêu cấp, trong chớp mắt phá nát chuông lớn, khiến cho hỏa phân quan bị chấn động bật ra phía sau, ánh mắt lệ ra vẻ khiếp sự không thôi. Không phải chưa nhìn thấy thiên cang, nhưng đây là lần đầu họ nhìn thấy thiên cang lớn như thế. Một tên cảnh giới địa tạng tầng 2 mà lấy đâu ra sức mạnh to lớn đến như thế. Tiền bối giỏi ám sát thật nhưng về sức mạnh thì thật chẳng dám khen. Triệu Bân thản nhiên nói rồi xuất chiêu vạn kiếm quy nhất nhanh như một cơn gió, kiếm uy và kiếm ý vây chặt hỏa phán quan. Cũng tức là kiếm đó chắc chắn sẽ đâm chúng. Kiếm này mạnh thật. Hỏa phán quan giật mình, lấy lại thăng bằng rồi bay ra sau né đòn, vừa bay vừa giơ một tay lên bấm ấn quyết. Những tấm bia chắn xuất hiện và hợp lại phía trước người y, chân nguyên bảo hộ cũng được dùng hết mức. Không né đòn được thì chỉ có thể đương đầu thôi. Rắc, rắc. Tiếng bia chắn nứt vỡ vang lên giòn tan, đối đầu với vạn kiếm quy nhất đã được gia tăng sức mạnh thì bia chắn gì đó chẳng có tác dụng gì, tất cả đều mỏng manh như giấy, bị Triệu Bân đâm thủng chỉ bằng một kiếm, đến cả chân nguyên hộ thể của hỏa phán quan cũng bị đâm thủng theo. Học. Hỏa phán quan phun máu, ăn chọn một kiếm chuẩn xác. Y nên cảm ơn những tấm bia chắn và chân nguyên hộ thể đã làm giảm đi kiếm uy giúp mình, nếu không thì chỉ với kiếm này thôi là cũng đủ để giết chết y rồi. Sát thủ giỏi ám sát, giỏi đánh lén và giết chết đối phương chỉ bằng một kiếm, nhưng nếu như đánh nhau trực diện thì y lại có phần kém cỏi. Cút, hỏa phán quan hét lớn, đấm Triệu Bân bay ra xa. Đương nhiên Triệu Bân không để mình thiệt thòi, lúc bị đấm một đấm thì hắn cũng chưởng lại hỏa phán quan một chưởng. Sau này nhất định sẽ giết chết ngươi, hỏa phán quan đã chịu thua, quay đầu bỏ chạy. Chọn ngày chi bằng gặp ngày, hôm nay thì chọn hôm nay đi, Triệu Bân thản nhiên đáp.
Sau đó, một chữ nổ được hét lên. Sau khi hắn dứt lời thì tiếng nổ vang lên. Hỏa phán quan chưa chạy được mấy trượng thì đã bị nổ đến máu me bê bết. Đấy là bùa nổ. Trước đó, Triệu Bân trưởng hỏa phán quan một cái, mặc dù không đủ gãi ngứa nhưng lại thừa cơ thành công dán lên người hỏa phán quan mấy lá bùa nổ, loại khắc chế được bùa chống nổ. Hỏa phán quan bị nổ đến ngây người vì không biết cơ ngân đã dán bùa nổ lên người mình từ khi nào. Hơn nữa, trên người y cũng có dán bùa chống nổ, sao lại vẫn bị nổ chứ? Y chỉ giỏi giết chết đối thủ bằng một đòn nên cơ thể không đủ mạnh, không thể chịu đựng cú nổ. Đòn đó đủ để làm y phải đau đớn, cả vùng ngực đầy máu, nhìn kỹ còn có thể thấy được xương trắng bên trong. Đã kết thúc rồi. Triệu Bân thừa thắng xông lên, không để hỏa phán quan kịp phản ứng thì lại xuất chiêu vạn kiếm quy nhất. Hỏa phán quan nghiến răng, gắng gượng lùi về sau với thân hình máu me. Khổ nỗi, y còn dáng nhìn Triệu Bân một cái. Vì cái nhìn đó mà y đã trúng ảo thuật thiên nhãn của Triệu Bân, lập tức dừng hành động lùi về sau trong giây lát. Chỉ với vài giây đó, kiếm của Triệu Bân đã kịp đâm đến. Không, không, không. Thì ra sát thủ giết người không gớm tay cũng sợ chết. Hai tròng mắt hỏa phán quan đã lồi ra, tròng mắt co lại, ánh mắt đầy khiếp sợ. Y đã không né được kiếm đó. Và cũng không đỡ được kiếm đó. Triệu Bân xuất kiếm với sức mạnh hủy diệt, đâm thủng đầu khiến đối phương không còn cơ hội sống sót. Học! Hỏa phán quan ngã xuống đất, y chết còn ấm ức hơn cả thủy phán quan. Đường đường là cảnh giới chuẩn thiên đỉnh cao mà lại bị cảnh giới địa tạng tiêu diệt. Là do y đã đánh giá thấp Triệu Bân, tâm lý chiến đấu của Thánh tử Thiên Tông vững đến mức khiến y phải giật mình. Thật đáng buồn! Chắc chắn La Sinh Môn sẽ rất thất vọng. Đánh một trận mà mất đến hai đại tướng. Tiền bối, lại thêm hai người bồi táng cho người rồi. Triệu Bân cất kiếm và bắt đầu thu dọn chiến trường, suy nghĩ vẫn không thay đổi, thứ gì có thể lấy đi được thì tuyệt đối không khách sáo. Đúng là cảnh giới chuẩn thiên có khác, bảo vật của thủy, hỏa phán quan đúng là rất tuyệt, binh khí đều là binh khí tốt, ngân phiếu, dược hoàn, đan dược, bùa chú cũng đều rất nhiều, tất cả đều thuộc về hắn. Thấy không, cướp vẫn là cách nhanh nhất để có tiền. Chuyện này không trách hắn được, là do hai tên sát thủ này muốn gây rắc rối cho hắn trước thôi. Trước đó, nếu không nhờ có trận pháp triệu hồi ngược hướng ở bên ngoài thì hắn đã chết chắc rồi. Sau khi hủy xác, xóa dấu vết, hắn mới rời khỏi đó. Biên quan vẫn còn đang đánh nhau, hắn phải qua giúp đỡ. Ế! Triệu Bân vừa ra khỏi mộ vua Âm Nguyệt thì bật thốt lên. Hắn ngước nhìn lên trời thì thấy có một ngôi sao rơi xuống, vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp trên bầu trời tối tăm rồi rơi xuống phía chân trời xa. Ùm ùm. Triệu Bân chưa kịp phản ứng thì đã nghe Tiểu Kỳ Lân kêu lên. Tên nhóc này vô cùng phấn khích, cứ nhảy tưng tưng, nhìn lên trời với ánh mắt sáng rỡ. Bảo bối hả, Triệu Bân nhích mày. Ùm ùm. Tiểu Kỳ Lân không nói được, chỉ vừa kêu vừa gật đầu. Đi thôi. Triệu Bân không nghĩ gì nhiều mà phóng thẳng về phía đó. Tiểu Kỳ Lân chạy theo rồi lại chui vào trong đan hải của hắn. Cố lên. Lúc ra khỏi núi, Triệu Bân đã quay lại nhìn về phía biên quan, như có thể nhìn thấy được khói lửa chiến trường nhuốm đầy máu xuyên qua màn đêm. Chắc là cuộc chiến đang diễn ra rất ác liệt. Dường như ở đây cũng có thể nghe thấy được tiếng la hét đòi giết kia. Xong rồi hắn mới quay lại, tăng tốc, ngước mắt lên trời, nhìn chằm chằm vào ngôi sao rơi xuống đó. Nó có thể khiến Tiểu Kỳ Lân kích động như thế thì nhất định phải là bảo bối quan trọng, không chừng còn có thể giúp Tiểu Kỳ Lân hồi phục được sức mạnh. Vậy thì có thể giúp hắn thực hiện Kỳ Lân hóa hoàn toàn rồi. Ra chiến trường trong trạng thái Kỳ Lân hóa, hắn nhất định có thể giết vô số quân địch. Nếu như còn có thêm một thiên lôi trận nữa thì sẽ càng trọn vẹn hơn. Hắn tiện thể xem luôn thiên tượng, nhưng tiếc là tối nay không có mưa, không thể dẫn ra được sấm chớp. Thần tiên đánh nhau làm trần gian phải chịu tội. Nguyệt thần liếc mắt, cô ta có thể nhìn ra được, thứ đang rơi xuống không phải là một ngôi sao mà là một viên tinh thạch, một tinh thạch dị thường, đang bùng cháy dữ dội, chắc là đồ của tiên gia, không chừng nó thật sự có thể giúp Tiểu Kỳ Lân hồi phục sức mạnh. Đi đến đây cũng gặp cơ hội.
Nguyệt thần không nhìn nữa mà cùng với hai chúc phúc, hợp lực chống lại lời nguyền. Triệu Bân sắp gặp được cơ duyên rồi. Vậy thì bọn họ phải cố hết sức hỗ trợ thôi, không thể để hắn gặp tai kiếp được. Bùm! Một tiếng nổ lớn vang lên, ngôi sao rơi xuống, đập vào một khu rừng. Chắc là vì quá nặng nên mới làm mặt đất rung chuyển, phần lớn những ngọn núi nhỏ xung quanh đó đều bị sụp đổ, cây cối cũng bị thiêu rụi thành tro. Triệu Bân đã đuổi kịp, nhưng lại không xuất hiện. Vì trong khu rừng ngổn ngang đó có người, hơn nữa còn có rất nhiều người. Hắn bò trên đỉnh một ngọn núi nhỏ, nấp dưới bụi cỏ, cầm kính viễn vọng nhìn. Hắn có thể nhìn thấy người đông như kiến, tất cả đã vây quanh ngôi sao vừa rơi xuống, hay nói đúng hơn là vây quanh viên tinh thạch màu tím với hình thái dị thường, to khoảng bằng trái dưa hấu. Người của thi tộc. Triệu Bân lẩm bẩm, hai mắt híp lại. Người thi tộc rất nhạy bén, sẽ lập tức nhận ra ngay. Lúc này, số lượng thi tộc đã tụ tập đã có khoảng 5-6 ngàn người. Nhìn khí thế thì đều là địa tạng tầng 1, còn có 3 cao thủ chuẩn thiên, một ông già mặc áo đen, một kẻ cường tráng đầu trọc và một tên trung niên mặc mãng bào. Đây là trận chiến lớn chứ không phải du sơn ngoạn thủy. Theo hắn thấy, một là chúng chạy tới đào mộ, hai là đang bao vây, chặn đường lùi của quân Xích Diễm. Triệu Bân nhìn địa thế chung quanh, gió dịu nước êm, chắc không có cổ mộ đâu nhỉ. Như thế chỉ còn khả năng thứ hai mà thôi. 5-6 ngàn người thi tộc, mỗi một kẻ có thể gọi ra hai con rối xác chết. Cứ thế mà tính thì số lượng cũng phải hơn vạn người, nếu quân đội đó đánh lén quân Xích Diễm thì binh tướng đại hạ sẽ gặp tổn thất nặng nề. Phải chơi chết đám này mới được, Triệu Bân thì thầm. Hắn ở trong tối, đối phương ở ngoài sáng. Nếu đánh lén, hắn có thể chiếm được tiên cơ, tạo thành đả kích trầm trọng đối với bên kia. Tụ tập đông như vậy thì thuật quần công là hữu hiệu nhất. Hơn nữa còn phải là thuật quần công có sức sát thương mạnh mẽ. Triệu Bân nghĩ tới thiên lôi trận, có thể sức mạnh từ phân thân, uy lực của thiên lôi trận sẽ cực kỳ mạnh. Nhưng như vậy vẫn không đủ. Nếu đã muốn đánh thì phải dùng thiên lôi trận mạnh nhất, một đòn đánh chết cả đám đông mới được. Nghĩ thế, hắn nhìn Tiểu Kỳ Lân trong đan điền, có thể cho ta mượn dùng sức mạnh của ngươi không? SS. Tiểu Kỳ Lân hí lên, gật đầu một cái. Triệu Bân tâm ý tương thông với Kỳ Lân nên cũng hiểu ý của đối phương. Tiểu Kỳ Lân có thể giúp hắn Kỳ Lân hóa trong nháy mắt nhưng nếu thi triển bí thuật thì sức mạnh sẽ bị rút cạn ngay lập tức. Đủ rồi. Triệu Bân lên tiếng, chuẩn bị tấn công. Nhìn cánh rừng hoang tàn tràn đầy một đám người thi tộc, chúng đang vây quanh khối tinh thạch màu tím, đánh giá quan sát kỹ lưỡng. Đám này đúng là đang muốn đánh lén phía sau quân Xích Diễm, nhưng từ khi chúng tiến vào khu rừng núi này thì lại bị thứ này nện vào đầu. Một khối tinh thạch nho nhỏ mà lại chấn sập nhiều đỉnh núi, khiến cánh rừng rậm rạp bị đốt thành cho như vậy, mà từ trên trời rơi xuống, thứ này đúng là bảo bối. Nó là của ta, ông già mặc áo đen lạnh nhạt nói. Trong 3 cao thủ chuẩn thiên, ông ta là kẻ mạnh nhất, cũng kiêu ngạo nhất, dùng tay chụp lên tinh thạch tím. Vật tới từ bên ngoài mà ông muốn độc chiếm một mình sao? Tên cường tráng đầu chọc cười lạnh, vận khí chấn bay cái tay của ông lão áo đen. Cùng là cảnh giới chuẩn thiên, chiến lực không chênh lệch bao nhiêu, ông kiêu ngạo cái gì hả? Đồ của lão phu mà ngươi cũng dám giành, ông già quát lạnh. Chân nguyên bùng nổ. Sao, muốn hù ta à? Đầu chọc vẫn không sợ, khí huyết cương liệt. Hai chuẩn thiên đối đầu nhau, mấy địa tạng chung quanh đều bị đẩy lùi. Tu vi của chúng quá thấp, e là không có tư cách tranh giành bảo vật rồi. Đừng nói tới chuyện ăn thịt, húp chút canh thừa cũng không được nữa là, giác ngộ này thì chúng vẫn có nha. Tên đầu chọc cường tráng rên rỉ, so đấu bằng khí thế, hắn ta rơi vào thế yếu. Ai thấy thì có phần, một người chiếm riêng không tốt đâu. Người trung niên mặc mãng bào ở cạnh đó luôn im lặng nãy giờ nhấc chân tiến lên, sóng đôi với đầu chọc, cùng nhau đối kháng ông già áo đen. Bảo vật trời ban, gã cũng rất có hứng thú mà, muốn phân chia bảo bối thì không phải thái độ nên cứng một chút à. Không hợp tác thì hai người đúng là không làm gì được đối phương. Cũng may, hai người cùng ra tay là đã ép lui được ông già áo đen. Ngươi cũng muốn đối nghịch với ta, ông già áo đen nhìn người mặc mãng bào đầy lạnh lẽo, tia sáng lạnh bắn ra chung quanh.
chỉ muốn chia một chén canh thôi, chẳng cầu gì hơn, người trung niên cười khẽ, khí thế không giảm. Tên đầu chóc kế bên cũng phấn chấn hơn, khí huyết sôi sục, hắn ta muốn món bảo bối này chắc rồi. Ầm, ầm. Ba cao thủ chuẩn thiên so găng tạo ra sấm chớp gió giật. Địa tạng chung quanh đều lùi ra sau trong vô thức. Nhìn đi, ngày thường ghép đội đào mồ người ta, xưng huynh gọi đệ thân thiết cỡ nào, giờ lại trở mặt vì bảo vật. Bùm. Không khí bị đè nén vô cùng, đúng lúc đó, một tiếng nổ vang lên. Nghe thấy âm thanh, người thi tộc ngước mắt lên nhìn. Lọt vào tầm mắt là một ảo ảnh người khổng lồ đang giáng từ trên trời xuống. Tên này to như ngọn núi, còn chưa đạp đất là đã có xu thế phá núi, làm mặt đất nứt toác. Người thi tộc có tu vi yếu đều khuỵu gối, không chịu nổi uy áp to lớn kia. Người khổng lồ ảo kia tất nhiên chính là Triệu Bân. Nói cho đúng thì là Triệu Bân đã kỳ lân hóa. Hắn dùng hình dạng con người, trong tay nắm kiếm quang là long uyên phóng to. Hắn đã tính toán hết rồi, hắn sẽ giáng từ trên trời xuống, cắm kiếm xuống đất. Cái đó là... Cái gì, người thi tộc há hốc mồm. Cơ ngân, ba cao thủ chuẩn thiên đều nhận ra hắn. Đây là trạng thái kỳ lân hóa, là kỳ lân hóa hình người. Cơ ngân ở đây mà vừa rồi họ chỉ lo giành đồ, chỉnh mảng không đề phòng. Bùm. Trong chớp mắt ngắn ngủi, Triệu Bân đáp đất. Dưới chân hắn, nhiều người thi tộc bị dẫm thành đống bùn thịt nhão lẫn máu. Đám còn lại thì bị chấn bay cả đống. Ngay cả ba chuẩn thiên cũng bị hất bay, không đứng vững nổi. Thiên lôi trận. Triệu Bân quát lạnh, một kiếm cắm xuống mặt đất. Tức thì, đất nứt ra, từng lưỡi dao sét bay lên từ trong lòng đất, mỗi một cái đều rất uy lực, có thêm sức mạnh kỳ lân. Thiên lôi trận không chỉ nâng cao sức mạnh, sức sát thương đã lên tới cấp độ khủng bố. Phụt, phụt, phụt. Người thi tộc bị chấn bay còn chưa rơi xuống đất là đã bị lưỡi dao sét chém thành thịt nát. Cao thủ chuẩn thiên cũng bị trọng thương chứ đừng nói gì tép siêu như họ. Một đòn này của Triệu Bân đúng là rất bá đạo. Thiên lôi trận là thứ rất thi triển rất đã mắt trong tình huống nhiều người tụ tập, đại chiêu quần công trong trạng thái kỳ lân hóa, một kích giết 2, 3 ngàn kẻ thù, cả khu vực trở nên lộn xộn, máu thành từng vũng. Cũng bởi đòn này mà sau đó kỳ lân hóa cũng mất hiệu lực. Thiên lôi trận. Thiên lôi trận. Thiên lôi trận. Triệu Bân hét to, lúc này hắn không kỳ lân hóa nhưng vẫn có thể dùng thiên lôi trận, có thêm sức mạnh từ phân thân, tuy uy lực thiên lôi trận lúc này kém hơn khi kỳ lân hóa nhưng vẫn bá đạo như cũ, lại diệt cả một đống. Lần tấn công này rất thành công. Lần này đều nhờ vào khối tinh thạch màu tím. Nếu không có nó thu hút sự chú ý của thi tộc thì Triệu Bân cũng không thể tạo ra kết quả hoàn mỹ thế này. Phá! Ba cao thủ chuẩn thiên phản ứng cũng không chậm. Tung một chưởng về phía mặt đất, cưỡng ép phá vỡ thiên lôi trận. Cũng trong nháy mắt này, ba người đồng thời bấm quyết. Trước mặt mỗi người đều xuất hiện hai quan tài đá, sừng sững mà dựng lên, thi tộc đánh nhau với người ta thì đây là thủ tục bình thường, con rối xác chết là dùng để đánh nhau. Chả các ngươi thuật trầm quan nè, Triệu Bân lẩm nhẩm bấm quyết. Trong 6 quan tài vừa ngoi lên thì ba cái lại chìm xuống lòng đất. Ba chuẩn thiên đớ ra. Làm vậy cũng được sao? Phong lôi quyết, vạn kiếm quy nhất. Triệu Bân không nói nhảm mà nhanh chóng chém ra một kiếm. Huyết quang xuất hiện, trung niên mặc mãng bào lập tức bị xuyên thủng đầu. Vụt! Tên này ngã xuống đất, chết trong hầm hực. Trong ba người thì sao lại đánh ta trước chứ? Gã ngã xuống, hai con rối từ xác chết mà gã triệu hồi cũng ngã xuống theo. Nhanh! Hắn cần nhất là tốc độ nhanh nhạy này. Triệu Bân đánh theo lối bất ngờ này, trông qua như chỉ diệt một cao thủ chuẩn thiên, thực chất là diệt ba người. Người đàn ông trung niên mặc mãng bào mà chết thì hai con rối của cũng bị phế bỏ. Tại sao phải đánh gã trước, nguyên nhân nằm ở đó. Nhận lấy một đao của ta đây. Tráng hán đầu chọc thét lên, bổ ra đao quang 10 trượng. Nói thật lòng, khi lần đầu tiên nhìn thấy tên này, Triệu Bân cứ cảm thấy hắn ta không phải người của thi tộc. Khí tức của thi tộc âm lãnh và tịch mịch, còn tên này hiển nhiên là một võ tu theo phái sức mạnh, khí tức nóng rực mà cuồng bạo, hoàn toàn không ăn nhập gì với tướng mạo của thi tộc. Theo hắn thấy, chắc hẳn kẻ này nửa chừng mới gia nhập. Soạt.
Triệu Bân cất bước tránh né, không dám đối đầu với đao quang 10 trượng này. Hắn vừa né được thì con rối của lão già áo đen đã lao tới tấn công, tung một chưởng khiến hắn lộn nhào. Dây xích âm minh. Lão già áo đen mỉm cười dữ tợn, sử dụng một bí pháp kỳ dị. Ông ta vừa dứt lời thì hai sợi xích bằng phù văn một đen một trắng từ dưới đất chui lên, khóa lấy hai tay của Triệu Bân. Năng lực của sợi xích này rất quỷ dị, không chỉ có thể phong ấn mà còn có lực hút ngược rất đáng sợ. Chết đi! Tráng hán đầu chọc lộ vẻ bạo ngược, nhát chém thứ hai bổ xuống còn bá đạo hơn nhát chém thứ nhất. Triệu Bân ngó lơ, chỉ nhìn về phía lão già áo đen, đồng thời còn tặng ông ta một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười này trở nên cực kỳ rợn người khi lọt vào mắt lão già áo đen. Di thiên hoán địa. Triệu Bân khẽ quát lên, thay đổi vị trí của bản thân với lão già áo đen. Bí pháp của mấy kẻ nham hiểm ấy mà, cần phải mượn lực đánh lực. Hắn biến mất trong chớp mắt, còn lão già áo đen thì thuấn thân hiển hóa, nhưng nhát đao của tráng hán đầu chọc sẽ không vì họ đổi vị trí cho nhau mà dừng lại. Cho dù trông thấy, hắn ta cũng không kịp thu đao về. Không. Nhìn đao quang 10 trượng kia, lão già áo đen thét lên xé ruột xé gan. Thế nhưng điều này có tác dụng gì đâu, ông ta vẫn bị đao quang chém đứt thành hai nửa. Chết mà không thể chết thêm được nữa, cũng buồn bực đến mức không thể buồn bực hơn được nữa. Người buồn bực không kém gì còn có cả tráng hán đầu chọc. Đây là đòn tấn công bá đạo nhất trong cuộc đời hắn ta, không ngờ rằng lại đánh vào đồng đội của mình. Không thể không thừa nhận, đòn đánh của hắn ta rất ngầu, một nhát đao chém chết lão già áo đen. Đùng! Lão già áo đen bị tiêu diệt, con rối của ông ta cũng ầm ầm đổ xuống. Trong ba cao thủ chuẩn thiên, ba con rối chuẩn thiên, đã bị tiêu diệt mất năm. Bây giờ chỉ còn lại mỗi tráng hán đầu chọc. Ngoài hắn ta ra, còn có không ít cường giả của thi tộc chưa bị sấm sét đánh chết, bây giờ ai nấy đang như kẻ say rượu lảo đảo, thấy cảnh tượng máu me này mà chấn động vô cùng. Mới vài ba khoảnh khắc thôi mà hai cao thủ chuẩn thiên đã bị tiêu diệt rồi. Nhanh giữ thần. Triệu công tử cần nhất là tốc độ này. Chơi đánh lén mà, phải đánh cho đối thủ không kịp trở tay. Tiền bối, lên đường bình an nhé. Triệu Bân xuất chiêu, lại là vạn kiếm quy nhất, sức mạnh của phân thân được sử dụng tới cực điểm. Tráng hán đầu chọc vừa mới chém chết đồng đội lập tức biến sắc, vội vàng quay người, giơ đao chắn ngang trước mặt. Răng rắc. Phụt. Nhát kiếm của Triệu Bân ấy vậy mà đục được lỗ trên thanh đại đao của tráng hán đầu chọc, đến cả lồng ngực của tráng hán cũng bị xuyên thủng, kiếm uy và kiếm ý đáng sợ xâm nhập vào thể phách, điên cuồng làm loạn. Á! Tráng hán thét lên, sức mạnh cuồng bạo bộc phát ra ngoài. Triệu Bân không kịp trở tay nên bị hất văng ra. Uỳnh! Trong lúc bay ngược ra sau, hắn thu lại kiếm Long Uyên, lấy cung bá vương, kéo cung, lắp tên, mũi tên lôi đỉnh vốn đã bá đạo. Này có thêm khí huyền hoàng và chân khí thái dương bổ trợ, lại tạo ra một loại kiếm uy vô song nữa. Phụt! Tráng hán đầu chọc phun máu, mi tâm bị một mũi tên bắn xuyên qua. Hắn ta chết cũng rất phiền muộn, chết mà không nhắm mắt. Giống như Triệu Bân dự đoán, ban đầu hắn ta không phải người của thi tộc, nửa đường mới gia nhập vì coi trọng căn cơ của bộ tộc này. Có một thi tổ cảnh giới thiên võ bảo hộ rồi, ai còn dám gây phiền phức cho hắn ta nữa. Đến sau cùng, phiền phức thì không thấy, nhưng tính mạng thì bỏ lại nơi này rồi, thi tổ cũng chẳng thể bảo vệ hắn ta. Chạy đâu hả? Triệu Bân thét lên, lại kéo cung lắp tên. Ba cao thủ chuẩn thiên chết rồi, nhưng cường giả thi tộc vẫn còn khá nhiều, ai nấy thần sắc kinh hãi, hoảng hồn tháo chạy. Tất nhiên Triệu Bân không thể bỏ qua cho chúng, hắn nhắm vào phần đầu, bắn từng kẻ một, mỗi mũi tên tiêu diệt một người. Tiếng la thảm thiết không biết phải tới lúc nào mới chấm dứt. Toàn bộ người của thi tộc bị tiêu diệt. Nếu đại nguyên mà biết chắc sẽ chửi thề đấy, chúng tìm thi tộc kết làm đồng minh dường như là một sai lầm. Lúc trước cấp báo ở biên quan đã bị nỏ mạnh bắn thành tro, lần này lại thất bại. Đại nguyên còn đợi thi tộc đánh phối hợp, thế mà chưa đến chiến trường đã bị giết sạch rồi. Chắc là bát tự không hợp nhau. Nguyệt thần lên tiếng, nói một câu thật lòng. Cái gọi là bát tự không hợp, vừa nói đại nguyên, vừa nói về Triệu Bân. Đại nguyên liên minh với thi tộc không phải chuyện gì tốt, thi tộc gặp phải Triệu Bân cũng chẳng phải chuyện tốt. Thánh tử nhà chúng vẫn còn được treo ở thành Thiên Thu kìa.
cách này vẫn kiếm được tiền nhanh hơn. Triệu Bân cười khà khà, vừa thu dọn chiến trường vừa nhặt báu vật. Đợi khi hủy thi diệt tích xong, hắn mới lấy ra tinh thạch màu tím. Nặng. Viên tinh thạch này cực kỳ nặng. Ước chừng nó phải nặng tới ngàn vạn cân, không dùng tới chân nguyên thì không cầm nổi nó. Vật của tiên gia đây mà. Triệu Bân đặt nó xuống nền đất, nhìn nhìn ngắm ngắm. Toàn bộ viên tinh thạch tỏa sáng lấp lánh, có chút tiên lực chảy bên trong, chắc chắn là vật của tiên gia. Hắn không hiểu nổi, đang yên đang lành, sao lại có tinh thạch từ trên trời rơi xuống. Chẳng lẽ là từ tiên gia rơi xuống ư? Á á! Tiểu Kỳ Lân hét lên, nhảy ra khỏi đan hải. Nó không hề khách sáo, há miệng là cắn, đến mức viên tinh thạch kêu răng rắc, làm Triệu Bân nhìn thôi cũng phải nuốt nước bọt. Không hổ là thánh thú Kỳ Lân, răng miệng khỏe thật, nếu đổi lại là hắn, hắn không dám ăn như thế đâu. Tiểu Kỳ Lân đâu chỉ có răng miệng khỏe, hệ tiêu hóa cũng khỏe. Diên tinh thạch to như quả dưa hấu mà chỉ một loáng đã bị ăn hết rồi. Sự thay đổi của nó sau đó khiến hai mắt Triệu Bân sáng ngời, tinh thạch tiến vào cơ thể biến thành một luồng tinh lực kỳ lại giúp Tiểu Kỳ Lân khai thác tiềm năng, sức mạnh tiêu hao bởi quá trình kỳ lân hóa cũng được bổ sung thêm. Ngoài ra, việc dáng của Tiểu Kỳ Lân cùng to hơn trông thấy, từ trên xuống dưới hừng hực ngọn lửa cháy được, thậm chí có dị tượng thoát ẩn thoát hiện, đặc biệt nhất là cặp mắt của nó, giống như hai vì sao, lấp lánh ánh sáng. Đúng là may mắn. Triệu Bân mỉm cười, xoa đầu Tiểu Kỳ Lân. Lại lớn thêm chút nữa rồi, nếu dùng tới kỳ lân hóa lần nữa, chắc chắn sức mạnh sẽ còn mạnh mẽ hơn. Á á! Anh bạn nhỏ này vui vẻ chui vào đan hải của hắn. Sức mạnh từ viên tinh thạch màu tím vẫn chưa được tiêu hóa hết, phải chuẩn bị đàng hoàng một phen. Đi nào! Triệu Bân không hề nấn ná mà chạy thẳng tới biên quan. Chuyến đi đêm nay quả thực không uổng phí, giết được hơn 300 cao thủ chuẩn thiên. Tiêu diệt hai sát thủ, gặp phải người của thi tộc lại tiếp tục đại sát bốn phương, sau đó còn phục hồi sức mạnh cho Kỳ Lân. Thế mới nói, rảnh rỗi cần ra ngoài dạo chơi nhiều hơn. Chưa biết chừng đang đi lại gặp cơ duyên thì sao? Tự thấy vui quá ha. Nguyệt thần tỏ ra mệt mỏi, vì ngăn chặn lời nguyền, cô ta cũng liều mạng lắm. Thêm cả thần chúc phúc và cửu thế chúc phúc cũng trở nên ảm đạm. Sự cố gắng của họ không hề uổng phí, ấy vậy mà đỡ được đòn tấn công từ lời nguyền, nếu không, phe này Triệu Bân gặp may mắn chắc chắn sẽ có ách nạn. Giảm tuổi thọ chỉ là chuyện nhỏ, nếu gặp phải tử kiếp thì nhảm nhí nữa. Trận chiến mà mắt thường không thấy được mới là kịch liệt nhất, ba người họ có công lao cực lớn đấy. Giết! Đánh! Ở phía biên quan, tiếng hô hào rung chuyển đất trời. Trận chiến này đã kéo dài cả một đêm. Đến khi trời sáng, đôi bên vẫn còn đánh nhau rất hăng. Rút. Không biết đến lúc nào mới thấy đại nguyên ra lệnh lui binh. Sức chiến đấu của quân Xích Diễm quả nhiên không phải bốc phét, đánh suốt một đêm vẫn không hạ được biên quan Đông Nam. Quan trọng nhất là không ngừng có người chi viện cho đại hạ, trong đó không thiếu cao thủ chuẩn thiên. Như thế, nếu không có binh lực đông hơn gấp 5-6 lần thì đừng hòng hạ được biên quan. Nhanh chóng điều chỉnh. Trên tường thành, tiếng hô hào liên tục vang lên. Binh tướng đại hạ đa phần đang ngồi khoanh chân mà nuốt linh dịch với dược hoàn, cố gắng khôi phục thương thế. Người đâu rồi? Cường giả trong quân Xích Diễm thì chạy khắp thành. Đại nguyên tạm thời đã bị đẩy lùi, nhưng họ không hề vui mừng, bởi vì cơ ngân biến mất rồi. Đây không phải là tin tốt đâu. Tìm. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nữ soái hạ tử lệnh, sắc mặt cô ta vô cùng nhợt nhạt. Có một loại dự cảm không tốt lành dâng cao trong lòng cô ta, e rằng cơ ngân đã bị hành thích rồi. Không có kỳ lân hóa, hắn chỉ là một võ tu cảnh giới địa tạng, làm sao đỡ được đòn tấn công của cao thủ chuẩn thiên. Cơ ngân! Thánh tử! Những tiếng hô như thế này vang vọng khắp tường thành. Cường giả của quân Xích Diễm lật tung từng ngóc ngách của quân doanh mà vẫn không tìm thấy. Chết rồi. Cơ ngân chết rồi. Quân đội đại nguyên ở bên ngoài thành thì cười rất đắc chí. Trong quân Xích Diễm có mật thám của chúng, hẳn nhiên thông tin đã được truyền ra. Bao nhiêu người tìm cơ ngân như thế, chắc hẳn là bị tiêu diệt rồi. Cơ ngân không còn, chúng sợ điều gì được chứ? Lần sau sẽ công phá biên quan trong một trận đánh.
chết tiệt. Mặt mũi nữ soái không còn huyết sắc. Canh phòng ngày đêm, vậy mà rồi vẫn xảy ra biến cố. Đùng. Một tiếng nổ lớn đột nhiên vang vọng khắp bầu trời. Bất kỳ ai nghe thấy cũng phải ngước nhìn. Đập vào mắt họ là bầu trời vần vũ mây đen, sấm chớp đì đùng. Sắp có mưa à? Tướng sĩ đại hạ lầm bầm tự hỏi, mặt mũi đờ đẫn. Không phải mưa. Là thiên kiếp. Các tiền bối khẽ nheo mắt, nhìn chằm chằm vào vùng trời bên ngoài thành. Có người sử dụng thiên kiếp, không phải người bên đại hạ mà là người của vương triều đại nguyên, và lại kẻ đó đang tiến về phía này, dẫn thiên kiếp cùng đến. Nữ soái vội vàng thu lại tâm tư, cầm lấy kính viễn vọng. Ở nơi mà tầm mắt chạm tới được, có thể nhìn thấy một thanh niên áo tím đang đạp lên bầu trời mà tới. Nguyên Anh. Người cùng nhìn lên bầu trời còn có cả cường giả quân xích diễm. Thấy thanh niên áo tím, đám đông liếc một lần là nhận ra. Ai là Nguyên Anh thế, có người hỏi. Nhị hoàng tử của Đại Nguyên, không ít tiền bối đáp lời, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đúng là đánh giá Nguyên Anh thấp quá, tuổi tác còn nhỏ mà đã tiến vào cảnh giới chuẩn thiên. Trong khí thế của hắn ta, có vẻ định kéo họ cùng chịu thiên kiếp đây mà. Họ đoán không sai. Đây cũng là ý đồ của Hoàng đế Đại Nguyên. Trước đó, vì một trận sấm sét mà vương triều Đại Nguyên mất hơn 50 vạn người. Bây giờ Đại Nguyên cũng dùng phương thức tương tự để sét đánh chết quân xích diễm của Đại Hạ. Quân địch bên ngoài thành đã bày binh bố trận rõ ràng, ai nấy cười điên cuồng. Thống soái mới của Đại Nguyên là người mỉm cười bỡn cợt nhất. Hoặc là bị sét đánh, hoặc bỏ thành trì mà chạy trốn, các ngươi chọn đi. Xe nỏ ngắm chuẩn, bắn hạ tên đó cho ta. Trên tường thành, có lão tướng của quân xích diễm chỉ lên bầu trời. Không có tác dụng gì đâu, nữ soái điềm tĩnh đáp. Nguyên Anh không ngốc, chắc hẳn hắn ta đã dùng bùa phi hành. Hắn ta đứng quá cao, vượt qua tầm bắn của xe nỏ, nếu muốn giết hắn ta phải có người lên đó mới được, nhưng nhìn uy thế của thiên kiếp. Hiển nhiên không phải thiên kiếp tầm thường. Dù có người nào lên được trên đó, cho dù là cao thủ chuẩn thiên cũng không thể đến gần Nguyên Anh. Chỉ vì Nguyên Anh là người độ kiếp. Trong một phạm vi nhất định lấy hắn ta làm trung tâm, ai tiến vào thì kẻ đó bị sét đánh. Sợ rằng không đợi tấn công được hắn ta đã bị thiên kiếp đánh thành tro. Nếu ta chết, toàn quân rút lui. Nữ soái khẽ mấp máy môi, tay đã nhấc sát kiếm. Cô ta muốn đi lên đó, giết kẻ độ kiếp Nguyên Anh. Tuy biết rằng hy vọng rất nhỏ nhoi, nhưng kiểu gì cũng phải thử, không thể để Nguyên Anh tiến tới được. Nữ soái, để lão phu đi. Đây là mệnh lệnh, nữ soái nói rồi định lao lên trời. Đừng nhúc nhích, để ta. Đúng vào lúc này, một tiếng thét lời vọng khắp bầu trời. Triệu công tử đến rồi, từ xa nhìn thấy thiên kiếp mà thấy thân thiết hơn thấy vợ mình. Chấm. Đừng nhúc nhích, để ta. Tiếng thét kinh động đất trời của Triệu Bân vang khắp bầu trời. Nữ soái nhìn sang. Tướng sĩ đại hạ cũng nhìn sang. Đập vào mắt họ là Triệu Bân đang xẹt ngang bầu trời như một luồng sáng vàng lấp lánh, vạch ra một đường cong hoàn hảo trên nền trời u tối. Đường cong đó là một dấu ấn không phai mờ, đến chết vẫn còn khắc sâu trong linh hồn. Còn sống. Hắn vẫn còn sống. Đôi mắt ảm đạm của tướng sĩ đại hạ sáng ngời lên trong thoáng chốc, gương mặt vốn tái nhợt cũng nhanh chóng trở nên rạng rỡ, sĩ khí và chiến ý sắp bị dập tắt cũng theo bóng dáng ai kia mà bùng cháy lên. Họ không biết cơ ngân từ đâu chạy tới, chỉ biết nếu hắn ở đây là có thể giúp đại hạ xoay chuyển tình thế. Họ có niềm tin, mà thánh tử của thiên tông gánh trên vai niềm tin của họ. Đôi mắt xinh đẹp của nữ soái trở nên mông lung, cô ta sững người trong một thoáng rồi mới mỉm cười. Sao có thể chứ? Thế mà hắn vẫn còn sống. Tình báo sai sót rồi. Khác với tướng sĩ đại hạ, sắc mặt của quân địch đại nguyên chẳng dễ chịu gì. Mới ban nãy còn cười ha hả, mà bây giờ trông ai cũng như bị bao trùm bởi khói mù vậy, đồng thời đồng loạt lùi về sau. Nhất là thống soái mới của đại nguyên, thấy cơ ngân, trong lòng không khỏi giật mình. Còn nhớ trong trận sét đánh lần trước, hắn ta cũng có mặt, bị sét đánh đến mức không tìm nổi đường lui. Thống soái của Đại Nguyên bị tiêu diệt, hắn ta mới trở thành thống soái mới. Nói thật lòng, đêm hôm đó đã trở thành cơn ác mộng của hắn, đến bây giờ vẫn bám lấy hắn ta không thôi.
Cơ Ngân. Nguyên Anh cười khẩy, ánh mắt nóng rực, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười bỡn cợt. Nghe danh Cơ Ngân đã lâu, bây giờ mới được thấy mặt. Đúng thật là, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Hôm nay hắn ta nhất định phải lấy mạng Cơ Ngân, vớt phát thể diện cho Vương Triều Đại Nguyên. Cơ Ngân dùng một trận sấm sét để tiêu diệt hơn 50 vạn đại quân Đại Nguyên. Vậy thì hắn ta sẽ dùng thiên kiếp của cảnh giới chuẩn thiên, đánh cho quân Xích Diễm biến thành núi thây biển máu. Đây sẽ là công lao to lớn. Nếu hắn ta làm được, ai còn tư cách tranh hoàng vị cùng hắn ta nữa? Đùng! Triệu Bân hạ xuống, dẫm vào nền trời huỳnh huỳnh. Là một nhân tài. Đây là kết luận của hắn khi lần đầu tiên trông thấy Nguyên Anh, với huyết mạch đặc thù đúng chuẩn, từ xa xưa đã có khải tượng đi kèm, một đôi mắt sâu như sao trời, nhất là khí tức như ẩn như hiện, mỗi một luồng khí đều tiềm ẩn sức mạnh thần bí, cộng thêm thiên phạt trên đầu, đúng là oai phong vô cùng. Thiên Vũ không lừa hắn. Mấy hoàng tử của Đại Nguyên đúng là toàn cao thủ yêu nghiệt. Tầm cỡ như Nguyên Anh càng không phải thứ mà Nguyên Thương hay Nguyên Kinh có thể bì được. Người lợi hại nhất vẫn là hoàng đế của Đại Nguyên, đứa con nào của ông ta cũng là nhân tài. Thánh tử Thiên Tông đúng là bất phàm, khóc miệng của Nguyên Anh khê nhếch lên, tuy ngoài miệng khen ngợi Triệu Bân, nhưng trong lòng tràn ngập khinh thường, quả thật, hắn ta có tư cách để huênh hoang, phải biết rằng, hôm nay hắn ta sẽ để qua thiên kiếp của cảnh giới chuẩn thiên nhìn khắp chín vương triều thì hắn ta là cao thủ. Chuẩn thiên trẻ tuổi nhất. Triệu Bân không nói gì, chỉ đưa mắt đánh giá. Nguyên Anh từ trên xuống dưới. Hoàng tử của Đại Nguyên, từ đầu xuống chân toàn là bảo biết. Đùng, bình. Lúc này, thiên kiếp bắt đầu giáng xuống, hai tia sét đen thùi lùi lần lượt đánh về phía Nguyên Anh và Triệu Bân. Nguyên Anh là người độ kiếp, Triệu Bân ở trong phạm vi của thiên kiếp nên trở thành người độ kiếp bị động. Trời cao rất công bằng, chỉ cần đứng dưới phạm vi của thiên kiếp, cho dù ngươi là thần cũng bị sét đánh không trượt phát nào. Phụt, phụt. Bả vai Nguyên Anh nứt ra, da thịt vỡ toác. Triệu Bân cũng vậy, bị sét đánh đến mức bả vai máu thịt lẫn lộn, hắn không khỏi dựng ngón tay cái với Nguyên Anh. Tên này đúng là một nhân tài, uy lực của thiên kiếp cảnh giới chuẩn thiên không phải nói suông. Nhưng cũng không sao, hắn trụ được, thánh thú thiên phạt hắn còn trụ được, trận sét này chỉ như chuyện vặt thôi. Chuyện vặt của hắn lọt vào mắt người trong thiên hạ là chuyện giật mình khiếp hãi. Không chỉ quân đội Đại Nguyên mà cả tướng sĩ Đại Hạ cũng thấy tim gan mình đập bình bịch. Da dày thịt béo. Hai tên này đúng là da dày thịt béo. Gặp phải sét đánh mà vẫn bất động. E là chỉ có cao thủ yêu nghiệt ở cấp bậc như Triệu Bân mới dám bước vào phạm vi của thiên kiếp, người khác thì chí ít cũng phải là cao thủ ngang cỡ Nguyên Anh, nếu không, ai tiến vào sẽ bị sét đánh thành cho mất. Giết hai hoàng đệ của ta, tiêu diệt 50 vạn quân Đại Nguyên ta. Hôm nay ta sẽ dùng thủ cấp của ngươi để hiến tế linh hồn của họ ở trên trời, Nguyên Anh điềm nhiên nói, giọng nói kiên định và mạnh mẽ, có thêm thiên kiếp duy trì uy lực và uy nghiêm khiến nó vang vọng khắp đất trời, tư thế uy nghi lẫm liệt. Trên thực tế, hắn ta không hề để tâm tới cái chết của Nguyên Thương, Nguyên Kinh hay 50 vạn đại quân. Sở dĩ hắn ta nói như vậy, chẳng qua là thể hiện cho quân đội Đại Nguyên thấy. Nói chính xác hơn là thể hiện cho phụ hoàng của hắn ta thấy. Ta vì Đại Nguyên mà chiến đấu, người nỡ lòng không truyền hoàng vị cho ta. Hoàng tử Huy Vũ. Hoàng tử Huy Vũ. Khỏi phải nói, những lời của Nguyên Anh đã làm bùng lên sĩ khí của Đại Nguyên, binh tướng Đại Nguyên ở bên dưới giơ cao binh khí trong tay, ai nấy phấn khích như thể chắc chắn Nguyên Anh có thể tiêu diệt được Cơ Ngân. Thánh tử Huy Vũ. Thánh tử Huy Vũ. Bên phía biên quan Đại Hạ cũng hô hào rất vang dội. Sắp đánh nhau rồi, phải giữ thể diện cho Cơ Ngân, không thể thua về mặt khí thế được. Nào, Triệu Bân thét lên một tiếng vang vọng, bất chấp sấm sét mà tấn công từ phía chính diện. Nguyên Anh cười khẩy, tay cầm kiếm vang vung lên. Trong thoáng chốc, sấm sét tụ lại, biến thành một biển sét lăn về phía Triệu Bân. Đây là kiếp của hắn ta có thể mượn uy lực của thiên kiếp. Bất kỳ kẻ độ kiếp nào cũng có thể làm như vậy, tiền đề phải chịu nổi sét đánh. Nếu đến chính mình còn không chịu nổi thiên kiếp thì mượn uy lực kiểu gì? Triệu Bân không sợ, dùng thiên lôi tiến hóa thành kiếm, chém một nhát về phía biển sét. Growl. Tiếng rồng ngâm vang lên, biển sét vừa mới chém tách ra lập tức khôi phục, hóa thành một con rồng sấm sét, nguy nga như núi,
thân mình cường tráng cuộn tròn, chèn ép cho bầu trời vang lên những tiếng nổ ầm ầm, đôi mắt rồng to tròn bắn lôi quang ra khắp nơi. Cút! Triệu Bân bá khí, vung kiếm chém đầu con rồng. Con rồng sấm sét lập tức bị tiêu diệt, nhưng không tiêu tán. Từng luồng sấm sét giao hòa, biến thành một cái lò luyện đan, nhốt Triệu Bân ở bên trong. Nguyên Anh đang thao túng sấm sét, thêm vào một số bí pháp, định luyện hóa Triệu Bân. Phá! Triệu Bân quát lớn, cưỡng ép mở thiên cháo làm lò luyện đan bằng sấm sét nổ tung. Nguyên Anh bị chấn động nên lùi về sau một bước, còn chưa kịp đứng vững đã bị sấm sét từ thiên kiếp đánh cho lảo đảo. Trong mắt hắn ta lộ vẻ kinh ngạc, cơ ngân đúng là không phải người thường, hắn còn khó chơi hơn hắn ta nghĩ. Phải biết rằng, hắn ta đã đạt cảnh giới chuẩn thiên. Mà cơ ngân chỉ là võ tu địa tạng thôi. Luận về tu vi, hắn có thể chèn ép đối phương tuyệt đối, và lại, đây là thiên kiếp của hắn ta có thể mượn thiên uy. Trong tình huống này, hắn ta có cả thiên thời địa lợi, sử dụng thêm bí pháp, vậy mà cơ ngân có thể hóa giải dễ dàng. Nếu đôi bên cùng cấp, hắn ta thực sự không phải là đối thủ của cơ ngân, căn cơ của tên này quá hùng hậu. Phụt! Triệu Bân cũng bị sét đánh, da thịt nở bung. Lôi đình vạn kiếm. Khí thế của Nguyên Anh bùng nổ, vung kiếm chỉ về phía Triệu Bân. Sấm sét khắp bầu trời nghe theo lệnh của hắn ta mà biến thành từng thanh kiếm chém về phía Triệu Bân, số lượng nhiều đến mức khiến da đầu người ta tê dại, và lại đòn tấn công không chút sai lệch này, muốn trốn cũng không trốn được. Quỳnh! Triệu Bân đứng vững, dồn sức phung kiếm Long Uyên, đề phòng chuẩn tới mức không lọt nổi gió. Tiếng kim loại va vào nhau rất thanh thúy. Bao nhiêu thanh kiếm bằng sấm sét lao tới đều bị phá hủy. Cho dù là thế, hắn cũng bị chém cho liên tục lùi về sau. Vì không phải thiên kiếp của hắn, hắn không mượn được thiên uy. Nói trắng ra, đây là sân nhà của Nguyên Anh, đối phương có chi viện, mà hắn thì không. Yếu! Người quá yếu, Nguyên Anh bật cười ha hả, thấy Triệu Bân bị đẩy lùi, sự tự tin bỗng chốc lên cao, càng chém càng hăng, cứ vung kiếm hết lần này đến lần khác, liên tục trỏ về phía Triệu Bân. Đỡ hả, mẹ kiếp ngươi cứ đỡ tiếp đi, ta không tin không tiêu diệt được ngươi. Hoàng tử huy vũ. Thấy Nguyên Anh chiếm thế thượng phong, binh tướng đại nguyên càng thêm phấn khích, tiếng hô hào rung chuyển đất trời. Ở phía đối diện. Sắc mặt của tướng sĩ đại hạ đang rất khó coi, tu vi của Nguyên Anh cao hơn cơ ngân, tuy đang ở trong phạm vi thiên kiếp mà cơ ngân lại có thể mượn lôi uy của thiên kiếp phản kích, phen này xem ra cơ ngân độ kiếp không nổi. Phụt! Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Triệu Bân đang hết sức đẫm máu. Thân thể đẫm máu của hắn không phải là do Nguyên Anh đánh trúng mà là do bị thiên kiếp đánh trúng. Thiên kiếp càng gia tăng, lôi uy càng bá đạo. Không chỉ Triệu Bân đẫm máu mà tình trạng của Nguyên Anh cũng không khá hơn, xương vai bị đánh nứt vừa khép miệng thì lại một lần nữa bị đánh nứt ra. Đến lượt ta. Triệu Bân hừ lạnh một tiếng, vác kiếm xông lên thi triển bá đao phách thiên trảm. Thấy vậy, Nguyên Anh vững vàng định thân, một tay hắn ta giơ lên cao sử dụng lôi điện ngưng tụ thành một tấm khiên đối kháng phách thiên trảm, nhưng cuối cùng vẫn bị phách thiên trảm chấn đến mức khóe miệng hộc ra máu tươi. Cơ ngân. Người đã làm cho ta tức giận rồi. Khí lực của Nguyên Anh đột nhiên dâng lên mạnh mẽ rồi tách từ thân thể ra một thanh kiếm. Triệu Bân kêu rên không ngừng, ngoài việc bị thiên kiếp đánh thì hắn còn bị một nguồn năng lượng thần bí khác công phạt. Xem ra đây chính là lực huyết mạch của Nguyên Anh. Ầm. Trời cao ầm vang, Nguyên Anh chém tới một luồng lôi điện. Triệu Bân không do dự, ngay lập tức tung chiêu giết ngược. Ầm. Ầm, ầm. Đại chiến ngay lập tức diễn ra, một bên là hoàng tử Đại Nguyên, một bên là thánh tử Thiên Tông, một đông một tây bị thiên lôi bao phủ, liên tục tung ra bí thuật đối kháng, ánh đao, kiếm quang, trưởng ấn, quyền ảnh. Tràn ngập vòm trời, mỗi một lần va chạm đều tạc ra ánh lửa, so với lôi điện lại càng chói mắt, sau đó là từng tầng ánh sáng lan tràn, thêm vào uy thế của thiên kiếp khiến cho tất cả mọi âm thanh vang lên đều đinh tai nhức óc. Hoàng tử huy vũ. Quân đội Đại Nguyên la hét cổ vũ cho Nguyên Anh. Thánh tử vô địch thiên hạ, đánh Nguyên Anh thành đầu heo. So với Đại Nguyên thì khẩu hiệu của binh lính đại hạ còn to rõ và có vần điệu hơn. Không chỉ có hậu bối hô khẩu hiệu mà ngay cả tiền bối cũng đang há miệng quát lớn, nước miếng bay đầy trời. Giết!
Đánh chết hắn. Tiêu diệt Cơ Ngân. Tình hình rất chi là tình hình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một bên đại nguyên, một bên đại hạ, khí thế như gà trọi được dùng thêm đan dược tăng lực. Vốn là hò hét trợ uy. Phía trên chiến đấu công pháp, phía dưới chiến đấu võ mồm. Phía trên đánh nhau hừng hực khí thế, phía dưới mắng nhau khí thế ngất trời. Ầm, ầm, ầm. Thiên kiếp càng lúc càng đánh xuống mạnh mẽ, bầu trời đã biến thành lôi hải. Bên trong lôi hải, Triệu Bân và Nguyên Anh chiến đấu điên cuồng, Nguyên Anh giống như lôi thần chỉ huy lôi điện, mỗi đòn đánh xuống đều mang theo sức mạnh hủy diệt, Triệu Bân thì giống như chiến thần đang đối kháng lôi điện, công phạt vô cùng mạnh mẽ. Trong một thời gian, cả hai chiến đấu ngang tài ngang sức. Nguyên Anh kinh hãi, không ngờ mình lại gặp được một đối thủ quá ghê gớm, Cơ Ngân khó đối phó hơn hắn ta tưởng tượng, đang độ kiếp mà vẫn mạnh mẽ đến như vậy, đánh cỡ nào cũng không ngã. Hai mắt Triệu Bân sáng như đuốc. So với Nguyên Anh thì tâm trí của hắn càng kiên định hơn. Nguyệt Thần từng nói, con người cần phải có tính niệm bất khả chiến bại thì mới có thể đạt được sức mạnh vô song. Hiện giờ hắn đã có được tính niệm bậc này, cũng đã đánh ra được uy thế bậc này, bên dưới thiên kiếp hắn chính là chủ nhân bất khả chiến bại. Ta là vô địch. Trong phút chốc, chiến ý cùng linh hồn của hắn đã hợp lại làm một. Một quyền mà hắn đánh ra làm rung chuyển vòng trời. Ầm. Triệu Bân lại tung ra một quyền khiến trời cao chấn động. Nguyên Anh bại trong một chiêu, ngay lập tức bị đánh bật về phía sau, lại bị thiên kiếp đánh thêm một đòn nữa khiến cho xương máu văng tứ tung. Xương máu của hắn ta rơi vào bên trong lôi hải bị chém thành cho bụi làm cho thiên kiếp nhiễm đầy huyết sắc. Ta không tin. Nguyên Anh tóc tai bù xù đang mạnh mẽ định thân. Nhưng hắn ta còn chưa kịp khai công thì Triệu Bân đã phóng tới nhanh như chớp. Bị Triệu Bân đánh cận chiến mới thật là thảm, vừa áp sát là hắn đã mở ra đấu chiến thánh pháp, thủ đoạn quái dị, đòn sau mạnh hơn đòn trước, chủ yếu là do chiến ý càng đánh càng mạnh, quả thật bá liệt vô cùng, đánh Nguyên Anh bay từ phía đông sang phía tây rồi lại từ phía tây văng lên trời cao. Á! Nguyên Anh gầm giống từ tận linh hồn. Đáng tiếc cũng không ích gì. Hắn ta gầm giống càng lớn thì Triệu Bân lại đánh càng hăng. Ngay trong sân nhà của mình mà hắn ta lại bị một võ tu cảnh giới địa tạng đánh tới mức đứng không vững, mỗi khi muốn phản công đều bị đối phương mạnh mẽ hóa giải. Đấu chiến thánh phép kết hợp với lôi điện khiến cho máu xương của hắn ta lại liên tục văng tung tóe. Chuyện này. Nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu, tướng sĩ Đại Nguyên chết lặng. Đó là Hoàng tử Nguyên Anh. Cho dù chiến đấu đồng cấp thì hắn ta cũng chưa bao giờ thất bại, hiện giờ hắn ta có tu vi cao hơn Cơ Ngân. Cũng chiếm được thiên thời địa lợi nhân hòa thế mà lại bị Cơ Ngân đánh gần chết, thánh tử thiên tông này rốt cuộc mạnh mẽ tới mức nào chứ? Thánh tử khí phách. Tướng sĩ đại hạ đều lên tinh thần, hò hét kinh thiên động địa. Tự hào. Thánh tử thiên tông thật sự đáng tự hào. Từ trước đến nay, người đang độ kiếp mà vẫn còn mạnh mẽ đến như vậy ngoại trừ Cơ Ngân ra thì không có người thứ hai, mà trận thiên kiếp này còn giống như hòn đá mài của hắn. Khiến cho da thịt của hắn được cường hóa đến cực hạn, người sống sót sau thiên kiếp quả nhiên là yêu nghiệt nghịch thiên, ngay cả thiên lôi cũng không đánh chết được hắn. Á! Nguyên Anh lại giống lên khiến cho lôi hải chấn động. Triệu Bân gặp thiên lôi lần này liền né tránh. Đến tận lúc này đại chiến mới kết thúc. Nguyên Anh bước đi loạng choạng, mất một lúc lâu sau mới có thể đứng vững. Tóc tai hắn ta bù xù, thân thể hắn ta đẫm máu. Một số chỗ còn có xương lộ cả ra ngoài, không biết là do bị thiên lôi đánh hay là do bị Cơ Ngân đánh, chỉ biết là bây giờ hắn ta đã không còn ra hình người nữa mà cực kỳ giống như một lệ quỷ lạnh lẽo đáng sợ. Không phải chứ? Triệu Bân lẩm bẩm, trong tay hắn đang cầm hơn mười mấy lá bùa, có bùa nhẹ thân mà cũng có bùa tốc hành, trước đó hắn nghĩ Nguyên Anh lơ lửng trên không trung chiến đấu được là do những bùa chú này, nhưng tất cả bùa chú đã bị hắn trộm mà Nguyên An vẫn đang lơ lửng trên không trung. Rõ ràng là phải có huyền cơ khác. Quan sát một chút thì hắn liền nhìn ra manh mối. Đúng là một đôi giày thần kỳ. Triệu Bân xoa xoa cằm nhìn chầm chầm vào đôi giày của Nguyên Anh, đôi giày đó có màu tím, bên trên có khắc cổ văn cùng chữ triện. Sở dĩ Nguyên Anh có thể lơ lửng trên không trung mà không rơi xuống chính là nhờ vào đôi giày này, mang nó vào thì liền có khả năng bước đi trên không trung, cho dù không có bùa nhẹ thân cùng bùa tốc hành thì cũng sẽ không bị rơi xuống.
Thật thú vị, hai mắt Triệu Bân lóe lên, hắn rất có hứng thú đối với đôi giày này. Giết! Nguyên Anh hết sức phẫn nộ, lại điều khiển lôi hải tập cuốn Triệu Bân. Sau đó hắn ta mở ra cấm pháp, tóc đen nhuộm đỏ, chỗ ấn đường còn hiện lên văn lộ. Chiến lược của hắn ta tăng mạnh, khí huyết cuồn cuộn, dị tượng quấn quanh thân lại càng hiển hiện rõ ràng, có thể nhìn thấy núi lớn sông dài, khí thế vô song. Triệu Bân không nói lời nào, hắn thu lại kiếm Long Uyên rồi xắn tay áo, áp sát công phạt. Cảnh tượng tiếp theo có chút khó coi. Đại chiến diễn ra rất hấp dẫn, vô cùng đẫm máu, nhưng trong lúc đang chiến đấu thì một điều kỳ dị đã xảy ra. Thắt lưng của Nguyên Anh, áo dài, quần dài, tất cả đều lần lượt không cánh mà bay. Hoặc là nói y phục của hắn ta đều đã bị kẻ khác trộm mất. Đối thủ của hắn ta không chỉ đánh hắn ta mà còn lột sạch y phục của hắn ta. Sau khi chiến đấu hơn 10 hiệp, trên người Nguyên Anh chỉ còn lại một cái quần cộc. Nói chính xác hơn thì hắn ta vẫn còn lại một cái quần cộc cùng với đôi giày màu tím vàng kia. Đôi giày đó rất quỷ dị, Triệu công tử đã thử trộm nó mấy lần nhưng vẫn không thể nào lột ra được. Xem ra trên đôi giày có cấm chế đặc thù để ngăn chuyện bị kẻ khác lột ra. Chuyện này cũng quá. Lão Phu bấm tay tính toán, Nguyên Anh hiện giờ chắc chắn đang cảm thấy rất mát mẻ. Không thể phủ nhận dáng người của hắn ta cũng không tồi. Cơ Ngân đánh nhau với nữ nhân thì có lột y phục của người ta ra thế này không nhỉ? Trên tường thành biên quan đại hạ, những thanh âm thổn thức liên tục vang lên. Hai mắt của ai cũng sáng rỡ. Nữ tướng giống như Sở Lam thì không khỏi giật giật khóe miệng. Đánh thì đánh, sao lại lột y phục của người ta ra? Bất quá ngẫm lại thì cũng thấy bình thường. Cái tên đó vốn không biết liêm sỉ là gì, trước đây khi đấu với Sở Vô Xương hắn cũng không biết thương hoa tiếc ngọc, suýt chút nữa đã đánh chết người ta, còn có thể trông cậy vào võ đức của hắn hay sao? Có hậu bối như vậy thì ta cũng cảm thấy rất an ủi. Mấy lão già vuốt râu, ý vị thâm trường nói. Xem đi, thánh tử quả là đa tài đa nghệ, nếu như ngay cả cái quần cộc cũng lột ra thì cục diện sẽ còn náo nhiệt cỡ nào nữa. Chuyện này, nhìn thần thái của quân đại nguyên mới thật sự là phấn khích. Tất cả đều đồng loạt ngước mắt nhìn rồi há hốc mồm. Cảnh tượng này thật quá mát mẻ, vị kia chính là Nguyên Anh, nhị hoàng tử của vương triều đại nguyên, cường giả chuẩn thiên trẻ tuổi nhất trong 9 vương triều lớn đã bị Cơ Ngân lột sạch y phục. Không còn ai đấu võ mồm nữa. Các tuyển thủ võ mồm của cả hai quốc gia đều đang đồng loạt ngẩng đầu, mắt tròn mắt dẹt nhìn cảnh tượng bên trên. Từ trước đến nay có rất nhiều trận đại chiến đã diễn ra nhưng trận đại chiến này là hấp dẫn nhất, cũng mát mẻ nhất. Tuyển thủ đại hạ đúng là vô pháp vô thiên, là người lớn mà còn chơi trò lột y phục của người ta, hắn có biết liêm sỉ là gì không? Cảnh tượng thật sự đẹp mắt. Cứ thử tưởng tượng một nhân tài của vương triều chỉ còn mặc mỗi một cái quần cộc và mang một đôi giày thì cảnh tượng sẽ có bao nhiêu tươi mát thoát tục, sợ là từ khi trưởng thành Nguyên Anh còn chưa bao giờ được mát mẻ đến như vậy. Cơ Ngân. Nguyên Anh gầm giống dữ tợn như ác quỷ. Nhị hoàng tử của vương triều đại nguyên, cường giả chuẩn thiên trẻ tuổi nhất trong 9 vương triều lớn không thể nào chịu đựng nổi chuyện này cho dù da mặt của hắn ta có dày tới cỡ nào. Bị 2-3 người nhìn thấy cũng không sao. Nhưng đằng này hắn ta đang ở trước mặt mấy chục vạn đại quân. Là hắn ta đã quá xem thường Cơ Ngân mặt dày, chỉ vì chiến thắng mà hắn không còn biết xấu hổ là gì nữa. Nếu như có nữ tử tóc xanh ở đây thì hắn ta có thể tìm được đồng bạn tương lân. Cô ta cũng đã từng bị kẻ nào đó lột y phục. Ta vẫn còn giữ thể diện cho ngươi đó. Triệu Bân thâm trầm nói, vừa nói hắn vừa nhìn chằm chằm vào đôi giày của Nguyên Anh. Nếu như hắn có thể lột giày của Nguyên Anh ra trước thì hắn cũng không cần lột sạch y phục của hắn ta, chủ yếu vẫn là hắn còn chưa lột thứ quan trọng trên người của Nguyên Anh ra, nếu không thì chuyện này sẽ còn mất mặt hơn. Hắn làm vậy xem như cũng đã trở lại mặt mũi cho Nguyên Anh rồi. Nếu ngay cả quần cộc cũng bị lột ra thì cảnh tượng sẽ càng náo nhiệt hơn nữa. Đôi giày kia thật sự quá thú vị. Nhưng không sao, hắn đã nhìn ra được manh mối. Giết! Nguyên Anh gầm lên, lôi điện trên vòm trời cũng ông ông chấn động. Bị chọc tức giận, khí thế của hắn ta lại tăng vọt. Hắn ta điều khiển lôi hải tập cuốn về phía Cơ Ngân. Bây giờ chuyện thắng thua đối với hắn ta đã không còn quan trọng nữa, hắn ta chỉ có một mục đích duy nhất,
tiêu diệt Cơ Ngân. Ầm. Lôi hải quay cuồng nhấn chìm Triệu Bân. Triệu công tử dâng lên chiến ý vô địch, xé rách lôi hải. Nguyên Anh lại cầm kiếm xông tới, kiếm quang mang theo lôi điện, uy lực nghiền nát. Triệu Bân trời sinh cứng rắn, lấy thân đối kháng. Hắn bị một kiếm chém trúng nhưng không dừng lại, ngay lập tức thi triển tiên thuật trộm cắp lột chiếc giày bên chân trái của Nguyên Anh. Hắn đoán không sai, đôi giày này có huyền cơ, mang vào liền có thể lơ lửng trên không trung. Hiện giờ một bên giày trái của hắn ta đã bị lột ra thì cấm chế của cả đôi cũng bị phá, Nguyên Anh chỉ còn lại một chiếc giày cho nên loạng choạng đứng không vững, suýt chút nữa đã rơi từ trên cao xuống đất. Cái này cũng phải lột xuống. Triệu Bân quát lớn, lại thi triển tiên thuật trộm cắp. Ngay lập tức, chiếc giày bên phải của Nguyên Anh cũng bị lột ra. Lần này hắn ta thật sự đứng không vững, ngay lập tức từ trên không trung rơi xuống. Trên đường rơi xuống hắn ta bị thiên lôi đánh liên tục, máu xương văng khắp nơi. Chỉ còn lại cái quần cộc. Tướng sĩ đại hạ cũng rất thú vị, bọn họ không hề quan tâm đến thắng thua, chỉ quan tâm đến cái quần cộc của Nguyên Anh khi nào mới bị lột ra. Giây phút cái quần cộc đó bị lột ra thì trận đại chiến này cũng sẽ đi vào lịch sử. Thì ra là thế. Ánh mắt nữ soái lóe lên tia sáng, cô ta khẽ cười thầm. Đến lúc này cô ta mới hiểu được dụng ý của Cơ Ngân. Hóa ra đôi giày của Nguyên Anh có ẩn chứa huyền cơ, nhờ vào đôi giày đó hắn ta mới có thể nhẹ nhàng đứng trên không trung. Khi lột đôi giày đó ra thì hắn ta cũng không còn cách nào để lơ lửng trên không trung được nữa, cho nên mới biến thành chim gãy cánh rơi thẳng xuống đất. Nữ soái, dáng người của hắn có khá không? Bên cạnh nữ soái có một lão già cảnh giới chuẩn thiên cười ha hả nói. Nữ soái không nói lời nào. Chỉ liếc nhìn lão già bằng ánh mắt lạnh lùng. Thấy vậy, lão già cảm thấy sởn tóc gáy liền xoay người chuồn đi mất. Thánh tử uy vũ. Tướng sĩ đại hạ lên tinh thần, lại hò hét rung trời. Sắc mặt của đám tướng sĩ đại nguyên thì vô cùng khó coi, kẻ ngốc cũng nhìn ra được hoàng tử của bọn chúng đã bị đánh bại, toàn thân chỉ còn lại độc một chiếc quần cộc, lại từ trên trời rơi thẳng xuống, không bại mới là lạ. Á! Nguyên Anh từ trên trời rơi xuống không ngừng gào thét, hắn ta không có đôi giày thì không thể nào dừng lại ở giữa không trung được nữa, hắn ta rất muốn sử dụng bùa nhẹ thân và bùa tốc hành nhưng trên người hắn ta lúc này chỉ còn lại độc một cái quần cộc. Nguyên huynh. Triệu Bân gọi với theo, từ trên trời đuổi theo xuống dưới. Hai chữ Nguyên huynh này hắn gọi cũng thật thân thiết. Người không biết có khi còn tưởng hắn và Nguyên Anh là bạn tri kỷ. Chỉ có điều hắn quả thật muốn cứu Nguyên Anh. Nguyên Anh là một nhân tài, cũng là một báu vật, không thể chết được. Nếu hắn ta bị quật chết, thiên kiếp cũng mất luôn, nếu không có thiên kiếp, hắn làm sao dùng sấm sét để chào hỏi quân đội đại nguyên được. Quỳnh! Hắn đuổi theo, tiện tay lôi ra một cái chùy gai. Nguyên Anh định phản kích, thế nhưng đứng còn chẳng vững, bị chùy gai đánh ngất đi. Nào! Đưa người tới chỗ này hay lắm nè. Triệu Bân mỉm cười, xách Nguyên Anh chạy về một phía. Chỗ hay ho mà hắn nói tới chính là phía quân đội đại nguyên, hiếm được lúc ai cũng tập trung ở đó, phải vui vẻ với nhau chứ. Đúng là chịu thua ngươi. Nữ soái nhìn xong bật cười, dường như biết Triệu Bân định làm gì. Đợi mà xem, lát nữa lại có một vụ sét đánh tập thể. Rút! Mau rút lui! Thống soái mới của đại nguyên quát ầm lên, quay đầu chạy trốn. Cơ Ngân tới không thành vấn đề. Nguyên Anh tới cũng không thành vấn đề. Nhưng thiên kiếp cũng tới theo họ, vậy thì lớn chuyện rồi. Dù bị đánh cho ngất, nhưng Nguyên Anh vẫn là người độ kiếp. Hắn ta ở đâu thì thiên kiếp đi theo đó, chỉ cần đứng ở trong phạm vi của thiên kiếp thì đều bị sét đánh. Trốn mau. Đâu cần thống soái phải nhắc, 50 vạn quân đại nguyên cũng đang trốn. Từ trên nhìn xuống, cảnh tượng này giống như khi thủy triều rút, chúng trốn chạy đến mức rụng cả giáp. Lại là sấm sét, mà còn là sấm sét của thiên kiếp, bá đạo hơn cả sấm sét do Triệu Bân dụ ra lần trước, nếu nó luồn vào trong dòng người thì náo nhiệt phải biết. Thế này, cũng được à? Trông thấy thiên kiếp chạy về phía đại nguyên, tướng sĩ đại hạ trợn mắt há miệng. Được chứ, sao lại không? Thiên kiếp của ai không quan trọng, có sấm sét là tốt rồi.
Theo lời của Triệu công tử thì sấm của ngươi cũng là sét của ta, đánh xuống ai mà chẳng là đánh. Chạy đâu cho thoát. Triệu Bân xách theo Nguyên Anh, cắm đầu chui vào đội quân Đại Nguyên. Hắn tới không thành vấn đề. Nguyên Anh tới cũng không thành vấn đề. Nhưng thiên kiếp cũng tới theo họ, vậy thì náo nhiệt rồi. Có người nào hay người đấy, ai rồi cũng bị sét đánh thôi. Sấm sét của thiên kiếp không thua kém gì sấm sét khi trời mưa to. Thậm chí nó còn bá đạo hơn, lại rất công bằng, bất kể tu vi. Người ở cảnh giới nào sẽ gặp kiếp ở cảnh giới đó, một luồng sét đánh xuống, chỉ thoáng chốc đã xóa sổ một đống người. Nơi nào đông người sẽ biến thành hiện trường sét đánh tập thể, chẳng có bí pháp nào hữu dụng hơn thiên kiếp. Không biết bao nhiêu người lại tan xương nát thịt. Không biết bao nhiêu người bị đánh thành vũng máu ngay tại chỗ. Đánh hay lắm. Bên phía biên quan đại hạ, tường thành đã mở ra. Tướng sĩ quân xích diễm ảo ra như thủy triều. Bao gồm cả nữ soái, cô ta cũng leo lên chiến mã, lúc này đang chuẩn bị lao ra, vừa đánh xung phong vừa lấp lỗ hổng. Thiên kiếp giáng xuống có khả năng tiêu diệt rất mạnh, nhưng kiểu gì cũng có người còn sống sót, mà nhiệm vụ của họ là giết nốt những người này. Thiên kiếp khá hiếm gặp. Hiếm được lúc gặp một trận lớn, phải dùng hết khả năng giết thêm nhiều quân địch. Không đánh cho vương triều Đại Nguyên đau đớn thì chúng không nhớ đòn. Chạy đâu hả? Bên đó đông người kìa. Triệu Bân là người cơ trí nhất, hắn quăng Nguyên Anh ra ngoài như ném bao cát. Nguyên Anh giống như một quả bom hình người, cứ rơi xuống đất là cả biển máu. Biển máu ở đây ý chỉ binh tướng Đại Nguyên. Trong phạm vi nhất định với Nguyên Anh là trung tâm, ai tiến vào thì người đó bị sét đánh, trong đó 9 phần sẽ trầu trời, còn lại chưa đầy 1 phần, tuy da dày thịt béo, nhưng không đợi thoát ra khỏi phạm vi của thiên kiếp đã bị tiêu diệt rồi. Thế nên mới nói, nơi nào mà Nguyên Anh chạm đến, về cơ bản sẽ biến thành môi trường chân không, sét đánh từng mảng. Quả nhiên vẫn là thiên kiếp hữu dụng. Minh tướng Đại Hạ nhìn mà nuốt nước bọt, ai cũng tận mắt trông thấy. Không phải chết từng người đâu, mà là bị sét đánh chết từng đám một. Đừng nói là chịu trận, chỉ nhìn thôi cũng thấy đau rồi, trong đó nhiều người còn chẳng kịp la hét đã bị đánh thành cho bụi. Dường như thiên kiếp là một bàn tay tiêu diệt nhân thế, mỗi lần vung xuống có thể tiêu diệt rất nhiều sinh linh. Không ai có thể phản kháng được, cũng không ai dám phản kháng. Cao thủ yêu nghiệt chí ít phải đồng cấp cùng Nguyên Anh mới được, những người khác đều mất mạng hết. Hóa ra có thể đánh trận như vậy nữa. Dương Hùng và Yên Thiên Phong nhìn thôi cũng thấy giật mình thon thót. Lần trước họ không kịp chứng kiến trận sét đánh kia, lần này nhìn rất rõ, quá bá đạo luôn. Sức mạnh của một người thực sự có thể thao túng cục diện cuộc chiến. Sức mạnh của một người thực sự có thể xoay chuyển càn khôn. Chớ nói đối phương có 50 vạn đại quân, dù là 500 vạn cũng bị đánh không trượt phát nào. Thiên kiếp rất đáng sợ, một khi bị người ta lợi dụng, nó sẽ thành vũ khí hủy diệt. Đại hạ có ngươi mới đúng là ghê gớm. Nữ soái lầm bầm nói, cảm thấy vô cùng may mắn vì đại hạ có cơ ngân. Nếu không, người bị sét đánh sẽ là họ. Thiên kiếp bá đạo như thế, có thể tiêu diệt toàn bộ quân xích diễm. Đến cả biên quan đại hạ cũng sẽ bị san thành bình địa. Keng, thu hồi suy tư, cô ta vung sát kiếm. Chỉ về quân đội Đại Nguyên đã tan tác. Giết! Lệnh ban xuống, toàn bộ quân xích diễm Đại Hạ lao lên. Chạy hả, chạy đi đâu? Ở phía trước, Triệu Bân xách theo Nguyên Anh, đội theo thiên kiếp trên đầu, chạy ngược chạy xuôi. Cứ nơi nào đông người thì hắn lao tới đó, vừa đuổi theo vừa đánh. Đây không phải chiến tranh. Đây là trận đồ sát từ một phía. Á! Lại lần nữa, phòng tuyến của quân đội Đại Nguyên vỡ nát. Trên có thống soái, dưới có tiểu binh, ai nấy mất mạng hoặc tháo chạy. Đến cả sấm sét dưới trời mưa họ còn không dám đưa đầu ra chịu trận, huống hồ là sấm sét của thiên kiếp. Chỉ cần bắt gặp là tan thành cho bụi. Đứng trước thiên uy, con người giống như bầy kiến bé nhỏ và yếu ớt. Màu máu bao trùm khắp nơi. Tiếng kêu la thảm thiết vang dội. Ngoài kêu la gào thét, còn có tiếng mắng chửi và tiếng quát nạt giận dữ của quân Đại Nguyên. Họ mắng cơ ngân mà cũng mắng Nguyên Anh, chủ yếu là mắng Nguyên Anh. Hoàng đế đưa ngươi tới đây để thể hiện chứ không phải để ngươi ăn hại, trước đó không lâu quân đội mới gặp sấm sét, còn chưa thoát khỏi ám ảnh,
ngươi lại tặng người ta thêm trận nữa. Sao hả, chẳng lẽ chúng ta có bản mặt gợi xét lắm sao? Không có bản lĩnh thì đừng gánh vác nhiệm vụ lớn. Không đánh lại Cơ Ngân thì cứ ngoan ngoãn về nhà đi. Có lẽ vì tiếng chửi mắng quá chói lọi khiến Nguyên Anh tỉnh dậy, hoặc có lẽ vì Triệu Bân làm hắn ta tỉnh. Người độ kiếp vẫn còn đang bị sét đánh mà, trong trạng thái mơ màng, nếu còn bị đánh sẽ chết mất. Tên này không thể chết được. Hắn chết thì thiên kiếp sẽ tan, lấy gì tiêu diệt quân Đại Nguyên nữa. Cơ Ngân. Nguyên Anh tóc tai tán loạn, hả họng gào thét, dường như đã biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn ta tràn đầy tự tin lôi thiên kiếp ra định giết quân Đại Hạ, vậy mà bị đánh ngất, ngủ một giấc tỉnh dậy thì thấy mình dẫn sói về nhà, thiên kiếp bá đạo thế này, có trời mới biết bao nhiêu binh tướng Đại Nguyên bị đánh thành cha Nguyên huynh, ta ở đây nè. Tiếng gọi Nguyên huynh của Triệu Bân nghe thật thân thiết, sau đó, hắn lại dùng chùy gai hất Nguyên Anh ra ngoài. Hắn rất biết chừng biết mực nhé. Ở bên đó có rất nhiều tướng sĩ Đại Nguyên bị đánh chết, xác chất thành đống. Nguyên Anh bay qua chỗ nào là chỗ đó lại có máu thịt văng tung tóe. Triệu Bân thấy có rất nhiều cường giả chuẩn thiên bị đánh thành thịt nát, ngay cả máu thịt còn sót lại cũng trốn không thoát thiên kiếp, bị thiên kiếp đánh thành cho bụi. Đi, đi mau. Nguyên Anh gầm lên nói với tướng sĩ Đại Nguyên. Đáp lại lời hắn ta là rất nhiều tiếng mắng chửi. Đi con mợ ngươi, sao ngươi không tự sát đi, ngươi chết thì thiên kiếp liền tiêu tan. Sau khi thiên kiếp tiêu tan rồi thì những người còn lại nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Ta là hoàng tử, ta không thể chết được. Đây là những gì Nguyên Anh nghĩ. Hắn ta không những không muốn chết mà còn muốn chạy trốn thật nhanh. Đáng tiếc hắn ta không thể chạy được. Triệu Bân đã phóng tới, vung tay giáng thêm một đòn. Nguyên Anh còn chưa kịp đứng vững thì đã giống như bao cát bị đá bay ra ngoài. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn ta rơi thẳng vào đám người đang chạy trốn, hắn ta thật sự là một quả pháo lớn, vừa mới rơi vào trong đám người thì liền giết được cả một đống lớn, bất luận là cường giả chuẩn thiên hay võ tu huyền dương, là đại tướng hay tiểu binh, tất cả đều bị thiên kiếp đánh chết không bỏ sót. Phụt, phụt. Khung cảnh càng lúc càng trở nên đẫm máu hơn. Đầu óc của Nguyên Anh lúc này đã trở nên mơ mơ hồ hồ. Hắn ta nghiễm nhiên trở thành một quả bóng bị Triệu Bân đá qua đá lại chính giữa quân Đại Nguyên đang tháo chạy, mà thiên kiếp của hắn ta cũng càng đánh càng mạnh, lực hủy diệt cùng lôi uy bộc phát hết sức khủng bố. Bầu trời đen tối nhuộm đỏ máu tươi. Từ trên cao nhìn xuống đây đã không còn là chiến trường nữa mà là một biển máu, ngay cả lôi điện cũng bị nhiễm một màu đỏ tươi, mỗi một tiếng nổ vang đều giống như một tiếng chuông tang, mà tiếng kêu rên thảm thiết của tướng sĩ Đại Nguyên lại giống như một tang khúc. Chính là tang khúc đến từ địa ngục. Giết. So với tiếng kêu rên của quân Đại Nguyên thì tiếng hò hét giết chóc của quân Xích Diễm lại càng vang dội hơn. Triệu Bân đá Nguyên Anh lăn lóc ở phía trước, bọn họ càn quét tới từ phía sau, có rất nhiều tướng sĩ Đại Nguyên bị vó ngựa quân Xích Diễm dẫm thành thịt nát, đây là chiến tranh, không có chỗ cho sự thương xót. Chậc, chậc. Nguyệt Thần nhìn thấy cũng không khỏi tặc lưỡi. Đồng thời cô ta cũng có chút xót thương. Khi trận chiến này kết thúc, Hoàng đế Đại Nguyên phải sầu muộn biết bao nhiêu. Tiền bối, ta tìm ngươi đã lâu. Trong khi Nguyệt Thần đang quan sát thì hai mắt của Triệu Bân đã trở nên sáng rỡ. Vị tiền bối mà hắn đang nhắc đến chính là tân thống soái Đại Nguyên. Đúng là người làm thống soái đều không tầm thường, ngay cả tư thế bỏ chạy cũng khí phách vô cùng. Thống soái Đại Nguyên thấy vậy thì càng lại chạy nhanh hơn, sắc mặt lão ta trắng bệch, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hãi. Bị Triệu Bân trừng mắt nhìn chẳng khác nào bị thần chết chú ý, số phận của thống soái Đại Nguyên tiền nhiệm chính là một ví dụ rõ ràng nhất. Đi! Lão đi được sao? Triệu Bân quát lớn rồi lại đá Nguyên Anh về phía đó. Lúc này không có bí thuật gì hữu dụng hơn Nguyên Anh. Quả pháo lớn này có thể nổ ở bất cứ nơi nào mà nó lăn qua. Ầm, ầm. Ngay lập tức lôi điện liền bao phủ hướng đó. Tân thống soái Đại Nguyên đã đổ máu. Lão ta cũng là một đại hán tử chịu đòn rất giỏi, một luồng thiên lôi đánh xuống chưa thể đánh chết được lão ta ngay lập tức. Vèo. Triệu Bân nhanh như chớp chém xuống một kiếm chặt đứt đầu thống soái. Thống soái mới của Đại Nguyên chết trong buồn bực. Lần trước khi bị thiên lôi đánh, lão ta đã chạy cực nhanh và tránh được tai họa. Lần này, vận khí không tốt. Với hào quang của thống soái trên đầu,
lão ta đã được chăm sóc đặc biệt, thậm chí còn chết tệ hơn người tiền nhiệm. Đã chết. Thống soái đã chết. Những tiếng giống vang vọng khắp thiên địa, quân Đại Nguyên đều cởi bỏ mũ giáp, nhanh chân tháo chạy. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Triệu Bân hừ lạnh một tiếng, ôm lấy Nguyên Anh bay lên trời như sao xẹt, hướng thẳng về phía biên quan Đại Nguyên, muốn mượn uy lực của thiên kiếp phá vỡ phòng ngự của Đại Nguyên. Á! Nguyên Anh vùng vẫy dữ dội và muốn trốn thoát. Tuy nhiên Triệu Bân đã thi triển cấm pháp đáng sợ, mạnh mẽ trói buộc hắn ta. Cuối cùng thì Nguyên Anh vẫn sợ chết. Nếu như hắn ta quyết tâm tự sát thì cũng không có nhiều rắc rối đến như vậy. Nhưng hắn đã không thể hạ được quyết tâm mà còn ảo tưởng kỳ tích phát sinh. Lúc này hắn ta đã không còn quan tâm tới quân Đại Nguyên hay biên quan Đại Nguyên nữa, tất cả đều không đáng giá bằng cái mạng nhỏ của hắn ta. Hắn ta sợ chết, cuối cùng chỉ khổ cho tướng sĩ của hắn ta. Triệu Bân tung hoành ngang dọc, đi tới đâu chém tới đó. Bóng người nối tiếp nhau bị tiêu diệt. 50 vạn quân Đại Nguyên đã bị giết hết 340 vạn. Đám tướng sĩ còn lại ra sức chạy trốn, còn không dám quay đầu nhìn. Tàn binh bại tướng. Triệu Bân chưa đuổi theo, phía sau còn có quân Xích Diễm đang càn tới. Hắn đang nhìn chằm chằm vào biên quan Đại Nguyên. Một bức tường thành nối liền núi non hùng vĩ. Hắn quan sát một lúc thì có thể đoán được trên tường thành có bao nhiêu người đang trấn thủ. Có thể nói, trước đó các tướng sĩ Đại Nguyên đều bị điều đi công phạt Đại Hạ, bây giờ chỉ còn lại khoảng 50 vạn quân, mà số quân trấn thủ ở biên quan lại không còn được bao nhiêu. Số quân còn lại vừa nhìn thấy thiên kiếp là đã quáng quàng tháo chạy, trong trận chiến trước đó có hơn 50 vạn hùng binh mà còn bị thiên kiếp đánh chết thì đừng nói tới bọn chúng, lúc này bọn chúng chỉ có thể bỏ thành mà chạy. Không chạy thì chẳng lẽ còn đứng lại chờ bị thiên lôi đánh sao? Thiên kiếp hung hãn như vậy, người bình thường làm sao chống chịu nổi? Mà Cơ Ngân đang đứng trên đỉnh thiên kiếp kia lại có năng lực giống như một vị thần. Cường thế không ai có thể ngăn cản. Phá cho ta. Triệu Bân quát lớn một tiếng rồi lại đá Nguyên Anh qua đó. Chỉ nghe ầm vang một tiếng, hàng trăm triệu luồng lôi điện đã hội tụ, từ trên trời trút xuống. Biên quan Đại Nguyên nguy nga hùng vĩ đã bị đánh sụp đổ. Không, không không. Trong đống sụp đổ, Nguyên Anh hét lên một cách điên cuồng. Hắn ta không thể chịu đựng được nữa. Hắn ta là người độ kiếp nhưng gánh không được, đang dần dần bị lôi điện nhấn chìm. Hắn ta chết còn đau khổ hơn thống soái Đại Nguyên, tự mình hò hét đánh tới, thân mang thiên kiếp tưởng có thể lập được đại công rồi trở về thừa kế ngôi vị hoàng đế Đại Nguyên, không ngờ kết quả lại trở thành thế này. Hắn ta chẳng những không thể chia hạ quân Xích Diễm, không thể phá nát biên quan Đại Hạ mà còn hại quân mình máu đổ thành sông, khiến cho ngay cả bản thân hắn ta cũng bị tiêu diệt. Câu nói đi ngàn dặm tới dâng đầu cho giặc dường như là đang nói về chính hắn ta lúc này. Trận chiến này xem ra hắn ta cũng đã lập được công lớn. Chỉ có điều, hắn ta đã lập được công lớn cho Đại Hạ. Nguyên Anh chết, thiên kiếp cũng tiêu tán. Tuy nhiên, tướng sĩ Đại Nguyên đang thất kinh hồn vía vẫn đang chạy trốn trong tuyệt vọng. Một hồi thiên kiếp giết chết hơn 50 vạn đại quân, lúc này không chạy trốn chẳng lẽ còn đứng chờ bị đánh chết. Xét về binh lực, bọn chúng cũng đã mất hết khả năng phản kháng. Thống soái đã chết, ngay cả biên quan Đại Nguyên cũng đã bị phá, còn đánh thế nào nữa? Điều quan trọng nhất vẫn là tinh thần tướng sĩ. Trải qua hai trận thiên kiếp đã khiến cho tất cả tướng sĩ Đại Nguyên đều khiếp sợ. Đừng nói đến tiểu binh tiểu tướng, ngay cả mấy cường giả chuẩn thiên cũng không có ý định chiến đấu tiếp. Sống trên đời thật không dễ dàng gì, trong thời gian một tháng ngắn ngủi mà bọn chúng đã phải đụng độ tận hai trận thiên kiếp. Bọn chúng vẫn còn sống được đến tận ngày hôm nay thì thật sự phải biết ơn công lao của 18 đời tổ tông. Muốn chạy, Triệu Bân vác theo kiếm Long Uyên đẫm máu trong tay không ngừng đuổi theo. Không có ai dám nghênh chiến với hắn. Không phải vì bọn chúng có thực lực không bằng hắn mà bởi vì bên trong bọn chúng đều đã tồn tại một bóng ma tâm lý. Trong mắt của bọn chúng thì Triệu Bân đã không còn là một con người nữa mà là một sát thần. Dùng hai trận thiên kiếp thảm sát trăm vạn đại quân, ngoài thần thánh ra thì làm gì có ai làm được. Phía sau lưng hắn, quân Xích Diễm Đại Hạ cũng đã càn quét tới. Quân địch đã không còn can đảm chống cự nữa, bọn họ có thể dễ dàng đánh vào biên quan Đại Nguyên.
Biên quan là một nơi tốt. Biên quan không có tướng sĩ chấn giữ lại càng tốt hơn nữa. Mặc dù biên quan Đại Nguyên đã đổ nát nhưng bảo vật thì vẫn còn không ít, đặc biệt là kho quân giới với số lượng xe nỏ rất lớn được sắp xếp chỉnh tề, toàn bộ đều có thể mang về. Giết! Trận chiến vẫn chưa dừng lại. Quân Xích Diễm Đại Hạ thế như trẻ tre, phá vỡ biên quan, xông pha khắp nơi. Bọn họ đi theo Triệu Bân đuổi giết tàn binh bại tướng Đại Nguyên suốt hơn 800 dặm. Khi màn đêm buông xuống, thanh âm giết chóc mới dần dần tiêu tan. Nhìn bao quát thiên địa chỉ thấy chiến trường đỏ rực, chiến kỳ gãy nát, vũ khí nhuốm máu, khắp chiến trường đầy rẫy các bộ phận của cơ thể, xác chết ngổn ngang khắp nơi. Mau thu dọn chiến trường. Tiếng quát hạ lệnh của lão tướng quân Xích Diễm vang vọng khắp chiến trường. Không cần ông ta ra lệnh, tướng sĩ Đại Hạ đều đã làm việc hết sức vui vẻ. Tóm lại, trận này Đại Hạ vẫn toàn thắng, so với trận trước lại càng huy hoàng hơn, tất cả là nhờ Cơ Ngân, nếu như không có hắn ngăn cơn sóng dữ thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Nói đến Cơ Ngân lúc này, trạng thái của hắn cũng không được tốt lắm. Từ khi bắt đầu thiên kiếp cho tới khi kết thúc hắn chưa bao giờ ra khỏi phạm vi của thiên kiếp, cả người đã bị đánh đến mức bê bết máu. Nhưng hắn cũng không nhàn rỗi, hắn ôm chặt lấy thắt lưng của mình rồi cũng khập khiễng đi thu dọn chiến trường. Phải nói là hắn đang tìm kiếm bảo bối. Có rất ít người dám tới gần hắn. Bởi vì sát khí mà hắn bộc phát ra quá nồng đậm, cũng quá mạnh mẽ. Ngẫm lại thì cũng không có gì lạ. Trong hai trận chiến, số người chết trong tay hắn là vô số kể. Mỗi khi giết chết một người đều có thể làm phát sinh sát khí, hắn giết chết nhiều người đến như vậy, không ngưng tụ được một luồng sát khí khủng khiếp mới là lạ. Ôi trời! Tướng sĩ Đại Hạ đều thổn thức nhìn hắn bằng ánh mắt kính sợ. Trong bề dày lịch sử của Đại Hạ chắc chắn không thể tìm ra được một kẻ thứ hai đáng sợ giống như hắn. Luận về công trạng e rằng cũng không có ai sánh được với hắn. Nếu như bọn họ là hoàng đế Đại Hạ thì bọn họ cũng không biết nên thưởng cho hắn cái gì. Cho dù có phong hầu phong tước thì cũng không vượt qua được công lao của hắn. Con ruồi dù có nhỏ đến đâu thì vẫn là thịt. Triệu Bân vẫn đang ra sức tìm bảo bối. Có rất nhiều mảnh vỡ của vũ khí được làm từ chất liệu không tầm thường. Hắn có thể mang về nấu chảy ra đúc thành binh khí khác hoặc luyện nhập vào kiếm Long Uyên. Sẽ luôn có cách để tái tạo chúng thành những thứ phù hợp. Hắn không chỉ đang tìm bảo bối mà còn đang không ngừng trị thương. Tai họa luôn đi kèm với cơ duyên. Thiên kiếp của Nguyên Anh chính là cơ duyên của hắn. Liên tục được thiên kiếp tôi luyện chính là cơ duyên nghịch thiên. Ngươi lại cứu Đại Hạ một lần nữa, nữ soái nhẹ nhàng cười nói. Đừng quên ghi công cho ta, Triệu Bân cười nói, lại nhặt thêm một thanh kiếm gãy. Nhớ rõ. Nữ soái lại cười, theo sát hắn. Ngoại trừ cô ta thì ở xung quanh còn có không ít lão tướng Xích Diễm vừa xách theo bầu rượu vừa bắt tay vào tầm bảo, tuy nhiên đều không đứng cách xa Triệu Bân quá 10 trượng. Bề ngoài nhìn bọn họ có vẻ như đang bận thu dọn chiến trường nhưng kỳ thực là bọn họ đang ở đây để bảo vệ Triệu Bân, chỉ có quỷ mới biết trên chiến trường có còn sát thủ ẩn thân hay không. Nói đến sát thủ. Nữ soái cố ý hỏi, trong lúc đại chiến ngươi đã đi đâu? Đi, tiểu, Triệu Bân cười tủm tỉm nói. Vẫn còn một đoạn sau hắn chưa nói hết, nhân tiện hắn còn làm nổ tung một lăng mộ. Nữ soái liếc mắt nhìn hắn. Lẽ ra cô ta không nên hỏi. Mấy lão tướng nghe xong thì đều vuốt râu, thầm nghĩ có nên đánh chết cái tên này hay không, chưa dạy cho hắn một bài học thì hắn còn chưa biết điều, chẳng lẽ ngươi đi tiểu suốt một đêm hay sao? Ta sẽ sửa sang lại lăng mộ cho ngài khi ta quay trở lại. Triệu Bân thầm lẩm bẩm trong lòng, hắn đang nghĩ tới chuyện đó. Phá phần mộ nhà người ta chính là chuyện làm tổn hại âm đức. Chờ hắn sửa sang lăng mộ xong thì có dịp lại phải làm nó sụp đổ một lần nữa. Có một số kẻ rất không biết điều, cứ được nước lấn tới, cũng giống như hắn vậy. Hắn còn đang suy nghĩ trong đầu sẽ dùng lăng mộ của vua Âm Nguyệt để tiếp đón bạn bè gần xa tới hỏi thăm hắn. Bạn bè gần xa mà hắn đang nhắc tới tất nhiên là sát thủ của các quốc gia. Chờ xem. Sau đêm nay sẽ càng có thêm nhiều người chạy tới đây ám sát hắn. Đi. Sau khi thu dọn sạch sẽ chiến trường, tướng sĩ Đại Hạ mới lục tục trở về. Thắng lợi trở về.
ai cũng bật cười sảng khoái. Từ khi trấn giữ biên quan cho tới nay thì đây là trận thắng lớn nhất của bọn họ, ngay cả biên quan Đại Nguyên cũng đã bị bọn họ công phá. Đêm nay là một đêm phi thường. Tin tức biên quan đại thắng lại như mọc cánh truyền khắp tứ phương. Tất cả mọi người nghe xong đều choáng váng. Cách đây không lâu ở biên quan, gần 50 vạn hùng binh của Đại Nguyên đã bị Thiên Lôi Đại Hạ đánh chết. Không ngờ chiến cục đó lại xuất hiện một lần nữa. Hơn nữa, trận thiên kiếp này lại là thiên kiếp của Nguyên Anh. Hơn 50 vạn đại quân còn lại gần như đã bị xóa sổ. Chuyện này cũng quá. Dương Huyền Tông nhận được tin tình báo thì thổn thức mất một lúc. Mấy trưởng lão khác nghe tin cũng choáng váng. Nên thưởng cho hắn cái gì đây? Hoàng Phi nhận được tin tình báo cũng lẩm bẩm không ngừng. Hay là đem con gái của ta thưởng cho ngươi đi? Hoàng Phi suy nghĩ rất nhanh. Thử nghĩ xem, hoàng tộc có được một phò mã lợi hại như vậy thì sau này còn kẻ nào dám dòm ngó lãnh thổ đại hạ nữa? Nhân duyên tiền định. Giờ phút này Hoàng đế Long Chiến đang ở biên quan đại hạ cũng đang nghĩ như vậy, chờ vượt qua kiếp nạn này ông ta nhất định sẽ chịu cơ ngân tới tâm sự chuyện hôn nhân của hắn với con gái của mình. Hơn 50 vạn đại quân cứ như vậy mà bị tiêu diệt sao? Thiên kiếp của Nguyên Anh tới đúng lúc thật. Sớm biết náo nhiệt như vậy thì Lão Phu cũng đã chạy đến biên quan Đông Nam tiếp viện rồi, còn có thể xem một màn kịch hay. Trong số 8 hoàng tử thì đã có 3 người chết trong tay của cơ ngân rồi. Hoàng đế Đại Nguyên phải sầu muộn biết bao nhiêu chứ. Thánh tử Thiên Tông đánh hay lắm. Bên dưới bầu trời, người người tụ tập, sôi sục không thôi. Thiên Tông chấn động, triều đình chấn động, mỗi một tòa cổ thành của Đại Hạ cũng đều chấn động. Thổn thức, tặc lưỡi, khiếp sợ. Người ta thể hiện ra đủ mọi loại thần thái khi nghe được về chiến tích của cơ ngân, những câu chuyện truyền kỳ về cơ ngân lại càng nhuốm thêm màu huyền bí. Phải như thế mới xứng với thực lực của hắn. Càng có thêm nhiều người tiếc nuối vì không kịp ra biên quan tiếp viện. Cục diện lớn như vậy xảy ra đến tận 2 lần mà bọn họ vẫn không thể chứng kiến được. Hay lắm! Ở các biên quan lớn của Đại Hạ, bầu không khí vẫn phấn khởi nhất. Cơ ngân lại giúp cho quân Đại Hạ nâng cao thể diện. Hai trận chiến tàn sát trăm vạn đại quân, chiến tích này đúng là vô tiền khoáng hậu. Hai trận toàn thắng đã nâng cao tinh thần của toàn quân Đại Hạ. Triều Long Đại Hạ không phải không có người chấn giữ, chỉ cần một mình cơ ngân cũng đã đủ uy chấn bát hoang. Triều Long Đại Hạ một chọi 8 nhưng vẫn chiến thắng, muốn không phục cũng không được. Cái gì? Lại thua? Tin tức truyền đến 8 vương triều lớn như sét đánh ngang tai. Bọn họ dùng chữ lại là rất chính xác. Lần trước quân Đại Nguyên bị thiên kiếp đánh còn chưa kịp hồi phục. Các vương triều còn lại vẫn còn có tâm tư cười trên nỗi đau của Đại Nguyên. Chưa được bao lâu thì quân Đại Nguyên lại đụng độ thêm một trận thiên kiếp nữa. Hơn nữa, trận thiên kiếp này còn là do nhị hoàng tử Đại Nguyên trợ công. Một trận thiên kiếp của nhị hoàng tử Đại Nguyên chẳng những không thể làm tổn thương tướng sĩ Đại Hạ mà còn đẩy quân Đại Nguyên xuống đáy vực. Ngoài thổn thức, tất cả các vương triều còn lại càng khiếp sợ hơn. Yêu nghiệt đã từng vượt qua thiên kiếp quả là nghịch thiên. Cũng giống như cơ ngân vậy, ai mà ngờ được hắn lại có thể mượn thiên kiếp của Nguyên Anh để tiêu diệt quân Đại Nguyên. Nếu như không có hắn thì toàn quân Xích Diễm Đại Hạ chắc chắn đã bị tiêu diệt. Ngoài ra, các biên quan lớn của Đại Hạ phần lớn cũng sẽ bị san bằng. Các vương triều còn lại nên cảm thấy may mắn bởi vì cơ ngân đã không chạy đến biên quan của bọn họ. Chỉ có điều, nhìn toàn cục thì đây cũng là một tin tức tốt. Vương triều Đại Nguyên hao binh tổn tướng chẳng phải chính là tin tức tốt của các vương triều còn lại hay sao? Chỉ bằng cứ đem quân đi thôn tính Đại Nguyên trước. Trong đêm tối, các hoàng đế của 7 vương triều còn lại đều vuốt râu suy ngẫm. Đặc biệt là vương triều Hắc Long, tham vọng của vương triều này là cao nhất. Trong rất nhiều vương triều, chỉ có Đại Nguyên và Đại Hạ là có thể so sánh với Hắc Long về sức mạnh quốc gia. Bây giờ Đại Nguyên đã tổn thất trăm vạn hùng binh. Cũng tương đương với việc vương triều Đại Nguyên đã mất hết một nửa binh lực, ảnh hưởng nặng nề đến nguyên khí quốc gia. Giờ phút này nếu như mang quân sang Đại Nguyên công phạt thì nhất định có thể chiếm được không ít lợi ích. Có nên thôn tính Đại Nguyên trước hay không? Không chỉ có vương triều Hắc Long có ý tưởng này mà các vương triều khác cũng đang suy nghĩ về điều đó.
nếu như một vương triều không thôn tính được thì các vương triều sẽ liên thủ với nhau. Sĩ khí của quân Đại Hạ lúc này đang lên cao, không thể thôn tính Đại Hạ chỉ trong một sớm một chiều. Chỉ ngọn giáo về phía Đại Nguyên có vẻ như là một lựa chọn tốt hơn. Ý tưởng này dần dần đã không còn là một ý tưởng bất chợt nảy ra trong đầu của Hoàng đế các vương triều nữa mà đã trở thành một kế hoạch thật sự. Trên thực tế, 7 vương triều lớn còn lại đã âm thầm liên thủ với nhau. Ngoài ra, điều cần thiết nhất lúc này vẫn là hạ lệnh tiếp tục ám sát Cơ Ngân. Cái tên đó thật đáng sợ, tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục sống. Nếu không thì các vương triều lớn đều sẽ không thể ăn ngon ngủ yên. Đáng chết! Cơ Ngân, ngươi đáng chết! Dường như vào lúc này đang có một đám mây mù thật sự đang bao trùm lấy vương triều Đại Nguyên. Hoàng đế của vương triều Đại Nguyên nổi trận lôi đình, gầm thét điên cuồng, hai mắt đỏ ngầu, trông dữ tợn như một ác ma, vừa nghe tin đã phẫn nộ đến mức nôn ra không ít máu tươi. Nhiệt tử! Trong khi nguyền rủa Cơ Ngân, Hoàng đế Đại Nguyên cùng không quên mắng chửi Nguyên Anh đúng là nhiệt tử nhiệt tên, ta bảo người đi trợ chiến cho quân Đại Nguyên chứ không phải trợ chiến cho quân Đại Hạ, một mình người đã hại chết thêm 50 vạn quân tại kiếp trước. Không biết ta đã tạo bao nhiêu tội nghiệt mà kiếp này mới sinh ra một tên nhiệt tử như người. Phẫn nộ thì phẫn nộ, nhưng chính sự thì vẫn phải giải quyết. Trải qua hai trận chiến tổn thất 100 vạn đại quân, nguyên khí của Đại Nguyên cũng bị tổn thất nặng nề, không thể tiếp tục tây tiến được nữa, chỉ có thể siết chặt binh lực hết sức, rời khỏi liên minh thôn tính Đại Hạ. Một nửa binh lực của toàn bộ Đại Nguyên đã bị thiên kiếp đánh diệt, còn có thể thôn tính nước khác bằng cách nào nữa? Đã không thể tiếp tục thôn tính nước khác mà còn phải hết sức chật vật để bảo vệ quốc gia. Phải biết rằng các vương triều khác đang như hổ rình mồi dòm ngó Đại Nguyên. Phải giết chết Cơ Ngân bằng bất cứ giá nào. Đây chính là mệnh lệnh của Hoàng đế Đại Nguyên. Cho dù không thể thôn tính Đại Hạ được nữa thì cũng không có nghĩa là lão ta sẽ bỏ qua cho Cơ Ngân. Một nhóm sát thủ khác lại từ biên quan của các quốc gia thâm nhập vào Đại Hạ. Ngoài sát thủ của các quốc gia ra thì còn có người của La Sinh Môn phái đi, trong đó toàn là cường giả chuẩn thiên. Ha, hắt xì. Đêm đó, Triệu Bân không biết đã hắt xì bao nhiêu lần. Quá nổi tiếng cũng không phải là chuyện gì tốt, chỉ một mình hắn mà bị quá nhiều người nhớ thương, chẳng hạn như 8 vương triều lớn cùng với những kẻ thù cũ của hắn. Hắn lập được công lớn như vậy, những kẻ đó chắc chắn đã tụ tập lại nguyền rủa hắn. Nói không chừng còn đang lập đàn làm phép cầu cho hắn mau chóng bị tru diệt. Chấm. Sáng sớm, nắng ấm tràn xuống biên quan. Cảnh tượng đêm nay ở biên quan hết sức đặc biệt. Trên tường thành phần lớn đều là tướng sĩ Đại Hạ đang ngồi xếp bằng. Bên ngoài thành sương mù đẫm máu, tuy rằng không nhìn thấy bóng dáng quân địch nhưng vẫn có thể mơ hồ trông thấy một vài do thám của quân Đại Nguyên đang ẩn thân trong núi rừng quan sát nhất cử nhất động của quân Đại Hạ. Hai trận thiên kiếp tàn sát 100 vạn đại quân. Hiện giờ Đại Nguyên đã không thể dụng binh được nữa, chỉ nơm nớp lo sợ quân Xích Diễm Đại Hạ sẽ đột nhiên tấn công ngược trở lại. Trên thực tế thì quân Xích Diễm Đại Hạ không có ý tưởng này. Trải qua những trận đại chiến liên miên, tất cả tướng sĩ đều đã rất mỏi mệt. Bây giờ ngoại trừ biên quan Đông Nam thì các biên quan lớn khác đều đang diễn ra chiến sự, đây chính là điểm mấu chốt. Nếu như các người không chọc vào Đại Hạ thì tốt. Nhưng nếu như dám chọc vào Đại Hạ một lần nữa thì chiến loạn sẽ lại xảy ra. Lúc này nghỉ ngơi dưỡng sức mới là chuyện chính, Đại Hạ vẫn còn phải vượt qua sự vây công của các vương triều khác. Còn có một nguyên nhân khác chính là Cơ Ngân. Nếu như tiếp tục đánh thì Đại Hạ sẽ không còn cường giả để bảo vệ hắn. Nếu như không cẩn thận thì có khi toàn quân còn bị diệt. Đáng ra phải đến rồi. Nữ soái đứng trên tường thành lẩm bẩm không ngừng. Chẳng lẽ cường giả mà Thiên Tông phái tới đón Cơ Ngân đã lạc đường rồi hay sao? Hơn một tháng cũng chưa thấy bóng dáng. Bên phía Thiên Tông cũng có chung một thắc mắc. Hắc Huyền Lão Đạo và Bạch Huyền Lão Đạo được cử ra biên quan Đông Nam còn sớm hơn sát thủ của các quốc gia khác. Bây giờ đại chiến đã kết thúc nhưng bọn họ vẫn chưa tới, chẳng lẽ đã xảy ra biến cố giữa đường? Hai bên đều đoán không sai. Hai người bọn họ đã lạc đường. Trên đường đi cũng gặp phải biến cố. Trên sa mạc mênh mông vô tận, Hắc Huyền cùng Bạch Huyền vừa đi vừa mắng chửi, bọn họ đã làm biết bao nhiêu cách mà vẫn không thể tìm được lối ra trên cái con đường quái quỷ này, thật sự quá khủng khiếp. Bên trong doanh trướng,
Triệu Bân khoanh chân ngồi yên lặng. Liên tục bị thiên kiếp đánh, thân thể của hắn đã tràn đầy thương tích. Cũng may hắn có nội tình đủ hùng hậu, chuyện khôi phục chỉ là vấn đề thời gian. Này, dán thêm một lá đi. Đừng lười biếng, mau khắc thêm trận văn đi. Không được, còn phải thêm nữa. Bên ngoài doanh trướng vang lên nhiều lời sầm xì. Mấy lão già ở trước doanh trướng đều đang ra sức tạo ra cấm chế. Cái tên nhóc cơ ngân này lúc nào cũng chạy nhảy lung tung cho nên bọn họ bắt buộc phải tạo ra càng nhiều cấm chế càng tốt. Nữ soái đã nói rồi, nếu như bọn họ còn để cho hắn biến mất thì cô ta sẽ để cho bọn họ tiến cung hết. Trong 3 ngày, doanh trướng không xảy ra động tĩnh gì. Đến ngày thứ tư, nhóm tướng sĩ đầu tiên hồi phục đã ngay lập tức trèo lên tường thành tiếp tục xây dựng. Cho dù quân Đại Nguyên đã đại bại nhưng không ai dám đảm bảo rằng bọn chúng sẽ không quay lại một lần nữa. Sứ mệnh của bọn họ bây giờ là phải ra sức phòng thủ biên quan chặt chẽ. Cũng trong đêm đó Triệu Bân đã mở mắt, những vết thương bị thiên kiếp đánh phải đều đã khôi phục như cũ, tuy trong người vẫn còn có một chút nội thương nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến toàn cục. Người vừa vượt qua thiên kiếp lại thu được thêm rất nhiều lợi ích, đôi mắt của hắn đã trở nên thâm thúy hơn không ít, vừa lóe ra tinh quang vừa lóe ra lôi quang. Tỉnh rồi sao? Nữ soái cũng đang ở đó xem bản đồ. Triệu Bân đứng dậy, hung hăng vươn vai, xương cốt kêu răng rắc. Thành thật mà nói, phải đứng trong cùng một doanh trướng với cơ ngân nữ soái cũng cảm thấy áp lực. Sát khí. Cơ ngân bộc phát sát khí quá nồng đậm. Tiền bối, ta tặng người chút bảo bối này, Triệu Bân vừa nói xong liền tiện tay ném ra một sấp bùa nổ. Đa tạ, nữ soái cười nói rồi nhận lấy, cô ta biết cái tên này là bùa sư cho nên cũng không khách khí. Bùa này không bị bùa chống nổ ảnh hưởng, Triệu Bân nói thêm. Nữ soái nghe xong liền nhướng mày, lấy sấp bùa nổ ra xem qua một lượt, xem thật lâu cũng không nhận ra manh mối gì. Những lá bùa này có vẻ như không khác biệt lắm so với bùa nổ bình thường nhưng khi nhìn kỹ thì mới có thể thấy được văn lộ bên trên nó hình như hơi khác so với bùa nổ bình thường. Cô ta chưa bao giờ nhìn thấy bùa nổ nào có thể vượt qua cả bùa chống nổ trước đây. Ngày xưa Hồng Uyên lão tổ vì muốn nghiên cứu loại bùa này mà đã bế quan 10 năm. Nhưng vẫn không nghiên cứu ra được. Ta không nói dối tiền bối đâu, Triệu Bân cười nói. Nữ soái không nói gì nữa, chỉ mang theo sấp bùa ra ngoài. Muốn biết bùa nổ này có bị bùa chống nổ ảnh hưởng hay không thì thử một lần là biết. Nữ soái. Thấy Sở Lam ra ngoài, hai lão tướng canh giữ phía trước doanh trướng liền cúi người hành lễ. Nữ soái cũng gật nhẹ đầu rồi bước đi. Sở soái càng ngày càng xinh đẹp. Đêm ngủ mà được ôm người đẹp trong vòng tay thì sướng biết mấy. Đây là suy nghĩ trong lòng của hai lão già, đừng nhìn thấy bọn họ nghiêm trang đứng trước doanh trướng như hai vị thần mà lầm tưởng, kỳ thực trong đầu của ai cũng đang nảy sinh những suy nghĩ đáng khinh, vừa nhìn thấy Sở Lam là bọn họ liền tấm tắc không thôi. Lão, lại đây. Nữ soái đột nhiên dừng bước, ngoắc tay gọi lão già bên trái. Hai mắt của lão già sáng ngời, vui vẻ chạy lại. Lão già bên phải sờ sờ cằm trong lòng nghi hoặc nói, gọi lão ta làm gì, chẳng lẽ là... Lên giường. Lão cũng lại đây. Nữ soái lại ngoắc tay gọi lão già bên phải. Hay lắm, lão già này so với lão già trước đó còn phấn chấn hơn, lập tức chạy lon ton tới. Thế là ba người cùng nhau bước vào một rừng cây cách đó không xa. Ầm, ầm. Á, ngay sau đó là những tiếng nổ lớn liên tục vang lên. Ngoài ra còn có thêm tiếng kêu rên thảm thiết. Tiếng nổ trước đó tất nhiên là do bùa nổ. Còn tiếng kêu thảm thiết tất nhiên là của hai lão già bị nữ soái kêu vào rừng cây. Cô ta vốn không tin có loại bùa nổ nào có thể vượt qua được bùa chống nổ, muốn biết thì chỉ còn cách thử một lần. Vốn dĩ cô ta cũng không muốn thử lên người khác. Nhưng không ngờ cô ta lại tình cờ đi ngang qua hai lão già có suy nghĩ đáng khinh, vừa hay cô ta cũng có thuật đọc tâm, đọc được suy nghĩ đáng khinh đó cho nên liền lôi hai lão già đi thử uy lực của bùa nổ. Quả nhiên loại bùa nổ này có thể vượt qua bùa chống nổ. Hơn nữa lực sát thương cũng hết sức khủng khiếp. Khủng khiếp như thế nào? Cả hai lão cường giả chuẩn thiên đều đã bị nổ tung lên trời. Hai lão già lúc này vẫn còn bị mắc kẹt trên cây.
không biết tại sao mình lại trúng bùa nổ, cũng không biết tại sao bùa chống nổ trên người mình không hoạt động. Cũng may là không thử trên người mình. Trong doanh trướng, Triệu Bân lộ ra nửa cái đầu xem xét tình hình. Hôm nay hắn lại được dịp nhìn nữ soái bằng con mắt khác. Hóa ra nữ soái cũng yêu thương tướng sĩ của mình lắm. Chuyện này cũng giống như chuyện Nguyệt Thần đã từng nói, bị trúng bùa nổ cũng là một loại tu hành. Ngươi lấy bùa nổ này ở đâu? Nữ soái lướt đến chỗ Triệu Bân nhanh như gió, đôi mắt đẹp như gợn sóng. Bùa nổ vượt qua được bùa chống nổ. Nếu như quân Xích Diễm có thêm được loại bùa này thì chiến lược sẽ tăng thêm một bậc. Nếu như quân Đại Hạ có thêm được loại bùa này thì cũng không cần sợ tám vương triều lớn liên thủ thôn tính. Ta vẽ đó, Triệu Bân cười nói. Thật sao, nữ soái phấn khởi bước lên phía trước, cô ta là cường giả chuẩn thiên siêu cấp, khí thế cường hãn tới mức khiến cho Triệu Bân bị chấn động đứng không vững rồi bị đánh bật ra ngoài. Thật chứ? Triệu Bân vừa nói vừa chật vật đứng lên. Nữ soái ho khan một tiếng, hai mắt sáng ngời. Cô ta thật sự đã đánh giá thấp Cơ Ngân, lão tổ Hồng Uyên bế quan 10 năm cũng không nghiên cứu ra loại bùa này, thế mà tên nhóc này lại có thể vẽ được, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô ta. Đại Hạ cần có loại bùa này. Nữ soái chân thành nói, trong mắt tràn đầy hy vọng. Nói đoạn cô ta còn bồi thêm một câu, sẽ trả công xứng đáng. Được, Triệu Bân lui lại từng bước, loạng choạng một lúc mới đứng vững. Trước tiên người cứ nghỉ ngơi đi, nữ soái cười nói, sau đó xoay người bước ra khỏi doanh trướng. Cô ta đang rất kích động cho nên mới thất lễ như vậy, chủ yếu là bởi vì loại bùa này có ý nghĩa rất quan trọng đối với chiến lực của quân Đại Hạ, nếu như có số lượng đủ thì quân Đại Hạ thật sự có thể xoay chuyển càng khôn. Mặc dù là nữ soái nhưng cô ta cực kỳ chán ghét chiến tranh, chỉ hy vọng thiên hạ thái bình. Thôi được rồi. Triệu Bân hít sâu một hơi, lấy ra đồ nghề vẽ bùa. Trước khi rời đi hắn phải để lại nhiều bùa chú cho quân Xích Diễm. Hắn nợ Sở Gia một ân tình lớn, không thể để cho nữ soái gặp chuyện không may. Chính cảm giác có lỗi với Sở Vô Xương đã thúc đẩy hắn dốc toàn lực giúp đỡ Sở Lam. Nguyện cô trên trời có linh thiêng. Triệu Bân lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn lên trời. Dù là ban ngày, dù là có doanh trước che khuất tầm mắt, nhưng dường như hắn vẫn có thể nhìn thấy được một ngôi sao. Không được quấy rầy hắn. Không lâu sau, nữ soái hạ lệnh. Hắn mà cô ta nhắc tới tất nhiên là Triệu Bân. Vẽ bùa là một công việc đòi hỏi kỹ thuật, không thể bị làm phiền được. Triệu Bân là người chuyên tâm với công việc, hắn sẽ để lại cho quân Xích Diễm rất nhiều bùa. Xong việc, hắn sẽ về thành Thiên Thu. Bên ngoài doanh trướng, hai lão đạo đã trở lại, ai nấy bụng mặt chống lưng, đi đường khập khiễng. Làm mấy lão già nhìn thôi cũng không ngừng cảm thán. Hiếm được lúc nữ soái nổi cơn tam bành, đúng là bổ mắt. Mau mau mau. Nửa đêm mà lăng mộ của vua Âm Nguyệt không hề bình yên, tiếng hô to gọi nhỏ vang lên. Hóa ra một đống phân thân của Triệu Bân đang bận rộn trong mộ. Triệu Bân từng nói sẽ tu sửa lăng mộ cho vua Âm Nguyên, đương nhiên hắn nói lời là phải giữ lời. Bản tôn đang vẽ bùa, đành phái phân thân đi xây dựng. Đây là một công trình lớn, chủ yếu vì vụ nổ đêm đó quá khủng khiếp, không chỉ phần mộ chính bị phá hủy mà một số lối vào cũng đổ sập, may mà Tử Linh không có ở đây, nếu không chắc cô ta nổi điên lên mất. Trong chướng, Triệu Bân nhấc bút chấm mực, vùng bút rồng bay phượng múa, tốc độ vẽ bùa cực kỳ nhanh. Trên án đã bày sẵn từng sấp bùa nổ loại có thể chấp cả bùa chống nổ, ném vào đám đông sẽ nổ tanh bành, không trượt phát nào. Nữ soái từng đến thăm hắn vài lần. Chỉ lén lút nhìn chứ không dám quấy rầy. Cứ thế, vài ba ngày lặng lẽ trôi đi. Có thêm nhiều binh tướng Đại Hạ tỉnh dậy sau khi tự trị thương, trèo đầy lên trên tường thành. Bên ngoài thành, mỗi ngày vẫn có thám tử của Đại Nguyên mò tới. Thám tử của quân Xích Diễm cũng từng thám thính biên quan của Đại Nguyên, thấy chúng cũng đang tu sửa tường thành. Ngoài ra, chúng còn phái thêm đại quân túc trực. Nghiễm nhiên đổi từ thế tấn công trước đó sang thế phòng thủ. Trên có thống soái, dưới của binh tướng, thậm chí không dám ra khỏi cửa. Nhất là thống soái, hắn ta nằm ngủ còn chẳng dám nhắm mắt. Nghĩ tới hai đời thống soái trước đó, chết sao mà thảm thế. Điều này cho hắn ta một loại ảo giác,
cứ làm thống soái của Đại Nguyên thì không ai có kết cục tốt đẹp. Nếu muốn sống thọ, hắn ta phải biết sợ. Hoàng đế nói rồi, chớ chọc tới quân xích diễm của đại hạ, cứ giữ vững biên quan. Lại vào đêm. Triệu Bân ngáp ngắn ngáp dài, đầu óc choáng váng. Lão đại, có người tới phá phách. Không đợi hắn chấm mực, một tiếng gọi đã vang lên. Âm thanh này là do phân thân truyền tới, tiếng hô gào khiến hắn không còn thấy buồn ngủ nữa. Hắn kết nối với tầm nhìn của phân thân. Đập vào mắt là bóng dáng đầm đìa máu tươi, là một người trung niên mặc áo đen, mặt mũi trắng bệch, toàn thân nhuốm máu, ngã trong lối đi của lăng mộ, chắc hẳn là bị truy sát, hoảng loạn không nhìn rõ đường, ma xui quỷ khiến rơi vào lăng mộ, kinh động tới đám phân thân đang tu sửa lăng mộ. Có thể thương thế quá nặng, cũng có thể bị ngã quá đau, người này hôn mê luôn rồi. Hai mắt Triệu Bân khẽ nheo lại. Hắn từng gặp người này, là người của Bạch Gia. Bạch Gia ở đây chính là gia tộc của Nhóc Hám Tiền. Nhóc Hám Tiền mà hắn nói tới chính là Bạch Nhật Mộng. Trước đó, Triệu Gia gặp nạn, Nhóc Hám Tiền và Ngưu Anh từng dẫn theo cường giả trong gia tộc tới cướp tù. Mà người trung niên mặc áo đen này cũng là một trong số đó. Đưa ông ấy đi, Triệu Bân vội vàng nói. Bởi vì thông qua phân thân, hắn cảm nhận được một nhóm đông cường giả đã tiến vào lăng mộ của vua Âm Nguyệt, chắc là kẻ truy sát người kia. Nếu hắn cảm nhận không sai thì chắc hẳn là người của huyết hy môn. Đi thôi. Đám phân thân không nghĩ nhiều, không màng chuyện tu sửa nữa, quay người chạy trốn. Họ không phải bản tôn, không có khả năng chiến đấu đỉnh cao của hắn. Với đám người này thì một võ tu chân linh cũng có thể giải quyết gọn gàng. Huống hồ, người mới đến có cả cao thủ chuẩn thiên. Trong lối đi, gió lớn rít gào, mười mấy bóng áo đỏ hạ xuống. Triệu Bân cảm nhận không sai, đúng là cường giả của huyết y môn. Người đi đầu là một cao thủ chuẩn thiên đúng chuẩn. Số còn lại, người yếu nhất cũng đã đạt tới cảnh giới địa tạng tầng 8. Hầm mộ to ghê. Đám đông nhìn trái ngó phải, có trời mới biết ở nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này còn ẩn giấu một ngôi cổ mộ. Nhìn công trình to lớn này, chắc hẳn người được chôn không phải người thường, chưa biết chừng là vương tôn quý tộc, chẳng qua nhiều chỗ đã sập, hẳn là bị bọn trộm mộ càn quét, không còn tí gì. Không nghĩ gì nhiều, đoàn người men theo lối vào tiếp tục truy đuổi. Ở bên này, Triệu Bân để lại một phân thân thay thế, còn bản tôn đã trốn ra khỏi quân doanh. Nếu đã là người của Bạch Gia thì hắn phải cứu, hắn cũng nợ ân tình rất lớn của Bạch Gia. Hửm. Vừa ra khỏi rừng cây đã bắt gặp một bóng dáng yêu kiều. Chẳng phải ai khác, người này chính là nữ soái Xích Diễm, nhưng không mặc chiến bào mà mặc một bộ váy trắng muốt, đầu tóc vẫn còn ướt sũng, trên người dính bọt nước làm ướt cả áo quần, tôn lên vóc dáng. Khỏi phải nói, cô ta vừa mới tắm xong. Khu vực phụ cận quân doanh có nhiều rừng cây, trong rừng cây có nhiều hồ nước. Triệu Bân đã biết điều này từ trước, nữ soái chạy đi tắm, hắn cũng không thấy bất ngờ. Tóm lại không thể tắm ở quân doanh được, bao nhiêu kẻ không đứng đắn, không nhìn trộm mới là lạ đấy. Cơ Ngân. Thấy Triệu Bân, nữ soái lập tức đờ ra, sao tên tiểu tử này lại chạy ra ngoài rồi. Còn nữa, tên này chạy ra kiểu gì thế? Mấy lão già kia không phát giác được điều gì sao? Tiền bối, ta vội cứu người. Triệu Bân để lại một câu rồi chạy thẳng tới lăng mộ của vua Âm Nguyệt. Nữ soái khẽ nhíu mày, lướt nhanh như mây. Vài ba bước đã đuổi kịp Triệu Bân, đảo mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới, thấy thần sắc tên này hoảng loạn như vậy chắc không phải nói dối, nhưng nửa đêm nửa hôm thế này, hắn chạy đi cứu ai được. Bất kể thế nào, cô ta cũng phải đi theo. Không phải vì sợ Triệu Bân trốn, mà là sợ Cơ Ngân giữa chừng sẽ gặp phải sát thủ. Khó khăn lắm mới đánh thắng được Đại Nguyên, biên quan tạm thời không còn chiến sợ, nếu Cơ Ngân bị tiêu diệt vào lúc này thì thật nhảm nhí. Nơi nào? Nhìn xong, nữ soái mới khẽ hỏi. Triệu Bân cũng không nói rõ được, bèn chỉ về một hướng. Nữ soái không nhiều lời, xách hắn lên, dùng bùa tốc hành cao cấp chạy về phía đó. Thao tác này mới đúng chứ? Cô ta là cao thủ chuẩn thiên đó. Luận về tốc độ, Triệu Bân không bì được. Nếu đã muốn cứu người, vậy thì phải tranh thủ thời gian. Đùng, binh! Trong lăng mộ của vua Âm Nguyệt, tiếng nổ vang lên không dứt. Phân thân của Triệu Bân mở cơ quan trong cổ mộ, tuy đã hỏng hóc, nhưng vẫn dùng được.
nhưng những thứ này không đủ. May mà các phân thân cũng rất cơ trí, thông qua huyệt mộ chui ra khỏi lăng mộ, trốn vào rừng cây bên ngoài. Họ chỉ là phân thân, chắc chắn không đánh lại được, phải kéo dài thời gian đợi bản tôn tới. Lục soát cho ta. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cao thủ chuẩn thiên của Huyết Y lạnh lùng quát lên, đứng trên mỏm núi cúi đầu nhìn xuống. Khu rừng này không rộng lắm, nhưng tìm người không đơn giản. Lệnh hạ xuống, cường giả Huyết Tỷ Miên lần vào trong rừng, gây ra không ít động tình lớn. Lao đại, không trụ nổi rồi. Các phân thân truyền lời tới, nghe rất gấp gáp. Triệu Bân nhíu chặt hàng lông mày, y là thực sự không kịp rồi. Tìm Cơ Ngân, cứu Bạch Gia. Người đàn ông trung niên mặc áo đen tuy đang ở trong trạng thái hôn mê, nhưng lại nói mớ. Câu nói mớ này, phân thân nghe thấy được, tất nhiên Triệu Bân cũng nghe thấy được. Khỏi cần phải nói, Bạch Gia hẳn là gặp nạn rồi. Nhóc hám tiền biết hắn đang ở biên quan mới phái người tới cầu cứu, nhưng giữa đường vẫn gặp phải truy sát. Huyết Y Môn. Triệu Bân thầm quát một tiếng, ánh mắt bắn ra hàn quang. Người đuổi theo người đàn ông mặc áo đen là cường giả Huyết Y Môn, cũng có nghĩa là, lần tai ách này của Bạch Gia ắt liên quan tới Huyết Y Môn. Khi họ còn ở thành Vong Cổ, người của Huyết Y Môn đã từng uy hiếp nhóc hám tiền rồi. Sát khí của hắn quá mạnh, nữ soái cũng phải nhíu mày. Theo suy nghĩ của cô ta, chắc hẳn đây là một kẻ thù truyền kiếp. Tiền bối, có thể nhanh hơn được nữa không? Triệu Bân vội vàng nói. Nữ soái không đáp. Tăng thêm 3 lá bùa tốc hành, tất cả đều là bùa chú của cảnh giới chuẩn thiên, tốc độ tăng vọt. Nếu để cô ta biết đối phương là cường giả Huyết Y Môn chắc còn chạy nhanh hơn, sát ý sẽ bốc lên ngút trời. Cô ta và Huyết Y Môn có rất nhiều ân oán, thời niên thiếu cũng từng bị Huyết Y Môn hạ huyết cổ. Chấm. Tìm đi, tìm cho kỹ càng vào. Dưới ánh trăng, rừng cây không ngừng vang lên tiếng ồn ào, rất cây cổ thụ bị chặt ngang hông. Để tìm người đàn ông trung niên mặc áo đen, cường giả Huyết Y Môn điên cuồng phá phách trong rừng cây, với ý định quét sạch khu vực này, san bằng rừng cây thành bình địa, thử hỏi ngươi còn trốn ở đâu. Quả thực, người đàn ông trung niên được phân thân đưa đi đã bị chặn đứng ở nơi này, không thể nào trốn được, bị tìm ra chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Tìm Cơ Ngân. Cứu Bạch Gia. Người đàn ông trung niên đang hôn mê vẫn tiếp tục nói mớ. Đám phân thân rất hiểu chuyện, tìm một miếng rẻ nhét vào miệng ông ta. Đừng nói nữa, còn nói sẽ bị người ta tìm ra đấy. Giết! Ở bên khác, tiếng hô to gọi nhỏ vang lên. Cũng là phân thân của Triệu Bân, ngay khoảnh khắc trốn vào rừng cây đã chia nhau ra các hướng, bây giờ đang nhảy ra. Không phải họ muốn đánh nhau, mà chỉ là thu hút sự chú ý, miệng thì hô giết, thực chất là đang đào tẩu. Chạy đâu hả? Cùng với một tiếng thét, một luồng kiếm khí chém về phía đó. Phân thân ngay lúc trước còn hô to gọi nhỏ, lúc này đã bị chém thành tro. Khi người của Huyết Y Môn chạy tới chỉ thấy một làn khói, ai cũng phải nhướng mày, hiển nhiên đây chỉ là một phân thân yếu ớt. Giết! Đúng lúc này, lại một tiếng hô nữa vang lên. Vẫn là phân thân của Triệu Bân, mục đích cũng giống hệt, thu hút sự chú ý. Trong bóng tối. Tiếng kiếm ngân rất chói tai, một luồng kiếm khí chém tới, giết phân thân kia trong chớp mắt. Giết! Tiếng hô vang lên không ngớt, phân thân thứ ba chạy ra. Đáp lại lời hắn là một đạo phong ấn huyết quang. Cường giả của Huyết Y Môn không ngốc, chúng muốn dùng phân thân để tìm bản tôn. Phân thân cũng không ngốc, ngay thời khắc bị phong ấn đã biến mất tại chỗ rồi. Thế nhưng, phân thân vẫn chỉ là phân thân. Có làm bao nhiêu đi chăng nữa cũng vô dụng. Giấu đầu lòi đuôi. Cao thủ chuẩn thiên của Huyết Y Môn cười khẩy, phất tay áo, vài ba luồng kiếm khí chém tới, cây rừng chịu trận, bao nhiêu cây cối bị chém vụn, còn có cả một tảng đá lớn bị kiếm khí chém cho vỡ tan. Trùng hợp làm sao, phân thân và người đàn ông trung niên đang ẩn mình nơi đó. Đất đá văng khắp nơi, phân thân lập tức biến thành làn khói. Người đàn ông kia cũng không khá hơn. Bị vụn gỗ và đất đá tán loạn chôn vùi. Thấy vậy, cường giả Huyết Y Môn đồng loạt bao vây ông ta. Chạy ư, tiếp tục chạy đi. Thấy vậy, cao thủ chuẩn thiên của Huyết Y Môn cũng nhảy xuống khỏi mỏm núi. Thế nhưng, hắn ta vừa mới bước ra đã phải liếc nhìn sang,
bởi vì có một luồng khí tức cực mạnh đang hướng về phía này. Dưới ánh trăng, loáng thoáng thấy được một bóng dáng kiểu diễm với tấm áo trắng thoát tục, toàn thân lả lướt khói xương, trong tay xách theo một con lợn, à không. Có vẻ là một người. Có lẽ vì khoảng cách quá xa nên không thấy rõ dung mạo. Tất nhiên là Sở Lam và Triệu Bân rồi. Nữ soái không phải cao thủ chuẩn thiên bình thường, tốc độ không thể đùa được. Nếu đổi lại là Triệu Bân, chắc hẳn lúc này vẫn đang chạy trên đường ấy chứ. Huyết Y Môn. Nữ soái lầm bầm, cao thủ chuẩn thiên của Huyết Y Môn trông thấy cô ta cũng có thể trông thấy đối phương, đã vậy còn thấy rất rõ, rõ cả dung mạo. Trùng hợp làm sao, cô ta cũng nhận ra, đúng chuẩn cường giả Huyết Y Môn. Là cô ta. Khoảng cách gần hơn, cao thủ chuẩn thiên của Huyết Y Môn lập tức biến sắc. Hắn ta cũng nhận ra Sở Lam, nữ soái của quân Xích Diễm sao lại chạy tới đây. Đi, mau đi thôi. Cao thủ của Huyết Y Môn hoảng loạn nói, lập tức trốn đi luôn. Chuẩn thiên cũng phân mạnh yếu. Dạng cao thủ chuẩn thiên như hắn ta, một mình Sở Lam có thể nhai đầu chục đứa. Đông người có tác dụng gì đâu. Đám người của hắn ta còn chưa đủ nhét kẽ răng cô ta ấy chứ. Có thể làm được thống soái của quân Xích Diễm, đâu phải là đồ trang trí. Mấy cường giả Huyết Y Môn đang bao vây con mồi chẳng hiểu đầu đuôi gì, vô thức quay ra nhìn. Đập vào mắt chúng là một loạt kiếm ý quá mạnh, lao đến đâu là không khí tóe lửa đến đấy. Đám đông cũng biết sắc, vội giơ kiếm chắn ngang trước người. Dù là thế, chúng vẫn bị kiếm khí chém cho bay ngược ra sau. Soạt. Tốc độ của nữ soái nhanh như cắt, chỉ vài ba lần chớp mắt đã lao tới, thả Triệu Bân xuống rồi vọt vào giữa đám người như một hồn ma. Mỗi lần đi tới đâu là có kẻ bị giết đến đó, mười mấy cường thủ Huyết Y Môn chưa kịp rơi xuống đất đã bị chém chết quá nửa, chỉ còn vài ba bóng người liên tục lùi về sau. Bấy giờ chúng mới nhìn rõ, người vừa đến là một ả đàn bà, lại còn là loại đàn bà không trêu vào được. Chúng chưa từng gặp nữ soái Xích Diễm, nhưng từng thấy tranh vẽ Sở Lam. Phụt, phụt. Trong một khoảnh khắc chấn động, máu me lại văng tứ phía. Vài ba cường giả Huyết Y Môn còn chừa lại cũng bị nữ soái giết sạch. Nói thật lòng, cô ta có tiềm năng làm thích khách đấy. Chẳng cần phải màu mè làm gì, cứ vung kiếm lên là giết được người. Soạt. Tiêu diệt đám lâu la kia xong, cô ta cũng không ngừng lại, đuổi theo cao thủ chuẩn thiên kia. Thời niên thiếu. Cô ta bị Huyết Cổ hành hạ chết đi sống lại, kiểu gì cũng phải kiếm lại ít lời lãi chứ. Dám đến Hoa Hạ mà còn muốn chạy à? Tiền bối. Triệu Bân đã vạch đống đá vụn ra, vớt người đàn ông trung niên kia lên. Ông ta bị thương rất thê thảm, toàn thân chi chít vết thương, nhất là lỗ máu vẫn đang chảy trước ngực, căn cơ bị phá hoại nặng nề.